Cộp cộp cộp. Kình phong cắt ra ập đến, Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra xa mười mấy thước. Lục Lâm Thiên bò dậy, há mồm phun ra một ngụm máu, khải giáp thanh linh vụt tắt ánh sáng. Kình phong cuồng bạo tan biến, Từ Phục Quan lảo đảo thụt lùi, mặt trắng bệch, máu sôi trào nhưng gã cố nén không phun ra. Từ Phục Quan cực kỳ giật mình, đối phương là vũ sư nhị trọng nhưng đối kháng lại một kích của gã là vũ phách nhị trọng, sao lại có thể như vậy chứ? Năng lượng kinh khủng tan biến, đám người phi linh môn thấy trưởng môn đứng phía xa thì thầm thở phào, cả đám kích động reo lên. Trưởng môn không sao. Lục Lâm Thiên lau mau bên môi, mắt lóe tia sáng lạnh. Cường giả vũ phách tu vi cao hơn Lục Lâm Thiên một đẳng cấp lớn, dựa vào chu tước quyết không đủ để đánh bại Từ Phục Quan, ngược lại hắn bị yếu thế. Nhưng hôm nay Lục Lâm Thiên phải giết chết Từ Phục Quan. Lục Lâm Thiên ra lệnh. Tiểu Long, ngươi ngăn lại người này một chốc. Dĩ Gri. Tiểu Long đã sẵn sàng, nó lại lao lên, con mắt to lóe tia sáng lạnh, lửa vàng nóng cháy bay ra ngoài. Lửa vàng bao trùm thân thể to lớn của Tiểu Long, xẹt qua không gian vang một chuỗi tiếng nổ. Thanh thế cường đại không yếu hơn bất cứ yêu thú tứ giai nào. Từ Phục Quan sắc mặt khó xem nói. Chết tiệt. Từ Phục Quan biết hôm nay không sơ múi gì được rồi, đối phương người đông thế mạnh, nếu có thêm mấy trưởng lão kéo đến thì gã muốn đi cũng không được. Nhưng Từ Phục Quan bị Tiểu Long bám chặt không thoát được. Từ Phục Quan buộc phải đối đầu với Tiểu Long, gã đã tiêu hao chân khí rất nhiều rồi. Tiểu Long công kích không cho Từ Phục Quan chiếm chút ưu thế nào. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên lao đến đám người phi linh môn, mục tiêu là hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng bị bắt giữ. Lục Lâm Thiên hét to. Giao hai người này cho ta. Lục Lâm Thiên bất chấp tất cả, hai chảo ấn chụp xuống đầu hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng, lực cắn nuốt cuồng bạo tuôn ra từ âm dương linh vũ quyết. Hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng hét thảm. A, à, bọn họ không chống cự nổi, chân khí trong đan điền khí hải bị đối phương cắn nuốt, kinh mạch bị chân khí tràn ngập trướng to sắp nứt vỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn. Thấy đệ tử La Sát Môn bị giết thì rất hưng phấn. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời phía xa Từ Phục Quan vắt óc nghĩ cách nhưng bị Tiểu Long quấn chặt không thoát ra được. Từ Phục Quan cố gắng công kích, một người một thú đánh dữ dội. Chỉ khoảnh khắc hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng đã thành thây khô, linh hỏa tràn ra từ tay Lục Lâm Thiên đốt xác khô thành tro. Lục Lâm Thiên sử dụng lực thôn phệ trong âm dương linh vũ quyết ngay trước mặt mọi người nhưng hắn không muốn bị ai điều tra ra cái gì. Tuy không có người ngoài hắn vẫn cẩn thận gián tiếp hủy thi diệt tích. Cũng vào lúc này, Lục Lâm Thiên lại đánh ra thủ ấn. Năng lượng chân khí hai vũ sư nhất trọng bị thôn vệ đang chiếm cứ cơ thể hắn. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn huyền ảo, các luồng sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Lâm Thiên thay đổi, phát ra khí thể năng lượng khủng bố. Những khí thể năng lượng này làm hư không vặn vẹo. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên khống chế lực lượng vừa thôn phệ rót vào năng lượng khủng bố này. Lực lượng kinh khủng dung hợp, chân khí trong người Lục Lâm Thiên như nước lũ bị năng lượng khủng bố thôn phệ sạch. Khí thế đáng sợ tim đập nhanh phát ra từ người Lục Lâm Thiên, biến thành cuồng bạo. Lục Lâm Thiên một lòng muốn giết chết Từ Phục Quan, nếu không La Sát Môn sẽ cho rằng phi linh môn dễ ăn hiếp. Lần trước trong sơn mạch Vũ Đô, Lục Lâm Thiên rót chân khí vào chu tước quyết khiến năng lực cuồng bạo gấp mấy lần. Hắn định lặp lại điều tương tự. Lục Lâm Thiên thôn vệ chân khí hai vũ sư nhất trọng dung nhập vào chu tước quyết để giết Từ Phục Quan, không chừng hắn sẽ thành công. Lúc này rót vào những năng lượng chân khí làm kinh mạch Lục Lâm Thiên trướng to, năng lượng chân khí và đỡ upsilon.ng trong cơ thể hắn như có vô số dã thú lao nhanh. Lục Lâm Thiên đã từng nếm đau đớn này một lần, hắn cắn chặt răng chịu đựng. Kinh mạch dày rộng trong cơ thể Lục Lâm Thiên đủ để chân khí va đỡ upsilon.ng chạy một đường thông suốt. Lục Lâm Thiên đè thủ ấn. Dung hợp lại. Dung hợp chân khí không thuộc về mình là chuyện không dễ gì, nhưng lần trước đã thành công, có kinh nghiệm nên lần này dễ dàng hơn. Phập xoẹt. Có năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc lan tràn. Lục Lâm Thiên điều khiển ba năng lượng tụ tập lại, cơ thể bị trùng kích, đầu đau như búa bổ. Tay Lục Lâm Thiên ngưng kết năng lượng đáng sợ chợt rối loạn, cổ họng phát ra tiếng dê y gì, máu tươi phun ra. Dung hợp ngoại lực cho mình dùng, loại thủ đoạn này chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám làm, đây là đang liều mạng. Bình thường dù là cường giả vũ xuất cũng không dám liều. Không qua khỏi rất có thể bản thân sẽ bị tổn hại nặng,
cần điều khiển linh hồn lực cực kỳ tinh diệu, cần hiểu biết và kiểm soát lực lượng hoàn chỉnh, kém một ly thì rất có thể sẽ uấn nhưỡng thành tai họa hơn. Lục Lâm Thiên biết hết những điều nguy hiểm này nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn chặn giết Trịnh Anh thì Lục Lâm Thiên buộc lòng phải làm như lần trước, dung hợp lực lượng bên ngoài ngưng kết thành Chu Tức Quyết. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, thầm hét. Ngưng kết. Cơ thể Lục Lâm Thiên đau nhức, kinh mạch trướng to đến cực độ, khống chế linh hồn lực lại dung hợp Chu Tức Quyết. Linh hồn lực vô hình phô thiên cái địa nhanh như tia chớp bay ra chui vào màn sáng bảy sắc hỗn độn, điều khiển chúng. Giống như các dòng khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại ngưng kết với nhau. Lục Lâm Thiên cố nén đau đớn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp dần, ánh sáng bảy sắc càng rực rỡ hơn. Ánh sáng bảy sắc lấp lánh thần dị phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Mặt Lục Lâm Thiên đã không còn chút máu, thủ ấn lại thay đổi, năng lượng trên bầu trời bị đè ép càng cuồng bạo hơn, lực lượng ngút trời nhanh chóng kéo đến. Lực lượng ngập trời kéo dài, không gian dao động. Khí tức uy hiếp cường đại làm mọi người thấy áp lực lớn. Hí hí. Mấy chục con ngựa của La Sát Môn hú vang quỳ rạp xuống đất, lực uy hiếp làm vạn thú kinh hoàng. Dao động năng lượng khủng bố cường đại hấp dẫn từ phục quan chú ý, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Lâm Thiên rồi tập trung vào ánh sáng bảy sắc chói mắt trước mặt hắn. Từ phục quan cảm nhận trong ánh sáng bảy sắc chứa năng lượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng. Từ phục quan không nghĩ ra rõ ràng thiếu niên đã bị thương vì sao thực lực lại tăng mạnh như vậy được. Năng lượng này quá đáng sợ. Lục Lâm Thiên hét lên. Tiểu Long, để ta tới. Tiểu Long gầm gừ, cơ thể to lớn nhanh như tia chớp thụt lùi. Lục Lâm Thiên gào thét. Chu Tước Quyết. Thủ ấn đẩy mạnh, trên bầu trời, đoàn năng lượng bảy sắc khủng bố đè mạnh xuống từ phục quan. Lục Lâm Thiên hộc máu, chân khí tiêu hao sạch. Năng lượng bảy sắc khủng bố hóa thành thể năng lượng phượng hoàng to mấy chục thước, vẫn chướng to lên đến 400 thước. Lửa bao bọc người phượng hoàng, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời thoáng chốc bao phủ không gian mấy trăm thước, không khí bị đốt kêu xèo xèo, mọi thứ kiếm quang khủng bố. Lúc này phượng hoàng năng lượng thể to hơn lúc trước Lục Lâm Thiên ngưng kết Chu Tước Quyết gấp đôi, lực lượng khủng bố cực độ. Phượng hoàng lửa như vật sống che đậy nửa bầu trời, không gian nóng cháy tựa dung nham. Mặt từ phục quan trắng bệch. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vũ khí huyền cấp sao? Vũ khí kỳ lạ này mạnh hơn đòn công kích trước của Lục Lâm Thiên gấp đôi, không ngờ đòn công kích cường đại này phát ra từ một thiếu niên. Trong lòng từ phục quan chắc chắn thiếu niên che giấu thực lực, cũng là vũ phách. Nếu thiếu niên chỉ là vũ sư thì sao có thể vận dụng công kích khủng khiếp như thế? Từ phục quan không có đường lùi, tay nhanh chóng kết ấn, miệng phun tinh huyết vào thủ ấn. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng không khí quanh từ phục quan tụ lại, năng lượng kỳ dị. Biểu tình từ phục quan trầm trọng chưa từng có. Vù vù vù. Quả cầu nước màu lam to hơn 400 thước xuất hiện trên bầu trời, năng lượng khủng bố dâng trào đè xuống. Ánh sáng lam chói mắt khiếp hồn người, mặt từ phục quan trắng bệch. Từ phục quan khống chế quả cầu nước khổng lồ đỡ upsilon.ng mạnh vào thể năng lượng phượng hoàng khổng lồ. Hai năng lượng cường đại đến cực độ va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Bùm bùm bùm. Lực lượng va chạm vào nhau, kinh khí tàn phá, sóng gợn năng lượng khủng bố cùng với lửa lan tràn mấy ngàn thước. Dòng không khí bị đè ép vặn vẹo, không gian bị xé rách nhiều vệt dài hóa thành vòi rồng kinh khủng thổi quét. Mấy vòi rồng kinh khủng đột nhiên ập đến, lực lượng gợn sóng hủy diệt thổi quét chân trời. A. Phía xa có mấy chục đệ tử phi linh môn không kịp né bị cuốn bay lên cao, quảng trường nứt rạn nhiều cái khe, đất đai bị xới tung, vết rạn sâu lan tràn đến trước đại điện phi linh môn. Ầm ầm ầm. Mặt đất nứt lan tràn làm đại điện to lớn của phi linh môn nứt sụp xuống, bụi bay mù mịt. Tiếng nổ đì đùng không dứt, quảng trường trong tầm mắt bị san bằng trong chốc lát. Phụt. Kinh phong khủng bố quét qua gián tiếp đánh bay từ phục quan, hộ thân cương khí nứt vỡ như giấy rách. Từ phục quan hộc máu, xương kêu răng rắc té cái bịch xuống đất, đập một lỗ thủng to. Từ phục quan lại hộc máu. Phụt. Trong máu xen lẫn vụn nội tạng, từ phục quan té xuống đất, mấy khe nứt kéo dài. Đệ tử phi linh môn trợn mắt há hốc mồm kêu lên. Lực lượng thật khủng khiếp. Giờ các đệ tử phi linh môn mới biết tiểu trưởng môn có thực lực kinh khủng như thế. Dầm. Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra xa phun ngụm máu thứ ba. Thanh linh khải giáp đã lu mờ không ánh sáng.
Thấy Lục Lâm Thiên bị đánh bay, các đệ tử Phi Linh Môn lao tới. Trưởng môn, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên chạy nhanh nhất, nhưng Trịnh Anh là người đầu tiên đến bên Lục Lâm Thiên. Trịnh Anh dìu Lục Lâm Thiên đứng dậy, hắn nói. Ta không sao, nhìn xem tên kia chết chưa. Trịnh Anh giao Lục Lâm Thiên cho Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đào, nàng đến gần Từ Phục Quan. Lúc này Từ Phục Quan đã tắt thở, chết thẳng cẳng, máu trào ra từ khóe miệng dính nội tạng. Trịnh Anh trở về bên cạnh Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, Từ Phục Quan đã chết rồi. Trịnh Anh đưa túi không gian cho Lục Lâm Thiên, là vật trên người Từ Phục Quan. Vù vù vù, chợt bốn bóng người nhảy vào tới gần, đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Bọn họ nhìn xung quanh đầy vẻ hỗn độn, xác chết Từ Phục Quan nằm dưới đất, lại nhìn mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, giật nảy mình. Là Từ Phục Quan của La Sát Môn, trưởng môn, có chuyện gì? Bốn người là Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, bốn vị trưởng lão đang bế quan bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức nên vô ý vàng xuất quan. Vù vù vù, lại một bóng áo đen lao nhanh tới, khí âm hàn làm nhiều người thấy khó chịu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng xuất quan. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh quan sát bốn phía, nhíu mày hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn có sao không? Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Không sao, nhưng phải điều dưỡng mấy tháng. Lục Lâm Thiên nuốt một viên đan dược, nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Nếu người sớm xuất quan thì ta đã không cần liều mạng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn xác chết dưới đất, mắt quét qua Tử Phục Quan, hỏi. Những người này là ai? Trịnh Anh trả lời thay. Đại trưởng lão, đó là trưởng lão của La Sát Môn, đến Phi Linh Môn ta gây sự, vừa mới bị trưởng môn đánh chết. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh kinh hoàng nhìn Lục Lâm Thiên. Cái gì, trưởng môn giết Tử Phục Quan? Bốn trưởng lão hút ngụm khí lạnh, bọn họ biết thực lực của Tử Phục Quan, cũng đã thấy Trịnh Anh bị thương. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh cứ tưởng là Trịnh Anh giết Từ Phục Quan, còn đang rất ngạc nhiên, nghe nói trưởng môn giết Từ Phục Quan thì không dám tin. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, lão không tin nổi. Tuy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biết Lục Lâm Thiên không phải người bình thường, hắn che giấu nhiều bí mật, nhưng lão không ngờ hắn mạnh đến mức giết Phũ Phách nhị trọng. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Các vị trưởng lão đến vừa lúc, nơi này xin giao cho các người, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lục Lâm Thiên chạy đi sau núi, hắn cần điều dưỡng ngay. Vù vù vù, Tiểu Long rút nhỏ còn 20 thước nhảy lên vai Lục Lâm Thiên. Các đệ tử Phi Linh Môn lần nữa thấy thân hình nhỏ xinh của Tiểu Long nhưng không dám coi thường, con rắn nhỏ này đối kháng lại cường giả Vũ Phách. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khí lạnh lan tràn lạnh nhạt nói. Đi đi. Giao chỗ này cho ta, chờ khi nào ngươi phục hồi ta sẽ đi tiêu diệt La Sát Môn. Dám chọc vào Phi Linh Môn tức là đỡ upsilon.ng vào thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, tính tình như lão sao có thể để người đạp trên đầu mình. Lục Lâm Thiên vội ngăn cản. Đông lão khoan ra tay, vết thương của người còn chưa lành, lỡ bị ai chú ý thì không hay. Cá tính của lão độc vật không chừng sẽ đi giết người thật. Hiện tại lão độc vật thật lòng tham gia Phi Linh Môn. Chọc vào Phi Linh Môn tức là đỡ upsilon.ng vào lão, tất nhiên thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sẽ không ngần ngại tiêu diệt La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biết điều Lục Lâm Thiên nói, kẻ thù Thiên Tinh Tông của lão hiện ở cổ vực, nếu lộ chuyện lão ở trong Phi Linh Môn thì Thiên Tinh Tông sẽ chạy đến xử đẹp lão ngay. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngần ngừ nói. Ta ký sổ món nợ này. Chắc chắn sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Lâm Thiên nói. Hết thảy chờ ta xuất quan rồi tính, đông lão đừng xúc động. Sớm muộn gì chúng ta sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Lâm Thiên nhìn đám người Phi Linh Môn, cuối cùng nhìn hướng mười mấy xác đệ tử Phi Linh Môn đã chết. Lục Lâm Thiên nói. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn nghe đây, không có thực lực thì tùy thời sẽ bị giết, sau này cố gắng tu luyện vào. Hôm nay bị La Sát Môn xông vào trong sơn môn. Ta hy vọng trong tương lai gần các ngươi sẽ lao vào sơn môn La Sát Môn, báo thù cho những sư huynh đệ đã chết. Trương Minh Đào hét to một tiếng. Tất cả quay về tu luyện, chúng ta phải báo thù, giết đến La Sát Môn. Báo thù, chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ trong môn. Lục Lâm Thiên nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh.
Đông lão, nơi này giao cho người, ta đi trị thương. Lão độc vật xuất quan, Lục Lâm Thiên có thể yên tâm trị thương. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bảo đảm. Đi đi, mọi chuyện có ta lo. Phương Tân Kỳ lên tiếng. Trưởng môn, để ta dìu đi. Phương Tân Kỳ dìu Lục Lâm Thiên rời khỏi quảng trường đã bị san bằng, đi hướng chỗ ở. Lục Lâm Thiên rời đi, Chu Ngọc Hậu vội hỏi Trịnh Anh. Tứ sư muội, Từ Phục Quan thật sự bị trưởng môn giết sao? Trong lòng Chu Ngọc Hậu không tin chút nào, Từ Phục Quan có tu vi vũ phách nhị trọng. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Trịnh Anh. Chăm chăm, bọn họ cũng rất tò mò. Trịnh Anh hít sâu, nói. Từ Phục Quan có bao tay bạch ngọc tinh thi, sau khi ta bị thương định kêu các người đi ra nhưng trưởng môn nói không cần, trưởng môn đích thân ra tay. Lúc các người đến trưởng môn vừa mới giết Từ Phục Quan. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, đúng là Từ Phục Quan đã bị trưởng môn giết chết. Đừng nói người khác không tin, nàng tận mắt nhìn thấy cũng không tin nổi. Trịnh Anh nhìn mọi người, biến sắc mặt nói. Trưởng môn vừa thi triển vũ khí thổ hệ, mộc hệ, hỏa hệ. Lần trước khi trưởng môn ra tay với đệ tử La Sát Môn thì ta thấy trưởng môn thi triển vũ khí thủy hệ, nếu ta không đoán sai thì trưởng môn là vũ giả tứ hệ. Hồ Nam Sinh kinh ngạc hỏi. Cái gì, vũ giả tứ hệ, Trịnh trưởng lão khẳng định đã không nhìn lầm. Trịnh Anh nhẹ giọng nói. Trưởng lão cảm thấy ta sẽ nhìn lầm sao? Mọi người hút ngụm khí lạnh, run rẩy. Trời ạ, vũ giả tứ hệ. Trịnh Anh có tu vi vũ phách nên sẽ không xem lầm. Vũ giả tứ hệ, thiên phú đó ngàn vạn người mới có một, chỉ người trong truyền thuyết mới có thiên phú như vậy. Không ngờ tiểu trưởng môn là vũ giả tứ hệ. Chu Ngọc Hậu kích động nói. Sau này phi linh môn chúng ta có hy vọng rồi. Vũ giả tứ hệ, đẳng cấp vũ sư đã có thể giết vũ phách, có trưởng môn như thế lo gì phi linh môn không có ngày nổi trội. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lẩm bẩm. Tiểu tử này che giấu quá sâu, hôm nào phải tra hỏi hắn cho kỹ mới được. Vũ giả tứ hệ, thật khó tin. Đôi mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tràn đầy ngạc nhiên, lão hiểu rõ ý nghĩa vũ giả tứ hệ. Tu vi càng cao thì điểm mạnh của vũ giả đa hệ càng rõ ràng. Vũ giả song hệ đã làm người hãi hùng, vũ giả tứ hệ tuyệt đối là cực độ khủng bố. Lục Tâm Đồng thấy Lục Lâm Thiên về chỗ ở, giật mình nhìn hắn người đầy vết thương. Lục Tâm Đồng chạy tới lo lắng hỏi. Ca ca bị thương sao? Mắt Lục Tâm Đồng ngấn lệ. Lục Lâm Thiên vỗ đầu Lục Tâm Đồng. Ca ca không sao, điều tức một lúc là khỏe. Lục Lâm Thiên tắm rửa xong đi ra sau núi, vào trong sơn động. Lục Lâm Thiên lấy linh ngọc sàng ra, hắn nhét một viên đan dược trị thương tam phẩm hậu giai vào miệng rồi ngồi xếp bằng, chậm rãi điều tức. Lần này Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn chút chân khí nào, lại còn bị thương nặng nữa. May mắn có thanh linh khải giáp hộ thân. Không thì giết được Từ Phục Quan nhưng nội tạng của Lục Lâm Thiên cũng sẽ bị chấn vỡ. Lần này giết Từ Phục Quan tuy khiến Lục Lâm Thiên bị thương nặng nhưng trong lòng hắn rất vui. Thực lực vũ sư liều mạng có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, tuy rằng Từ Phục Quan và Trịnh Anh đánh nhau đã bị hao sức, Lục Lâm Thiên còn có Tiểu Long hỗ trợ. Nếu không có Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên làm gì có thời gian vận dụng Chu Tước Quyết. Nhưng nhìn chung thì Từ Phục Quan là vũ phách nhị trọng. Thực lực cá nhân của Lục Lâm Thiên nếu liều mạng thì đủ sức đối phó vũ phách nhất trọng, dù không thể giết đối thủ nhưng đủ sức giữ mạng. Huống chi lần này Lục Lâm Thiên chưa sử dụng linh lực, vũ kỹ phong hệ. Lục Lâm Thiên không hào hứng gì vượt tầng giết đối thủ, hiện tại tu vi của hắn là vũ sư nhị trọng nhưng độ mạnh thân thể hơn người cùng đẳng cấp rất nhiều, lại có vũ kỹ phòng ngự trong người. Đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên lớn hơn người cùng đẳng cấp tu vi, độ rộng và dày của kinh mạch cũng mạnh hơn người nhiều. Giết người cùng đẳng cấp không mấy khó khăn, trừ phi đối phương nắm giữ nhiều thủ đoạn đặc biệt. Dựa vào các loại ưu thế của mình, Lục Lâm Thiên dự tính giết vũ sư tam trọng, tứ trọng cũng không khó khăn gì. Mỗi lần tu luyện Lục Lâm Thiên đã phải ăn nhiều đau khổ, có thể nói là rất nguy hiểm, tu luyện vũ kỹ khổ hơn người ta nhiều. Nếu Lục Lâm Thiên không thể vượt cấp giết đối thủ thì hắn tự đập đầu chết cho rồi. Nhưng giết Từ Phục Quan thì khác, giết vũ sư tam trọng. Tứ trọng là vượt tầng giết chết, giết Từ Phục Quan là vượt cấp, đây mới là điều khiến Lục Lâm Thiên vui vẻ kích động. Vượt tầng và vượt cấp giết chết là hai khái niệm khác nhau. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điều tức, vầng sáng vàng đất nhạt vòng quanh người hắn.
sắc mặt trắng bệch dần hồng hào trở lại. Thời gian chậm rãi trôi, trong phi linh môn hỗn độn. Quảng trường bị san bằng tan hoang, đại điện hoàn toàn sụp đổ. Các trưởng lão bàn bạc, xin chỉ thị thôi hồn độc suất đông vô mệnh xây dựng lại đại điện hoàn toàn mới, dù sao hiện tại phi linh môn không thiếu tiền. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh đối xử với mấy trưởng lão này không còn lạnh băng, đôi khi sẽ nhếch môi cười, các trưởng lão nhẹ lòng hơn. Đặc biệt là Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, bọn họ ở trước mặt thôi hồn độc suất đông vô mệnh không dám thở mạnh, không dám trêu vào lão. Không ai biết thân phận của thôi hồn độc suất đông vô mệnh, các đệ tử trong phi linh môn chỉ biết đó là đại trưởng lão bí ẩn, trưởng môn kêu đông lão, những điều khác thì hoàn toàn mù tịt. Lục Lâm Thiên làm như vậy vì che giấu thân phận của lão độc vật, tránh cho hấp dẫn người Thiên Tinh Tông đến. Một ngày sau khi Từ Phục Quan bị giết, hơn 10 người đứng trong đại điện La Sát Môn. Nhiều người rất tức giận. Hay cho phi linh môn, thật là gan to bằng trời. Trưởng môn, chúng ta cũng không thể tha cho phi linh môn. La Sát Môn điều tra đoàn đệ tử La Sát Môn Từ Phục Quan bị giết sạch, không chừa một người sống. Đám người trong La Sát Môn cực kỳ tức giận, bên này toàn là địa bàn của La Sát Môn, hiện tại phi linh môn quang minh chính đại đánh chết một trưởng lão của La Sát Môn. Nếu La Sát Môn không có hành động gì thì khó đứng vững trong khu đất này. Đặng Phong Lương trưởng môn La Sát Môn lên tiếng. Có biết ai giết Từ trưởng lão không? Mấy người phi linh môn không ai có thực lực như vậy. Một trưởng lão áo xám đáp. Cái này thì không biết. 30 đệ tử bị giết sạch, tạm thời không thể lấy được tin tức gì. Một lão nhân tóc đen dài nói. Trưởng môn, bên ngoài có nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Chúng ta phải cho phi linh môn một bài học. Đặng Phong Lương nói. Tất nhiên chúng ta không tha cho phi linh môn, nhưng phải điều tra rõ ràng mọi thứ tránh cho chịu thiệt. Đặng Phong Lương tuy to con nhưng cẩn trọng vô cùng. Phi linh môn có thể giết Từ Phục Quan, không đệ tử nào thoát ra, có gì đó không đúng. Trưởng môn, rất có thể Từ trưởng lão bị người phi linh môn vây công giết chết, chúng ta kéo nhiều người đi thì dù trong phi linh môn có cường giả cũng không sợ. Lão nhân tóc bạc đứng bên phải luôn im lặng nay lên tiếng. La Sát Môn chúng ta phải chiếm được vật chứa trong mật thất phi linh môn, nếu chậm chạp e rằng lại xảy ra biến cố gì. Đặng Phong Lương đồng ý. Vậy được rồi, Hàn trưởng lão đi thì ta yên tâm, để Hàn trưởng lão đi đi. La trưởng lão, Bạch trưởng lão, Đoan Mộc trưởng lão, Độ trưởng lão cũng cùng đi. Đặng Phong Lương rất tin tưởng lão nhân tóc bạc. Trưởng lão áo xám nói. Hàn trưởng lão chịu đi thì tốt quá, dư sức tiêu diệt phi linh môn. Mọi người biết rõ Hàn trưởng lão là trưởng lão hai đời duy nhất trong La Sát Môn. Lúc trưởng môn đời trước còn khỏe mạnh thì Hàn trưởng lão đã làm trưởng lão La Sát Môn. Thực lực của Hàn trưởng lão mạnh hơn trưởng môn La Sát Môn, tu vi vũ phách cửu trọng, trưởng môn chỉ có bát trọng. Lão nhân áo trắng lạnh lùng quát. Ta chờ xem trong phi linh môn có cường giả gì. Nếu không vì thứ trong mật thất thì chúng ta làm sao chịu đựng phi linh môn tồn tại lâu như vậy? Mắt Hàn trưởng lão lóe tia sắc bén. Gió thu tiêu điều, lá vàng rơi đầy, lá khô bay theo gió rơi rụng trải đường cái. Trong sơn mạch núi non chập trùng, một con đường đá quanh co khúc khuỷu thẳng hướng đỉnh núi. Thiết kỵ rầm rập vò tới chấn động lá cây khô vàng trong rừng theo gió rụng xuống. Lá khô dưới đường lát đá bị cuốn bay lên. Trăm thiết kỵ lao nhanh đi giấy lên bụi mù. Hơn trăm người cưỡi tuấn mã lao nhanh qua, bọn họ xuyên qua một đại trấn, rầm rập sông lên sơn mạch khác. Người đi đầu tóc trắng bay cao, khoảng 60 tuổi, khí thế cực kỳ cường đại. Sau lưng lão nhân tóc bạc có một lão nhân áo xám, ba nam nhân cao to khí thế cũng rất mạnh. Trời, là Hàn trưởng lão, bốn trưởng lão La Sát Môn khác, bọn họ hùng hổ đi đâu thế? Ngươi chưa biết gì sao? Nghe nói hôm trước Từ trưởng lão của La Sát Môn bị phi linh môn giết, phía trước là phi linh môn, chắc giết tới cửa báo thù. Không thể nào, thực lực của phi linh môn làm sao có thể trêu chọc La Sát Môn được. Không biết, có Hàn trưởng lão dẫn đội thì phi linh môn thảm rồi, chắc chắn diệt môn, ai kêu bọn họ dám chọc tới La Sát Môn ta. Dọc đường đi nhiều người dừng chân quan sát, cúi đầu xì xầm. Vài người nhiều chuyện lớn gan xa xa đi theo người La Sát Môn. Trong phi linh môn, kiến trúc đại điện sụp đổ bị dỡ bỏ hết, mấy trăm đệ tử đang hì hục xây dựng cái mới. Chu Ngọc Hậu ở một bên canh chừng, luôn miệng đốc thúc. Nhanh lên, đừng làm biếng. Ai làm biếng tháng sau sẽ không có đan dược.
chợt một thanh âm xuyên thấu không gian. Các đệ tử phi linh môn tập hợp. Thanh âm không lớn rơi vào tai mọi người. Một bóng người đáp xuống, khí lạnh lan tràn, là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đến gần Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Bọn họ hỏi, đại trưởng lão, có chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Chắc là người La Sát Môn đến, chúng ta ra ngoài xem. Mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh băng, đám người Chu Ngọc Hậu dùng mình. Hồ Nam Sinh hét to một tiếng. Đi, các đệ tử theo ta đi bên ngoài nhìn xem. Có đại trưởng lão thì bọn họ không sợ La Sát Môn kia. Đám đệ tử bỏ dỡ công việc, rút vũ khí kéo nhau ra ngoài sơn môn. La Sát Môn còn dám đến, lần này sẽ cho bọn họ biết tay. Bên ngoài sơn môn, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ra hiệu mọi người dừng bước, lão lạnh lùng nhìn đằng trước. Bốn phía tĩnh lặng, có đệ tử phi linh môn định hỏi người La Sát Môn ở đâu chợt có tiếng rầm rập từ xa đến gần. Cộp cộp cộp, tiếng thiết kỵ lộc cộp rít gào lao nhanh tới. Trong khoảnh khắc hàng trăm bóng người xuất hiện trước mắt người phi linh môn giấy lên bụi mù. Ngừng. Chỉ giây lát trăm bóng người đã ngừng lại cách phi linh môn 500 thước. Lão nhân áo trắng phất tay ngăn lại, trăm con ngựa dừng vó ngay. Luồng gió mạnh thổi hướng đám người phi linh môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Hừ. Áo đen vung, không gian gợn sóng thoáng chốc tuôn ra. Hai luồng gió đỡ upsilon.ng chạm rồi tan biến. Thấy Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ra chiêu, mấy trưởng lão La Sát Môn biểu tình kinh ngạc. Lão nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng. Phi linh môn, các ngươi thật to gan, dám giết hại trưởng lão của La Sát Môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt phi linh môn ngươi. Lão nhân áo trắng quét mắt các đệ tử phi linh môn, cuối cùng ngừng lại trên người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Lão nhân áo trắng nhíu mày, hàn trưởng lão không nhìn thấu khí thế của lão nhân áo đen này, mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt nói. Là Hàn Trường Sinh, không ngờ Hàn Trường Sinh đến. Mấy trưởng lão phi linh môn biết Hàn Trường Sinh, nghe nói Hàn Trường Sinh sắp đột phá đẳng cấp vũ tướng. Trừ Hàn Trường Sinh ra còn có bốn trưởng lão La Sát Môn đến, đám người Chu Ngọc Hậu rất ngạc nhiên. Trăm đệ tử La Sát Môn thực lực siêu phàm, toàn là tinh nhuệ. Bọn họ thầm than La Sát Môn lần này bỏ vốn gốc. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hờ hững nhìn trăm người La Sát Môn. Vũ phách nho nhỏ, ta không diệt La Sát Môn ngươi thì thôi. Lại còn dám tới phi linh môn của ta. Loại thực lực cỡ này không lọt vào mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh được, nhờ lần trước dùng viên đan dược lục phẩm nên lão đã lành vết thương được một nửa, dư sức đối phó mấy tu vi vũ phách. Lão nhân áo trắng Hàn Trường Sinh La Sát Môn nhìn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh chằm chằm, lão hơi ngán Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Lão nhân áo trắng nói, các hạ không phải người của phi linh môn đúng không? Các hạ là ai? Nếu không liên quan gì đến phi linh môn thì hãy đi đi. Các ngươi không xứng biết ta là ai, đã đến thì chết hết đi. Khí lạnh phát ra từ người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngoái đầu nói với nhóm Chu Ngọc Hậu. Năm vũ phách này giao hết cho ta, những người khác thì giết hết đừng để ai sống rời đi. Ánh sáng đen tuôn ra từ người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, không gian giảm thấp nhiệt độ như rơi vào hầm băng. Hồ Nam Sinh đáp, đại trưởng lão yên tâm, không người nào chạy thoát được đâu. Năm tu vi vũ phách bị một mình đại trưởng lão đối phó, còn lại 90 mấy người chỉ có 30 người tu vi vũ sư, cao nhất là vũ sư ngũ trọng. Năm trưởng lão cộng thêm đám người phi linh môn nếu bao vây tiểu trừ thì không ai chạy thoát được. Cảm nhận khí thế từ người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, hàn trưởng lão biến sắc mặt nói. Là linh giả, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Các ngươi đã đến chịu chết thì hãy chết hết đi. Khí lạnh lan tràn, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lao lên. Không gian trước mặt vặn vẹo, khí lạnh tràn ngập, ánh sáng đen xuyên thấu không gian. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vừa nói xong đã đến bên cạnh Hàn Trường Sinh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hoàn toàn phát tán khí thế, Hàn Trường Sinh mới biết thực lực của đối phương thế nào. Vẻ mặt Hàn Trường Sinh kinh hoàng. Thực lực mạnh quá, là cường giả linh vương, không. Là linh suất. Mọi người mau chạy đi. Khí tức uy hiếp khổng lồ chụp xuống, Hàn Trường Sinh không có can đảm đánh lại, mặt trắng bệch. Điều này hoàn toàn vượt qua dự tính của Hàn Trường Sinh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh lùng quát.
Còn muốn chạy sao? Không kịp nữa rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đẩy thủ ấn, không gian rung lắc vặn vẹo. Ánh sáng đen chứa mùi hôi gay mũi phô thiên cái địa bắn ra bao phủ phạm vi không gian ngàn thước. Ánh sáng đen xé rách không gian. Đám người La Sát Môn chúng khí thể mạnh mẽ kia cảm giác chân khí bị ứ đọng. Đệ tử đẳng cấp vũ đồ té từ trên ngựa xuống đất, độc khí ngấm vào người, miệng sùi bọt đen. Hàn Trường Sinh hét to một tiếng. Tìm cách trốn đi. Mặt Hàn Trường Sinh trắng bệch, lão không ngờ đối phương là siêu cường giả linh xuất. Nếu sớm biết thì Hàn Trường Sinh nào dám tới trêu chọc. Dù là Quỷ Vũ Tông cũng không dám trêu vào cường giả linh xuất. Hàn Trường Sinh nhanh chóng đánh ra thủ ấn, chân khí thuộc tính thổ hùng dũng tuôn ra, thoáng chốc ngưng kết thành quyền ấn khổng lồ hàng trăm thước bay tới hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Chân khí thuộc tính thổ chấn không gian gợn sóng, tiếng nổ giống như sấm rền vang vọng giữa hư không. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Đom đóm mà giành phát sáng với trăng. Vũ phách nho nhỏ dù có là vũ phách cửu trọng thì chỉ là con kiến trong mắt ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trên trời. Sát ý sắc bén bao phủ toàn trường. Ánh sáng đen tụ tập trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, ngưng kết thành quyền ấn to cỡ 50 thước. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Bùm, bùm. Hai quyền ấn va chạm, quyền ấn của Hàn Trường Sinh thoáng chốc bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ màu vàng đất, bị ánh sáng đen ăn mòn thành xương khói. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngưng kết quyền ấn đột nhiên co rút lại cỡ nắm đấm bình thường, quyền ấn tràn ngập ánh sáng đen làm tim người đập nhanh. Quyền ấn xuyên thấu không gian gián tiếp sụp đổ, quyền ấn đấm mạnh vào ngực Hàn Trường Sinh. Bùm! Hàn Trường Sinh không thể né tránh, tốc độ của đối phương như hồn ma, nhanh đến nỗi lão không kịp phản ứng. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống, Hàn Trường Sinh bị đánh bay đi, lực lượng khổng lồ đỡ upsilon.ng mạnh vào nội tạng, năng lượng kinh khủng thì tấn công linh hồn của lão. Khủng khiếp nhất là trong lực công kích chứa kịch độc đang ăn mòn toàn thân lão. Hàn Trường Sinh há mồm phun ra máu đen xen lẫn nội tạng. Phụt! Nội tạng cũng bị nhuộm đen, mắt Hàn Trường Sinh trắng dã, con người tàn dã không còn sự sống. Chỉ một đợt va chạm, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh chỉ dùng một chiêu giết Hàn Trường Sinh. Hồ Nam Sinh thấy bên thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ra tay thì cũng hét to. Giết! Không chừa một tên! Chân khí vận chuyển dưới chân, Hồ Nam Sinh nhanh như tia chớp lao tới trước. Sau lưng Hồ Nam Sinh, đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, các đệ tử lao lên. Hiện tại đệ tử Phi Linh Môn không còn như trước, không sợ ai, bọn họ liều mạng xông lên. Bùm bùm bùm. Thoáng chốc hỗn chiến, tiếng năng lượng nổ vang không dứt bên tai. Bốn trưởng lão La Sát Môn còn lại sợ hãi mặt cắt không còn chút máu. Trốn, mau trốn đi, Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Bọn họ không có sức đối kháng cường giả linh xuất. Trưởng lão Hàn Trường Sinh bị giết chỉ trong một chiêu, bọn họ thì không đỡ nổi nửa chiêu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Muốn trốn hả, đã muộn rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trên trời, sát khí khuếch tán. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhanh chóng kết các thủ ấn kỳ dị đầy trời. Ánh sáng đen tứ răng, mùi hôi gay mũi tràn ngập không gian. Trong ánh sáng đen có bốn kình khí như xúc tu xuyên thấu không gian bắn nhanh hướng bốn trưởng lão vũ phách của La Sát Môn. Bốn tu vi vũ phách, một người vũ phách ngũ trọng, một người vũ phách tứ trọng, hai người vũ phách tam trọng, thực lực không tính lạp yếu. Bốn trưởng lão La Sát Môn nhanh chóng chạy trốn, nhưng ánh sáng đen bao phủ đầy trời, bọn họ bị giam cầm không cách nào chạy ra khỏi không gian ánh sáng đen. Vù 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 vấp, bốn kình khí đen xé rách không gian. Khí lạnh kinh người ập đến đâm vào lưng bốn trưởng lão La Sát Môn. Bốn trưởng lão La Sát Môn mặt trắng bệch dựng hộ thân cương khí, cảm giác kình khí cuồng bạo sau lưng thì sợ teo tim. Bốn trưởng lão La Sát Môn thầm hối hận vì đã đến Phi Linh Môn, không vớt phát được gì ngược lại sắp mất mạng, nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn mất rồi. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Bốn ánh sáng đen nhanh như tia chớp bắn tới, hàn kình lạnh thấu xương hóa thành tàn ảnh. Tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c. Lực lượng hung mãnh đâm thủng hộ thân cương quyển của bốn trưởng lão La Sát Môn. Hộ thân cương quyển nứt rạn như bị thứ gì ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành xương khói. Bốn luồng sáng đen đổ ập xuống người bốn trưởng lão La Sát Môn, lực lượng cuồng bạo chấn phá không gian. Bốn người cùng phun máu đỏ. Phụt! Bốn trưởng lão La Sát Môn bị đánh bay đi, trước ngực bị xuyên thủng một lỗ tròn.
Bùm bùm bùm. Bốn xác chết rớt xuống đất. Bốn trưởng lão La Sát Môn bị giết trong một chiêu, thực lực đó làm các đệ tử Phi Linh Môn bị rung động lớn. Đại trưởng lão quá khủng khiếp. Đám người Thường Lỗi giống to. Giết. Chân khí vận chuyển dưới chân xuyên toa trong đám người, ngựa hí vang, tiếng người dê y dỉ. Không ngừng có đệ tử La Sát Môn bị giết, không gian máu me, cỏ xanh dưới đất bị nhuộm đỏ máu. Trốn mau, trưởng lão chết hết rồi, trốn nhanh lên. Không còn nhiều đệ tử La Sát Môn còn sống sót, bọn họ cố gắng lao ra vòng vây, nhưng năm trưởng lão Phi Linh Môn đã phong tỏa không gian, không thể chạy trốn. Bùm bùm bùm, tiếng nổ đinh tai không ngừng vang lên, người ngã ngựa đổ. Đệ tử La Sát Môn Vũ Sư Tam Trọng cuối cùng bị Hồ Nam Sinh giết. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh giết năm vũ phách rồi ngừng, chỉ đứng bên cạnh nhìn, quan sát phương xa đám người xem náo nhiệt. Lão không nói gì. Thấy tất cả người La Sát Môn đã bị giết, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh mở miệng nói. Thu hết túi không gian chờ giao cho trưởng môn, dọn dẹp rồi tiếp tục công việc của mình đi. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói xong đột ngột biến mất tại chỗ, đám đệ tử Phi Linh Môn tặc lưỡi thầm than. Thực lực của đại trưởng lão thật đáng sợ. Hồ Nam Sinh hét to. Nhanh lên, đốt hết mấy cái xác này rồi về xây đại điện tiếp. Phía xa xa có nhiều người chứng kiến tất cả. Bọn họ rất giật mình. Hơn trăm người La Sát Môn, toàn là tinh nhuệ trong môn phái nhưng chỉ giây lát đã bị giết không chừa một người. Thực lực của Phi Linh Môn đáng sợ quá, Hàn Trường Sinh bị giết trong một chiêu. Cường giả kia thật đáng sợ, chắc đã đến trình độ Vũ Vương. Ta thấy giống linh giả hơn, không như Vũ giả. Cường giả kia đứng trên trời, chỉ có cường giả Vũ Xuất mới làm được, chắc chắn là linh sư rồi. Sau này gặp người Phi Linh Môn chúng ta tốt nhất đừng trêu vào. Chuyến này La Sát Môn xui xẻo rồi, hơn một nửa đệ tử tinh nhuệ chết, cộng với Tử Phục Quan thì có 6 trưởng lão đã chết. Đám người đứng ở phía xa tặc lưỡi kính thán xì sầm thật lâu sau mới rời đi. Thời gian chậm rãi trôi, Lục Lâm Thiên bế quan trị thương không hay biết chuyện bên ngoài thế nào, cũng không cần lo lắng. Có lão độc vật trấn thủ Sơn Môn, Phi Linh Môn như làm bằng sắt. Thế lực bình thường không thể làm gì Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên điều tức dưỡng thương, hắn cảm giác vết thương trong cơ thể đang nhanh chóng lành lặn. Có lẽ Lục Lâm Thiên sẽ khôi phục vết thương trước dự tính mấy ngày. Trong ngày Phi Linh Môn giết trăm đệ tử tinh nhuệ của La Sát Môn thì tin tức trong Phi Linh Môn có cường giả lan rộng xung quanh, khiến nhiều trong thị trấn ổ lên kinh ngạc. Ban đêm, trong đại điện La Sát Môn, lại có mấy người ngồi. Mỗi người biểu tình tức giận xen lẫn kinh hoàng. Bốp, bên cao đại điện, Đặng Phong Lương vỗ bàn cái rầm, bàn vỡ vụn. Trưởng môn, nhóm Hàn trưởng lão bị giết sạch, trăm đệ tử tinh nhuệ đều bỏ mình, bây giờ chúng ta nên làm sao? Không ngờ thực lực của Phi Linh Môn mạnh đến mức này, có lẽ Phi Linh Môn đang tính chuyện đối phó với La Sát Môn chúng ta. Mấy trưởng lão lên tiếng góp lời, biểu tình cực kỳ khó xem. Mặt Đặng Phong Lương vặn vẹo vì tức giận. Hừ, Phi Linh Môn dám sao? Sáng sớm mai ta đi Quỷ Vũ Tông một chuyến, thù này La Sát Môn ta sẽ trả. Một trưởng lão mặc trường sam màu trắng hỏi. Trưởng môn, Quỷ Vũ Tông sẽ giúp chúng ta báo thù sao? Đặng Phong Lương nói. Các vị trưởng lão yên tâm, nói sao thì chúng ta là thế lực ngoại môn của Quỷ Vũ Tông, bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Huống chi có mật thất Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông sẽ thấy hứng thú. Một trưởng lão khác mở miệng nói. Trưởng môn. Đến Quỷ Vũ Tông rồi về mất hơn 10 ngày, nếu trong thời gian này người Phi Linh Môn tìm tới cửa thì chúng ta phải làm sao? Đặng Phong Lương lạnh lùng nói. Ta cưỡi yêu thú bay đi, 3 ngày là đủ, ta nhất định sẽ tiêu diệt Phi Linh Môn. Trong một dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ vách đá nguy nga. Trên sườn núi thấp thoáng dãy kiến trúc to lớn mái ngói nhọn lung linh. Non xanh nước biếc nhưng lúc này lại có màu vàng nhạt. Trên một ngọn núi cây cối xum xuê. Lá rụng rơi đầy, ý thu đập vào mắt. Gió nhẹ thổi se lạnh, mùa đông sắp tới. Trên ngọn núi có một bóng dáng yêu kiều đang bay múa, trường kiếm vạch vô số kiếm ảnh. Đôi khi như rắn ra khỏi hang, đôi khi như rồng gió lên trời, tiếng đổ đì đùng không dứt. Lá rụng bay đầy núi cùng với kiếm ảnh lóe ánh sáng, bóng dáng yêu kiều rất đẹp, vóc người thon thả, kiếm vũ lá rụng, đẹp tựa tiên. Đinh! Thật lâu sau nàng bỏ kiếm vào vỏ. Vạt áo bay theo gió, tóc đen dài nhẹ bay. Nữ nhân lặng im nhìn một hướng, vẻ mặt buồn bã.
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Vô song tỷ càng lúc càng mạnh. Hai bóng dáng yêu kiều luôn ngồi phía xa xem, là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Nữ nhân ngoái đầu nhìn hai người, cười cười. Băng Lan, Thúy Ngọc đừng chê người ta. Trừ Lục Vô Song ra sẽ không có người thứ hai. Thúy Ngọc nhếch môi cười nói. Vô Song tỷ, chúng ta nào dám chê cười tỷ. Hôm nay ta nghe nói tỷ tỷ đánh bại thứ hạng 24 Long Bảng làm nhiều trưởng lão nội môn kinh thán. Lục Vô Song trừng mắt lườm Thúy Ngọc. Nhà đầu này, đừng tưởng rằng ta không biết, thực lực của ngươi không đơn giản, không chừng ta cũng không đánh lại. Thúy Ngọc chớp mắt tinh nghịch. Vô Song tỷ oan uổng người ta chỉ biết chút vũ công mèo quào. Lục Vô Song nhìn phương xa, thì thào. Hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng 17 tuổi rồi. Độc Cô Băng Lan tới gần Lục Vô Song, tò mò hỏi. Vô Song tỷ, hôm nay là sinh nhật của ai? Lục Vô Song khẽ trả lời. Sinh nhật của Thiếu Du, tiếc rằng không rõ hắn sinh tử thế nào. Lục Vô Song nhíu mày buồn rầu nhìn thanh nguyệt kiếm trong tay, hốc mắt ướt nước. Độc Cô Băng Lan an ủi. Vô Song tỷ đừng buồn, nếu Thiếu Du còn sống nhất định sẽ đến Vân Dương Tông. Lục Vô Song khẽ thở dài. Chỉ mong như vậy. Gần một năm không có tung tích của Lục Lâm Thiên, cơ hội hắn sống sót gần bằng không, hoặc nên nói là không thể sống nổi. Gần một năm qua Lục Vô Song buộc phải chấp nhận sự thật này. Trong sơn động, Lục Lâm Thiên ngừng điều tức, chậm rãi thở hắt ra. Phù! Sắc mặt Lục Lâm Thiên đã hồng hào nhiều. Lục Lâm Thiên cảm giác vết thương trong người lành 7 phần, hắn mỉm cười, tốc độ chữa lành nhanh hơn hắn dự định nhiều. Lục Lâm Thiên chợt kêu lên. A! Trong đầu truyền đến dao động, Lục Lâm Thiên vội cất Linh Ngọc Sàng, rời khỏi sơn động. Sau núi Phi Linh Môn có uy nhiếp khổng lồ phóng lên cao, dã thú xung quanh cảm nhận uy nhiếp đó cùng quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích, không có can đảm nhúc nhích. Lục Lâm Thiên ra sau núi, thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, khí thế vô hình bao phủ xung quanh, khí thế liên tục tăng vọt. Tiểu Long bám trên vai Lục Lâm Thiên, mắt nhỏ nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, co duỗi lưỡi liên tục. Xèo xèo, vù vù vù. Một bóng áo đen nhanh như tia chớp đáp xuống cạnh Lục Lâm Thiên, chính là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, kinh ngạc nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư sắp đột phá. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. Ừm, sắp đột phá. Thiên Sĩ Tuyết Sư vốn là yêu thú nhị giai hậu kỳ, lúc này nó đột phá không có gì đáng để ngạc nhiên. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh quay sang nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, vết thương của ngươi lành nhanh thật. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn sắc mặt Lục Lâm Thiên biết ngay vết thương không còn nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vết thương không quá nặng. Lục Lâm Thiên tiếp tục hỏi. Đông lão, mấy ngày có xảy ra chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Mấy hôm trước La Sát Môn có một vũ phách cửu trọng, cùng với 4 vũ phách khác đến, ta thuận tay giải quyết hết rồi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thản nhiên như thể đó không phải là lão giết người. Lục Lâm Thiên nhướng mày lặp lại. Vũ phách cửu trọng. Lục Lâm Thiên nói. May có Đông lão tọa trấn Phi Linh Môn. Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi tiểu tử nhà ngươi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh chợt nhớ ra điều gì, lão nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, hỏi. Có phải tiểu tử ngươi là vũ giả tứ hệ? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Không phải. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vẫn nhìn Lục Lâm Thiên. Ta đã thấy nghi ngờ, vũ giả tứ hệ làm gì dễ có vậy? Tiểu tử nhà ngươi nếu là vũ giả tứ hệ thì tại sao ta không nhìn ra? Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Không giấu gì Đông lão, tiểu tử không phải vũ giả tứ hệ mà là vũ giả toàn hệ, chẳng qua tiểu tử luôn che giấu. Lục Lâm Thiên chỉ còn thiếu thuộc tính phong chưa bị lộ, sớm muộn gì lão độc vật cũng biết, hắn không che giấu người phe mình. Cái gì, ngươi là vũ giả toàn hệ? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh mới thở ra nghe Lục Lâm Thiên nói thì giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngươi đừng lừa ta. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên mỉm cười, kết thủ ấn. Ánh sáng 5 màu vàng, đỏ, lam, lục, trắng tụ tập quanh người, 5 thuộc tính tràn ngập. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kinh ngạc nhảy cẫng lên. Thuộc tính toàn hệ, vũ giả toàn hệ, tiểu tử, người siêu bía y thái.
Vũ giả tứ hệ đã vượt khả năng chịu đựng của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, lúc này thấy Lục Lâm Thiên có năm thuộc tính thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lục Lâm Thiên suỵt. Đông lão nhỏ tiếng một chút, tiểu tử không muốn bị lộ trước mặt người ngoài. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ vũ giả toàn hệ đã khiến lão độc vật nhảy cẫng lên, không giữ được bình tĩnh, cường giả độc xuất gì mà kỳ. Nếu Lục Lâm Thiên nói hắn cũng là linh giả không chừng lão độc vật sẽ xỉu ngay tại chỗ mất. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, ánh mắt kỳ dị. Một lát sau thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thở ra mấy lần nhưng vẫn không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Tiểu tử, người che giấu quá sâu. Vũ giả ngũ hệ, nếu các đại môn đại phái biết sẽ cưỡng ép bắt người nhập môn ngay. Vù vù vù. Năm bóng người lao nhanh đến, là Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Năm trưởng lão cảm giác khí thế cường đại sau núi nên vội chạy tới điều tra thì thấy tòa kỵ của trưởng môn đang đột phá. Năm người hành lễ. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. Đừng đa lễ. Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, khí thế liên tục tăng vọt. Khí thế cuồng bạo tuôn ra, khí thế uy hiếp vua của vạn thú chút xuống, khí thế đó đủ làm cường giả vũ phách hơi khủng hoảng. Chẳng lẽ là Thiên Sĩ Tuyết Sư trong truyền thuyết? Khí thế này không giống yêu thú bình thường. Đúng rồi, ta từng nghe nói về Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nghe nói huyết mạch cực cao, có thể đột phá tới đẳng cấp yêu thú bát giai, chắc đúng là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đám người Hồ Nam Sinh nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, xem xét rồi thảo luận, mơ hồ suy đoán thân thể của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên nói với năm trưởng lão. Không sai, đây chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Năm trưởng lão hóa đá. Trời. Thật sự là Thiên Sĩ Tuyết Sư, đây là yêu thú rất hiếm có. Tiểu trưởng môn đem lại ngạc nhiên đã làm bọn họ kinh ngạc đến chết lặng. Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời phát ra tiếng giống to. Growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư mở đôi mắt to như chuông đồng, khí thế tăng cao, cả thân mình toát ra khí tức hung ác. Uy nhiếp tăng mạnh hơn cùng với tiếng gầm, các dã thú trong sơn mạch hoảng hốt vội thụt lùi, có dã thú run rẩy quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích. Vù vù vù, chuyển động cường đại tăng vọt, cơ thể Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng to ra. Đôi cánh dương rộng, thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư trướng to. Thiên Sĩ Tuyết Sư càng biến to thì khí thế càng cuồng bạo. 80 thước, 100 thước, 120 thước, 150 thước, chỉ trong giây lát Thiên Sĩ Tuyết Sư đã lớn đến 150 thước. Đôi cánh vỗ mang theo bão tố cuồng phong. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh khẽ thở dài. Khí thế thật mạnh. Nếu đến tứ giai thì vũ vương bình thường không làm gì được nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư có huyết mạch siêu cao nên thực lực càng mạnh hơn, yêu thú bình thường không thể so sánh với nó. Đám người Chu Ngọc Hậu tặc lưỡi kinh ngạc. Mạnh quá! Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá đến tam giai, tuy bọn họ có tu vi vũ phách nhưng e rằng không làm gì nó được. Growl growl! Thật lâu sau khí thế quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư bình ổn lại, nó khép đôi cánh đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngoan ngoãn đứng một bên. Thiên Sĩ Tuyết Sư đám người hâm mộ nhìn, đời này bọn họ đừng mơ có Thiên Sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ. Một lát sau, trên quảng trường Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên nhìn đại điện mới được xây dựng. Diện tích lớn hơn trước gấp hai lần, quảng trường đằng trước đại điện phủ kín giá dày, rộng rãi thoáng mát. Không tệ, đại điện thế này mới ra dáng. Trong đại điện đặt mấy chục cái ghế, chính giữa trên cao nhất là cái ghế đỏ cao nửa người. Khắc hoa văn rồng bay cọp nhảy, rất bá đạo. Bên cạnh ghế đỏ đặt chiếc ghế khác nhỏ hơn một chút. Hai bên có 5 chiếc ghế khác. Trong đại điện trang trí rộng rãi bá khí, tốt hơn đại điện trước kia nhiều. Lục Lâm Thiên vừa lòng nhìn đại điện. Không tệ. Từ bây giờ Phi Linh Môn chính thức đi vào quỹ đạo. Mọi người ngồi xuống, Lục Lâm Thiên ngồi trên ghế to bá khí. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên. Cao cấp hơn ghế của năm trưởng lão khác nhiều. Đây là năm trưởng lão cố ý sắp đặt, đông lão làm trưởng lão Phi Linh Môn là đã rát vàng trên mặt bọn họ. Một lát sau, Lục Lâm Thiên nghe mọi người kể đại khái tình huống lần trước La Sát Môn kéo đến công kích. Lục Lâm Thiên nhớ ngầm ai hỏi ý kiến. Các vị thấy sao, chúng ta nên làm gì với La Sát Môn đây? Chu Ngọc Hậu lên tiếng. Trưởng môn, hiện Hàn Trường Sinh đã chết. Năm trưởng lão Tử Phục Quan cũng bị chúng ta giết, La Sát Môn chỉ còn lại 3 trưởng lão, cộng thêm Đặng Phong Lương là 4 vũ phách.
Mấy đệ tử khác hơn phân nửa tinh nhuệ cũng đã bị chúng ta giết, thực lực giảm thấp, chúng ta không cần lo về La Sát Môn. Lục Lâm Thiên hỏi, ý của Chu trưởng lão là chúng ta có thể tiêu diệt La Sát Môn. Chu Ngọc Hậu ngần ngừ. Cái này, Chu Ngọc Hậu mở miệng nói, có một số việc trưởng môn chưa rõ, không cần lo về La Sát Môn. Nhưng La Sát Môn là thực lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông, nếu chúng ta tiêu diệt La Sát Môn e rằng Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Lục Lâm Thiên chưa từng nghe nói về Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên định nói gì chợt một đệ tử lao nhanh vào cửa. Kính chào trưởng môn, kính chào các vị trưởng lão. Chu Ngọc Hậu mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Đệ tử Phi Linh Môn trả lời. Trưởng lão, bên ngoài có người tự xưng là người Quỷ Vũ Tông muốn gặp trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhớ ngầm ai hỏi mọi người. Đến nhanh thật, Quỷ Vũ Tông có lai lịch gì? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thản nhiên nói. Quỷ Vũ Tông là một thế lực hạng hai trong cổ vực, thuộc loại trung đẳng trong thế lực hạng hai. Quỷ Vũ Tông có hàng vạn đệ tử, có cường giả đẳng cấp vũ xuất tọa chấn, không dễ đối phó. Mạnh như vậy sao? Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, rắc rối đây. Lục Lâm Thiên hỏi. Chu trưởng lão mới nói Quỷ Vũ Tông và La Sát Môn có quan hệ như thế nào? Chu Ngọc Hậu trả lời. Trưởng môn, trong phạm vi vạn dặm này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, La Sát Môn là thế lực ngoại môn của Quỷ Vũ Tông. Mấy chấn nhỏ, tất cả cửa hàng bên này đều tiến cống cho La Sát Môn, mỗi năm La Sát Môn phải tiến công cho Quỷ Vũ Tông. Lần này La Sát Môn chịu thiệt nên mời người Quỷ Vũ Tông đến. Thì ra là vậy. Lục Lâm Thiên thầm buồn rầu. Quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và La Sát Môn giống như Vân Dương Tông và Lục Gia. Địa bàn Trấn Thanh Vân thuộc về Vân Dương Tông, ngũ đại gia tộc tuy rằng quản lý Trấn Thanh Vân nhưng tính ra chỉ làm công cho Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên hỏi Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Đông lão thấy bây giờ gã nên làm gì? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói với đệ tử Phi Linh Môn. Người đi kêu người Quỷ Vũ Tông đến đây. Đệ tử Phi Linh Môn đáp. Tuân lệnh đại trưởng lão. Đệ tử Phi Linh Môn chạy vội ra ngoài đại điện. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói với mọi người. Nếu ta còn ở thời kỳ đỉnh phong thì hoàn toàn không lo lắng về Quỷ Vũ Tông, chỉ có hai vũ xuất nho nhỏ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Quỷ Vũ Tông, một khi đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương, Phi Linh Môn chịu tai họa ngập đầu. Ta đề nghị nghe xem Quỷ Vũ Tông nói cái gì rồi hãy quyết định. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão. Điều ta lo là La Sát Môn biết Phi Linh Môn có mật thất, e rằng Quỷ Vũ Tông cũng đã biết chuyện này. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhíu mày nói. Đúng là rắc rối thật. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh kết ấn, tinh thần tham ngộ. Một lát sau, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lên tiếng. Không ngờ là Vũ Tướng Bát Trọng, hơn phân nửa Quỷ Vũ Tông đã biết Phi Linh Môn để lại mật thất, nếu giải quyết chuyện này không sạch sẽ thì khó giữ được Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Đông lão, nếu không được vậy thì đánh đi, cùng lắm chúng ta rời khỏi đây, chờ một thời gian lại ngóc đầu về. Cái này là kế đường cùng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Dẫn đầu người Quỷ Vũ Tông đến đây tên Đỗ Vân Sơn là Vũ Tướng Cửu Trọng. Ta từng gặp mặt hắn, Đỗ Vân Sơn sẽ nhận ra ta. Nay ta ra sau né tránh một lúc, chuyện nơi này ngươi cứ hành động tùy theo hoàn cảnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vừa nói xong đã ra sau đại điện. Mười mấy người theo đệ tử Phi Linh Môn đi vào đại điện. Phi Linh Môn thật cuồng vọng, biết Đỗ trưởng lão đến nhưng vẫn không ra nghênh tiếp. Người đi đầu có tóc dài màu xám, khoảng 50 tuổi, mắt lóe tia âm hiểm. Đặng trưởng môn cần gì so đo những chuyện này, gã đi vào xem rồi tính. Vài bóng người bước ra. Hóa ra là các vị Quỷ Vũ Tông đại giá quang lâm. Tiểu tử nghênh tiếp muộn xin đừng trách. Là đệ tử và năm vị trưởng lão. Lão nhân tóc bạc áo xám dừng bước, mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi là... Hồ Nam Sinh nói. Vị này chính là trưởng môn của Phi Linh Môn chúng ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tử tên Lục Lâm Thiên, các hạ khí độ bất phàm, chắc là Đỗ trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Mới rồi Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đã nhìn ngó người này. Lục Lâm Thiên đánh giá lão nhân áo xám tóc bạc, suy đoán đây là Đỗ Vân Sơn, Vũ Tướng Cửu Trọng mà Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Thấy đối phương biết mình làm Đỗ Vân Sơn khá là ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên liếc nhau đám người lạ, cao thủ như mây đến đây, có 15 người,
trừ Đỗ Vân Sơn ra còn mười mấy người khác. Lục Lâm Thiên suy đoán từ khí thế của bọn họ có hai người tu vi vũ tướng, còn lại là vũ phách. Một nam nhân cao to và ba lão nhân làm mắt Lục Lâm Thiên sáng lên. Đó là Đặng Phong Lương trưởng môn La Sát Môn, ba trưởng lão La Sát Môn, trong đó có một người chính là hung thủ cuối cùng vây công Lục Thanh. Thực lực đám người đến có ba vũ tướng, một người là vũ tướng cửu trọng, còn lại là vũ phách. Thực lực như vậy đủ sức hoàn toàn hủy diệt Phi Linh Môn, nhưng nếu liều mạng thì có thôi hồn độc suốt đông vô mệnh, đám người này không chiếm được ưu thế gì, nhưng các đệ tử Phi Linh Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đỗ Vân Sơn tóc dài, áo xám, khí tức âm trầm, toát ra khí thế ức chế đám người xung quanh. Vũ tướng cửu trọng là đẳng cấp cường giả. Đỗ Vân Sơn nói, tuổi nhỏ đã là trưởng môn Phi Linh Môn, thật là tuổi trẻ tài cao. Bản tướng đến đột ngột, đã quấy dày. Mặt Đỗ Vân Sơn không biểu tình. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, người này không dễ đối phó. Mặt ngoài Lục Lâm Thiên cười nói, các vị từ xa đến là khách, ta là chủ nhân chỗ này, nói sao thì cũng phải chiêu đãi đàng hoàng mới được. Mời các vị vào trong. Đỗ Vân Sơn nói, cũng được, vậy xin quấy dày. Đám người theo Lục Lâm Thiên đưa vào đại điện. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, thực lực Đỗ Vân Sơn rất mạnh, vui giận không lộ ra ngoài. Thông thường loại người này khó đối phó, Đỗ Vân Sơn không dễ chọc. Mọi người ngồi xuống ghế, Lục Lâm Thiên ra lệnh đệ tử bưng rượu và thức ăn ngon lên, luôn miệng cười tủm tỉm. Đặng Phong Lương không nhìn được trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn, vừa lúc, tại sao Phi Linh Môn các ngươi giết các trưởng lão, đệ tử của La Sát Môn? Ngươi giết người La Sát Môn ta tức là giết người Quỷ Vũ Tông, ngươi hãy cho ta lời giải thích ngay trước mặt Đỗ trưởng lão. Lục Lâm Thiên làm bộ kinh ngạc, giật mình kêu lên. La Sát Môn, gần đây đệ tử Phi Linh Môn ta không ra khỏi Sơn Môn, không biết đã giết đệ tử La Sát Môn ở chỗ nào. Đặng Phong Lương tức giận nói. Tiểu tử còn chối, ngay trong Phi Linh Môn, trước tiên giết từ phục quan trưởng lão La Sát Môn ta, sau giết các trưởng lão Hàn Trường Sinh, trăm đệ tử La Sát Môn. Phi Linh Môn thật to gan, không thèm để La Sát Môn ta vào mắt thì thôi. Chẳng lẽ dám coi thường Quỷ Vũ Tông? Lục Lâm Thiên chửi thầm. Vô sỉ. Đặng Phong Lương thật là vô sỉ, lôi kéo La Sát Môn gộp chung với Quỷ Vũ Tông. Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật, nói chuyện với Lục Lâm Thiên. Ta cũng hy vọng Phi Linh Môn cho ta một lời giải thích, dù sao chỗ này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Chuyện lớn xảy ra như thế, Quỷ Vũ Tông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Lâm Thiên ra vẻ khiêm tốn hỏi. Đỗ trưởng lão, tiểu tử có thể hỏi một câu được không? Đỗ Vân Sơn không tìm thấy lý do từ chối. Đương nhiên được. Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu có người không mời mà xông vào Quỷ Vũ Tông, nói năng bỗ bã thì Quỷ Vũ Tông giải quyết thế nào? Đỗ Vân Sơn lạnh lùng nói. Đương nhiên là giết không tha. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Đặng Phong Lương, Đỗ Vân Sơn. Đỗ trưởng lão vừa rồi cũng nghe thấy rõ. Người La Sát Môn bị giết trong Phi Linh Môn, ta đã nhớ ra, mấy hôm trước có vài người không mời mà đến Phi Linh Môn, nói năng bỗ bạ nhục mạ người Phi Linh Môn. Ta cứ tưởng là dòng binh đoàn nào không biết lễ phép nên mới giết chết, không ngờ là người La Sát Môn. Quỷ Vũ Tông uy danh lừng lẫy, La Sát Môn làm như vậy là bôi đen Quỷ Vũ Tông đúng không? Đám người Quỷ Vũ Tông sửng sốt, không ngờ thiếu niên giỏi ăn nói như thế. Trong cổ vực vốn nói chuyện bằng thực lực. La Sát Môn có thực lực nên xâm nhập Phi Linh Môn không tính là gì, vấn đề là Lục Lâm Thiên kéo danh nghĩa Quỷ Vũ Tông vào. Quỷ Vũ Tông là môn phái nổi tiếng trong cổ vực, có thể đứng vững trong cổ vực thì phong cách càng bá đạo hơn La Sát Môn. Nhưng có một số việc những đại môn phái có thể âm thầm làm nhưng không được lôi ra ngoài nói. Ví dụ La Sát Môn xâm nhập Phi Linh Môn, nếu là Quỷ Vũ Tông thì đã trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn. Nhưng trong tình huống không có cái cớ nào. Quỷ Vũ Tông muốn tiêu diệt Phi Linh Môn thì chỉ có thể làm trong âm thầm. Đại môn phái Luo luôn có điều kiêng dè, Quỷ Vũ Tông có thế lực và danh tiếng nhất định thì phải giữ danh tiếng cho mình, điều này rất quan trọng. Danh tiếng tệ thì thế lực khác sẽ cảnh giác, bị bài xích. Dù đại môn đại phái trong bóng tối ai cũng như ai nhưng mặt ngoài phải nói chữ lý. Đỗ Vân Sơn quay đầu nhìn Đặng Phong Lương, hỏi. Đặng trưởng môn, có chuyện này không? Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật. Lòng chìm xuống, Đỗ Vân Sơn không ngờ bị kéo vào vòng xoáy, giờ nếu lão che chở La Sát Môn ra mặt tức là làm Quỷ Vũ Tông mất mặt.
mặt mũi của Quỷ Vũ Tông quan trọng hơn La Sát Môn nhiều. Đặng Phong Lương cứng họng. Cái này. Đặng Phong Lương trừng Lục Lâm Thiên, tức giận nói. Không có chuyện đó, từ trưởng lão trong La Sát Môn vì biểu huynh Hoàng Hải Ba bị Phi Linh Môn giết nên mới đi tìm hiểu, không ngờ bị Phi Linh Môn đánh chết. Cho nên La Sát Môn mới đến hỏi tại sao Phi Linh Môn giết từ trưởng lão, kết quả trăm đệ tử đều bị giết. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Hoàng Hải Ba là trưởng lão của Phi Linh Môn, ta lại hợp tác với người giết trưởng môn đời trước của Phi Linh Môn. Hoàng Hải Ba bị Phi Linh Môn ta giết liên quan gì La Sát Môn ngươi? La Sát Môn đến hạch hỏi, chẳng lẽ người hợp tác với Hoàng Hải Ba giết trưởng môn đời trước của Phi Linh Môn là La Sát Môn ngươi sao? Đôi mắt lạnh băng nhìn Đặng Phong Lương chằm chằm. Mắt Đặng Phong Lương lóe sát khí, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ tiêu diệt Phi Linh Môn của ngươi. Đặng Phong Lương nhảy vọt lên, tay phải tung quyền, chân khí nóng cháy mãnh liệt lao thẳng tới hướng Lục Lâm Thiên. Quyền ấn chấn không gian sóng gợn, quyền khí cuồng bạo đè ép không khí kêu đì đùng, hơi nóng lan tràn trong đại điện. Đặng Phong Lương hành động, Đỗ Vân Sơn nhướng mày nhưng không ngăn cản. Mắt thấy cú đấm mạnh mẽ đánh tới, phản ứng đầu tiên của Lục Lâm Thiên là né tránh. Đặng Phong Lương là vũ phách bát trọng hỏa hệ, Lục Lâm Thiên không đánh lại. Một thanh âm lạnh băng truyền ra từ bên trong đại điện. Vũ phách nho nhỏ, cút về cho ta. Nghe thanh âm này Lục Lâm Thiên định chạy ra đại điện bỗng chốc ngừng lại, hắn lại ngồi yên tại chỗ. Mấy chục luồng sáng đen bắn hướng cú đấm công kích Lục Lâm Thiên, ánh sáng đen bao chặt quyền ấn. Chớp mắt trên không trung liên tục vang tiếng nổ. Bùm bùm bùm. Mỗi khi ánh sáng đen nổ một tiếng là Đặng Phong Lương sẽ bị đẩy lùi một bước, đến tiếng nổ thứ 10 thì một luồng sáng đen phá hủy ánh sáng quyền ấn, chui vào trong nắm tay của Đặng Phong Lương. Bùm bùm bùm. Đặng Phong Lương bị đánh bay đi đập mạnh vào vách tường sau đại điện, miệng phun vòi máu. Biến cố đột nhiên làm mọi người giật mình, cảnh giá đứng dậy. Đỗ Vân Sơn không để ý Đặng Phong Lương, hỏi. Xin hỏi các hạ là vị cao nhân nào, có thể gặp mặt được không? Hai cường giả vũ tướng bên cạnh Đỗ Vân Sơn cùng nhìn chằm chằm đằng sau đại điện, biểu tình kinh hoàng. Thanh âm lạnh lùng phát ra từ trong đại điện. Đỗ Vân Sơn, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chưa đủ tư cách. Trở về nói cho đới lão quỷ, Quỷ Vũ Tông không cần xen vào chuyện của Phi Linh Môn ta, nếu không ta sẽ đi Quỷ Vũ Tông một chuyến. La Sát Môn về sau sẽ do Phi Linh Môn thay thế. Mỗi năm La Sát Môn cống hiến bao nhiêu cho Quỷ Vũ Tông thì Phi Linh Môn ta sẽ tiến cống y như vậy. Thanh âm rơi vào tai mỗi người như tiếng sấm, làm bọn họ váng đầu hoa mắt. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt nói nhanh. Ta nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối, vậy chúng ta xin đi trước. Đỗ Vân Sơn đổi xưng hô từ các hạ thành tiền bối. Thanh âm lạnh lùng nói tiếp. Đi đi, nói với đới lão quỷ rằng Quỷ Vũ Tông của hắn đi đến bây giờ không dễ dàng. Tuyệt đối đừng chọc vào ta, nếu không ta sẽ không khách sáo. Đỗ Vân Sơn hoảng loạn đáp. Vâng, chắc chắn ta sẽ chuyển lời lại. Đỗ Vân Sơn gần như chạy trốn ra khỏi đại điện, lúc này hắn cũng không hơi đâu quan tâm tới người La Sát Môn nữa. Thấy đám người Quỷ Vũ Tông bỏ đi, ba trưởng lão La Sát Môn nâng Đặng Phong Lương dậy định đi. Trưởng môn. Một thanh âm vang lên. Còn định đi, hôm nay giải quyết xong trong một lần đi. Mùi hôi nồng nặc khó ngửi từ bóng đen tràn ngập đại điện. Ba trưởng lão La Sát Môn sợ hãi mặt xanh mét. Tiền bối tha mạng. Xem khí thế này thì bọn họ không có sức đối kháng lại. Thoáng chốc bóng áo đen đáp xuống đại điện. Chết đi. Khí thế khủng khiếp bộc phát, ánh sáng đen tràn ngập đại điện như không gian đen tối bao la. Ánh sáng đen cuồn cuộn cuốn ba trưởng lão trưởng môn ấn phù, Đặng Phong Lương nằm dưới đất vào. Ánh sáng đen xoay tròn như gió lốc, trong khoảnh khắc khí tức kỳ dị làm mọi người nghẹt thở, khó chịu như bị bóp cổ. Bùm bùm bùm. Mấy tiếng nổ vang vọng trong đại điện, chấn động đại điện run rẩy. Ánh sáng đen bay tứ tán, năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Thoáng chốc như trời sụp đất nứt, đại điện vừa được xây xong suýt lại sụp đổ. Vù vù vù. Ánh sáng đen rụt về hết, trong ánh sáng đen lộ ra thân hình Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Ánh sáng đen rậm đặc thấm vào lỗ chân lông trên người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Lúc này trong đại điện có bốn xác chết, Đặng Phong Lương, ba trưởng lão La Sát Môn người đen thui, không còn sự sống. Lục Lâm Thiên cười khổ, hắn vốn định giữ lại một người sống để hỏi thăm tình hình,
ai ngờ lão độc vật không chút nương tay. Phương Tân Kỳ lo người Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Đông lão thấy Quỷ Vũ Tông. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Đừng quá lo, ta vừa trấn nhiếp, chắc Quỷ Vũ Tông không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lục Lâm Thiên vẫn thấy lo. Nhưng Quỷ Vũ Tông biết chuyện mật thất Phi Linh Môn, sợ là sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Không rõ Quỷ Vũ Tông đã biết bao nhiêu về mật thất Phi Linh Môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Dù bọn họ biết thì sao, phải có thực lực mới chiếm được, Quỷ Vũ Tông còn chưa đáng lo, nhưng hiện tại Phi Linh Môn không trêu vào nó được. Chúng ta nhìn xem tình hình rồi tính. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông lão hiểu biết bao nhiêu về Quỷ Vũ Tông? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trả lời. Trong Quỷ Vũ Tông thực lực mạnh nhất là Đới Lão Quỷ, trước kia ta từng gặp một lần, cường giả vũ xuất cửu trọng. Lúc ta ở thời kỳ đỉnh phong thì Đới Lão Quỷ đã khó xơi. Lục Lâm Thiên hỏi. Có khi nào Quỷ Vũ Tông ra tay với Phi Linh Môn không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Chắc không sao, Đỗ Vân Sơn sẽ không biết ta là ai nhưng cảm nhận được khí tức từ người ta, Quỷ Vũ Tông sẽ không tùy tiện trêu vào cường giả linh xuất. Điều này sẽ không đem lại ích lợi gì cho Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên hỏi tiếp. Đông lão vừa nói sau này Phi Linh Môn sẽ thay thế La Sát Môn, Quỷ Vũ Tông sẽ đồng ý sao? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trầm ngâm nói. Nơi này cách Quỷ Vũ Tông khá xa, nếu Quỷ Vũ Tông muốn khống chế nơi này sẽ phải phân tán thực lực. Nên Quỷ Vũ Tông sẽ không làm vậy. Bên này không có môn phái nào mạnh hơn La Sát Môn, nếu Quỷ Vũ Tông biết điều thì không nên từ chối đề nghị của ta. Hồ Nam Sinh do dự hỏi. Nếu chúng ta thay thế địa vị của La Sát Môn, về sau xem như thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông, có ảnh hưởng sự phát triển sau này không? Lục Lâm Thiên, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười âm trầm. Khục khục. Hai người thầm nghĩ, chờ khi thực lực của Phi Linh Môn lớn mạnh thì ai thèm để ý tới Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nói. Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão, Thường trưởng lão, ba người dẫn theo 200 đệ tử cùng ta đi La Sát Môn. Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão ở lại Phi Linh Môn. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Chắc La Sát Môn không còn cường giả gì, ta sẽ không đi, các người đi được rồi. Ta phải xem chừng tâm đồng tu luyện, hiện tại đang vào phút quan trọng của tâm đồng, không lên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói xong rời khỏi đại điện ngay. Lục Lâm Thiên sửng sốt, hèn gì sau khi xuất quan hắn không thấy bóng dáng Lục Tâm Đồng đâu, thì ra bận tu luyện. Trên bầu trời có một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay đi. Vù vù vù, 11 người ngồi xếp bằng trên lưng yêu thú phi hành. Là đám người Quỷ Vũ Tông Đỗ Vân Sơn. Một lão nhân cao to mặc áo xanh ngồi cạnh Đỗ Vân Sơn khẽ thở dài. Không ngờ trong Phi Linh Môn nho nhỏ có loại cường giả này, La Sát Môn xúi Quỷ Vũ Tông chúng ta ra tay, suýt trêu chọc một cường giả khủng bố cho trong tông. Đỗ Vân Sơn nói, cường giả bí ẩn có đẳng cấp linh xuất, nhìn khí thế thì không phải cường giả linh xuất bình thường. Người này biết ta, dường như cũng quen đại trưởng lão, chắc là cường giả trong cổ vực. Chúng ta phải nhanh chóng báo tin cho đới trưởng lão biết chuyện. Một nam nhân cao to tu vi vũ phách cửu trọng nói. Đỗ trưởng lão, La Sát Môn thì làm sao đây? Đặng Phong Lương có nói mật thất của Phi Linh Môn không biết là thật hay giả. Đỗ Vân Sơn nói. La Sát Môn sống hay chết không ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Mật thất Phi Linh Môn theo ta thấy hơn phân nửa là Đặng Phong Lương nói ngoa. Nếu có thật thì Phi Linh Môn cần gì xuống dốc không tiếng tăm gì như hiện nay. Chúng ta phải chú ý cường giả linh xuất xuất hiện trong Phi Linh Môn nhiều hơn. Cường giả linh xuất là tổ ong, chúng ta không trêu vào được. Trong Phi Linh Môn, mấy trăm người râm rộ lao hướng La Sát Môn. 20-30 người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người Phi Linh Môn. Những con ngựa này cướp từ tay La Sát Môn, những người khác chỉ có thể đi bộ. Đoàn người này là Lục Lâm Thiên, Hồ Nam Sinh dẫn đi. Dù trong La Sát Môn không còn cường giả, Lục Lâm Thiên vẫn thận trọng tiêu diệt La Sát Môn hoàn toàn. Lục Lâm Thiên lục được một chiếc chữ vật giới chỉ trong áo Đặng Phong Lương, nhỏ máu nhận chủ xong mới biết tài phú trong này cách xù, là toàn bộ tài sản La Sát Môn tập trung trong chữ vật giới chỉ. Xem như Lục Lâm Thiên kiếm thêm thu nhập lớn. Trong túi không gian của mấy trưởng lão La Sát Môn cũng có nhiều thu hoạch cho Lục Lâm Thiên. Hắn được đến nhiều đan dược, kim tệ, dược liệu,
một số vũ khí đề giai. Lục Lâm Thiên nghe đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh kể đã hiểu sơ về La Sát Môn. Địa bàn La Sát Môn bao gồm hai trấn nhỏ, và biên giới Sơn Mạch Vũ Đô. Lúc trước Lục Lâm Thiên ra khỏi Sơn Mạch Vũ Đô đặt chân nghỉ tạm cũng thuộc địa bàn La Sát Môn, trong phạm vi trăm dặm này toàn là phạm vi thế lực của La Sát Môn. Nguồn kinh tế của La Sát Môn là cửa hàng và dòng binh đoàn. Tất cả cửa hàng vào ngày cố định phải tiến cống số kim tệ nhất định cho Phi Linh Môn. Dòng binh đoàn đi vào Sơn Mạch Vũ Đô đào vàng trước hết phải giao nộp một số kim tệ. Hai thị trấn có nhiều cửa hàng buôn bán vũ khí, dược liệu, đan dược là nguồn thu nhập chính của La Sát Môn. Lục Lâm Thiên biết những chuyện này mới hay lúc trước hắn đi trấn Hoa Môn mua đan dược cũng nằm trong địa bàn La Sát Môn. Lục Lâm Thiên nhớ kỹ tụ bảo môn chặn đường cướp của, sau khi xử lý La Sát Môn xong sẽ đến lượt tụ bảo môn đó. Dọc đường đi người qua đường nhìn đám người rầm rộ xông lên đều dừng chân xem xét, châu đầu ghé tai. Có người nhận ra Phi Linh Môn, nhìn trận thế chắc định tính sổ với La Sát Môn. Không ngờ Phi Linh Môn mạnh như vậy, La Sát Môn cũng không đánh lại. La Sát Môn luôn kiêu ngạo lần này hoàn toàn xui xẻo rồi. Lục Lâm Thiên không quan tâm tới người qua đường bàn tán, một đường xông tới chỗ La Sát Môn. Có nhiều người đã đi trước, mất một ngày mới đến La Sát Môn. Trong một dãy sơn mạch có một đỉnh núi to lớn, đường lát đá quanh co khúc khuỷu kéo dài đến đỉnh núi. Lá cây khô vàng theo gió rơi rụng, buổi sáng xuất phát đến bây giờ là hoàng hôn. Sơn môn La Sát Môn ngay trước mắt, Lục Lâm Thiên quát to. Mọi người nghe kỹ đây, cơ hội báo thù đã đến, giết. Không chừa một người, dọn hết đồ đáng giá về Phi Linh Môn. Khí lạnh khuếch tán. Đệ tử Phi Linh Môn đồng thanh kêu lên. Xung phong. Nhất là đám đệ tử Phi Linh Môn cũ, đây là lần đầu tiên bọn họ tới cửa ăn hiếp người khác, máu nóng sôi trào. Đi đường cả ngày nhưng bọn họ không thấy mệt mỏi. Ba trưởng lão dục ngựa lao nhanh lên, chấn động lá cây khô vàng trong núi rừng rơi theo gió, bụi đất mù mịt. Bọn họ xông vào La Sát Môn. Bùm bùm bùm. Một lát sau đỉnh núi vang tiếng nổ đi đùng, tiếng chém giết liên miên không dứt, tiếng gào rú thê thảm vang lên. Lục Lâm Thiên nhìn đỉnh núi chằm chằm, Tiểu Long bám trên vai hắn. Lục Lâm Thiên không dẫn Thiên Sĩ Tuyết Sư theo, tránh cho người qua đường giật mình. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Xèo xèo. Tiểu Long nhìn chằm chằm đỉnh núi mắt nhỏ tràn đầy lạnh lẽo khát máu. Lục Lâm Thiên nói. Đi đi. Lục Lâm Thiên giơ roi dục ngựa sông Lê Y đi y hát núi, giữa đường thấy đệ tử La Sát Môn bị thương lục tục chạy trốn xuống núi, gặp phải Lục Lâm Thiên và Tiểu Long liền bị giết. Một bóng người quen thuộc vội vàng chạy nhanh đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Là hắn. Lúc trong Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên muốn giết thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn nhưng bị Hoàng Hải Ba ngăn cản, tu vi là vũ sư nhất trọng. Lục Lâm Thiên nhảy xuống lưng ngựa. Chân khí vận chuyển dưới chân thoáng chốc đáp xuống bên cạnh thanh niên mặc hoa phục. Muốn trốn, không thoát được đâu. Thanh niên mặc hoa phục thấy Lục Lâm Thiên thì biến sắc mặt nói. Là ngươi. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm chào. Chúng ta lại gặp mặt. Sát ý khuếch tán. Thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm, chân khí vận chuyển dưới chân, gã nhún mũi chân nhảy vọt lên, một cây đao to xuất hiện trong tay gã. Thanh niên mặc hoa phục chém mấy luồng đao quang bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Lùi lại. Lục Lâm Thiên không thèm để thanh niên mặc hoa phục vào mắt. Thủ ấn đánh ra, mảng lớn ánh sáng lam tụ tập trước mặt Lục Lâm Thiên hóa thành màn nước dày che chắn. Đao quang chém vào màn nước gợn sóng, đao quang và hơi nước quấn quýt nhau trên bầu trời. Tiếng xé gió rít gào vang lên, tiếng nổ đi đùng vang vọng. Bùm bùm bùm. Màn nước tan vỡ, đao quang biến mất trong không trung. Thanh niên mặc hoa phục bị đánh bay, đại đao rớt xuống đất. Thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên, biểu tình hoảng sợ kêu lên. Ngươi là vũ sư nhị trọng. Lục Lâm Thiên không trả lời thanh niên mặc hoa phục, lạnh lùng quát. Chết đi. Chân khí tuôn ra từ bàn chân, Lục Lâm Thiên nhún chân lao hướng thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục không còn đường lui. Ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra quanh thân thanh niên mặc hoa phục, quyền ấn đấm mạnh vào Lục Lâm Thiên. Kình phong trên quyền ấn làm không gian gợn sóng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Vừa lúc thôn phệ ngươi. Ánh sáng màu vàng đất bay ra từ tay Lục Lâm Thiên, vận dụng âm dương linh vũ quyết.
Bàn tay Lục Lâm Thiên vạch một đường, trong trưởng ấn có ánh sáng vàng đất xoay tít bay ra giấy lên sóng gợn không gian đập mạnh vào quyền ấn của thanh niên mặc hoa phục. Hai lực lượng đỡ upsilon.ng chạm, không có tiếng nổ. Biểu tình thanh niên mặc hoa phục kinh hoàng, gã cảm nhận lực cắn nuốt hùng hồn nuốt mất lực công kích của gã. Lực cắn nuốt to lớn xuyên qua nắm tay rút đi chân khí trong cơ thể thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục liều mạng giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nhưng không đối kháng được. Thanh niên mặc hoa phục hét thảm, người ủ rũ. Một lát sau, linh hỏa ngưng tụ đốt thanh niên hoa phục thành tro. Dọn dẹp xong, Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long ở đằng trước nuốt mấy đệ tử La Sát Môn. Lục Lâm Thiên kêu Tiểu Long trở về, hắn xông lê y đỉ y hát núi. Lúc này sắc trời đã gần trạng vạng, trong La Sát Môn ánh lửa văng tung tóe, khắp trốn hỗn loạn, tiếng chém giết không dứt. Lục Lâm Thiên đến đại điện, xác chết nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh nồng nặc. Dưới đất loang lổ vết máu, Lục Lâm Thiên không thấy khó chịu gì với mùi máu, ngược lại hưng phấn hơn. Trong các xác chết có một số thi thể đệ tử Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên không có cảm xúc đau lòng gì, mạnh ăn thịt yếu, thực lực không bằng người ta thì chỉ có nước bị giết. Cường giả hình thành từ rèn luyện, Lục Lâm Thiên một đường từ sơn mạch Vũ Đô sông ra, trải qua nhiều lần chín chết một sống. Hiện giờ những đệ tử Phi Linh Môn không được tôi luyện thì không thể trở thành cường giả thật sự. Lục Lâm Thiên muốn Phi Linh Môn là lực lượng tinh nhuệ, phải thúc đẩy đám đệ tử luôn giết chóc, chỉ có trong giết chóc mới nhanh chóng trưởng thành được. Lục Lâm Thiên mang theo 200 đệ tử Phi Linh Môn đi La Sát Môn cũng vì để đệ tử Phi Linh Môn trải qua rèn luyện chính thức. Nếu không vì điều này, để mấy trưởng lão, thiên sĩ tuyết sư, Tiểu Long đủ tiêu diệt mấy người La Sát Môn còn lại, không cần gây ra thương vong lớn thế này cho đệ tử Phi Linh Môn. Tất cả thương vong đều nằm trong dự tính của Lục Lâm Thiên. Bị giết chỉ trách mình không đủ thực lực, xui xẻo. Phi Linh Môn muốn vùng lên thì phải trải qua giết chóc. Hồ Nam Sinh đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, hỏi. Trưởng môn, đã giải quyết xong, có lẽ còn mấy chục người thừa dịp trời tối chạy trốn, đã giết hơn 100 người, có hơn 100 đệ tử La Sát Môn đầu hàng. Xin trưởng môn ra lệnh. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Đầu hàng, đồng ý tham gia Phi Linh Môn thì ở lại, không chịu theo Phi Linh Môn thì giết hết. Hồ Nam Sinh nói. Tuân lệnh trưởng môn. Hồ Nam Sinh thật giật mình, trưởng môn ác thật, đầu hàng vẫn muốn giết. Lục Lâm Thiên nhìn biểu tình của Hồ Nam Sinh, mỉm cười hỏi. Có phải ngươi cảm thấy ta quá tâm ngoan thủ lạt? Hồ Nam Sinh trả lời. Không, dám trêu vào Phi Linh Môn ta thì nên chết. Lục Lâm Thiên ngừng cười, nghiêm túc nói. Ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi. Sau này phải nói thật với ta không hy vọng nghe những lời trái lòng. Hồ Nam Sinh nhìn biểu tình Lục Lâm Thiên nghiêm túc, lòng thầm thấp thỏm, e ngại. Hồ Nam Sinh vội nói. Thuộc hạ biết tội, trong lòng thuộc hạ cảm thấy trưởng môn hơi tâm ngoan thủ lạt, nhưng chuyện này không xấu. Nếu muốn đứng vững trong cổ vực thì phải tâm ngoan thủ lạt. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi chỉ nói đúng một phần, nếu muốn đứng vững trong cổ vực thì phải tâm ngoan thủ lạt, nhưng người La Sát Môn đầu hàng mà không tham gia Phi Linh Môn tất nhiên có điều bất mãn với Phi Linh Môn. Đã có bất mãn, nếu sau này có cơ hội bọn họ sẽ lại chống đối trưởng môn ta. Ta tuyệt đối không cho phép Phi Linh Môn này có bất cứ kẻ thù ngầm nào, dù kẻ thù cách chúng ta 100 bước, chỉ cần tiến lên một bước là chúng ta phải tìm đủ mọi cách giết chết. Nếu chờ đối thủ xông lên thì khó chặn giết hơn nhiều. Hồ Nam Sinh rất giật mình. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Tiểu trưởng môn còn nhỏ mà đã suy nghĩ xa như vậy, mấy ai có tâm trí như thế. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, trông giữ chặt chẽ đệ tử La Sát Môn đầu hàng, nếu có kẻ phản bội thì giết không tha. Tuân lệnh. Hồ Nam Sinh cáo lui, gã đã nhìn tiểu trưởng môn với cặp mắt khác xưa. Hồ Nam Sinh tâm phục khẩu phục Lục Lâm Thiên đến trình độ tôn sùng. La Sát Môn bị diệt, những chuyện vặt vãnh có ba trưởng lão thanh lý. Tuy hơi rườm rà nhưng trong lòng ba trưởng lão rất hưng phấn. Đặc biệt là Chu Ngọc Hậu, đã bao nhiêu năm qua, kể từ khi gã tham gia Phi Linh Môn tới bây giờ hôm nay là lần đầu tiên kiêu ngạo, hả hê thế này. Trước kia Phi Linh Môn toàn bị người đập phá, hôm nay Phi Linh Môn đến tiêu diệt La Sát Môn. 200 đệ tử Phi Linh Môn có 30 mấy người chết, 20 mấy người bị thương nặng. Còn bị thương nhẹ thì rất nhiều người. Có thể nói Phi Linh Môn thương vong thảm trọng, lần này tổng cộng có 200 đệ tử kéo đến,
một phần sáu người chết, số lượng này không nhỏ. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn đang rất hưng phấn, bọn họ tắm trong giết chóc, biết tầm quan trọng của thực lực, lòng thầm thề sẽ cố gắng tôi luyện. Có 130 mấy người, La Sát Môn đầu hàng. Mười mấy người La Sát Môn đầu hàng nhưng không chịu tham gia Phi Linh Môn, ba trưởng lão giết ngay. Thủ đoạn thiết huyết đó làm đệ tử La Sát Môn sợ hãi. Trong một đêm Phi Linh Môn hốt sạch tài sản La Sát Môn. Lục Lâm Thiên tìm đến một nơi tu luyện suốt đêm, luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Lục Lâm Thiên nhíu mày, mỉm cười. Lục Lâm Thiên cắn nuốt một vũ sư nhất trọng, sau khi luyện hóa trong cơ thể hắn tăng thêm chân khí rất ít, chưa đến trình độ vũ sư nhị trọng. Chân khí của vũ sư nhất trọng sau khi bài trừ tạp chất giữ lại tinh túy chỉ đủ cho Lục Lâm Thiên đến gần vũ sư nhị trọng trung tầng, ít đó cũng chỉ có thể tăng thêm chân khí cho hắn mà thôi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Càng về sau cần nhiều năng lượng hơn để đột phá. Lục Lâm Thiên sửa sang lại quần áo, rời khỏi chỗ tu luyện. Trong La Sát Môn toàn là đệ tử Phi Linh Môn, dọc theo đường đi các đệ tử tôn kính hành lễ chào hỏi. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, hỏi thăm ba trưởng lão. Biết ba trưởng lão ở trong đại điện La Sát Môn thì Lục Lâm Thiên đến đó ngay. Ba trưởng lão quỳ một gối xuống đất, hoàn toàn thần phục Lục Lâm Thiên. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Xin ba vị trưởng lão hãy đứng lên đi. Hồ Nam Sinh đưa năm túi không gian cho Lục Lâm Thiên, toàn là lục tìm trên người cá đệ tử La Sát Môn. Trưởng môn, đây là ta thu được trong La Sát Môn. Lục Lâm Thiên không thèm nhìn năm túi không gian, trực tiếp qua tay cho ba trưởng lão. Các người cầm đi, trở về chia chút cho Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão. Cũng đừng bạc đãi đệ tử, các người theo đến La Sát Môn thì nên được chia nhiều một chút. Cùng sử dụng roi và kẹo ngọt mới là đạo dùng người. Lục Lâm Thiên không tiếc của mớ tài sản nhỏ này, vì tài phú lớn nhất La Sát Môn nằm trong tay hắn. Ba trưởng lão mừng rỡ vội cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Chu Ngọc Hậu hỏi. Trưởng môn, nên giải quyết La Sát Môn thế nào? Lục Lâm Thiên trả lời. Chỗ này không tệ, gần Sơn Mạch Phụ Đô, xem như một phân đà của Phi Linh Môn đi. Để lại 20 đệ tử giữ chỗ, hôm nào lại bàn bạc cách sử dụng. Một ngày sau Lục Lâm Thiên trở lại Phi Linh Môn, mang theo hơn 100 đệ tử La Sát Môn đầu hàng. Lục Lâm Thiên trở về Phi Linh Môn khiến các đệ tử hưng phấn lên. Ở trong mắt đệ tử Phi Linh Môn thì trưởng môn bây giờ giống như vị thần. Lục Lâm Thiên quay về chỗ ở, hắn nhướng mày, một cỗ khí tức của linh giả đang tới gần. Lục Lâm Thiên cười cười, Lục Tâm Đồng đã chạy tới. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhào vào ngực Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt to tràn đầy ý cười. Ca ca! Lục Lâm Thiên cảm thán. Tâm Đồng đã trở thành linh giả sao? Mới rồi khí tức linh giả phát ra là từ Lục Tâm Đồng, mới vài ngày xa nhau tiểu cô nương đã trở thành linh đồ nhất trọng. Linh đồ nhất trọng 10 tuổi, cả đại lục linh vũ này không có bao nhiêu người như vậy. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, tinh nghịch nói. Vâng, sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đứng ở cửa. Đã về rồi. Giải quyết La Sát Môn thế nào? Lục Tâm Đồng thân thiết chạy đến bên cạnh Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh, nắm tay lão. Sư phụ! Lục Tâm Đồng không còn thấy sợ hơi lạnh từ người Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh, trong thời gian ở chung hai người là sư đồ vừa như tổ tôn, tình cảm rất tốt. Lục Lâm Thiên thầm mỉm cười. Bây giờ Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh rất cưng yêu Lục Tâm Đồng, nếu có ai dám đỡ upsilon.ng vào tiểu cô nương sợ là lão độc vật sẽ liều mạng với kẻ đó. Lục Tâm Đồng có sư phụ như lão độc vật, sau này Lục Lâm Thiên không cần lo lắng nhiều. Lục Lâm Thiên đáp, đã làm tốt mọi chuyện, không có gì ngăn cản, rất thuận lợi. Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh nói. Vậy thì tốt, tiếp tục lo tăng mạnh thế lực Phi Linh Môn đi. Muốn Phi Linh Môn nổi trội không phải chuyện dễ. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, muốn Phi Linh Môn vùng lên đúng là con đường dài, hiện tại thực lực của Phi Linh Môn quá yếu. Tuy có siêu cường giả như Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh nhưng còn thua xa những gì môn phái cần. Có Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh tọa trấn Phi Linh Môn, người ta sẽ nói là Phi Linh Môn toàn nhờ có Thôi Hồn Độc Suốt tọa trấn. Một ngày kia có người nói Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh là người Phi Linh Môn, có như thế mới đại biểu Phi Linh Môn thành công vùng lên. Thôi Hồn Độc Suốt Đông Vô Mệnh nhìn đằng trước, mở miệng nói. A,
Đến nhanh thật. Lục Lâm Thiên hỏi. Sao vậy Đông lão? Đỗ Vân Sơn Quỷ Vũ Tông đến, không đem theo nhiều người, chắc sẽ là tin tốt cho Phi Linh Môn. Người đi giải quyết việc này, ta không tham gia, ta còn bận dạy ít thứ độc công cho Tâm Đồng. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói xong dắt Lục Tâm Đồng về chỗ ở. Lục Lâm Thiên lắc đầu cười cười, chân mày giãn ra. Vù vù vù. Bên ngoài Phi Linh Môn, một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay tới, thân hình to trăm thước, người đen như mực, vuốt nhọn gấp khúc, mỏ nhọn như cái móc. Đôi cánh vỗ giấy lên khí lưu lớn, yêu thú phi hành đẳng cấp tam giai. Trên yêu thú phi hành khổng lồ truyền ra thanh âm xuyên thấu không gian quanh quẩn trong sơn mạch. Quỷ Vũ Tông Đỗ Vân Sơn đến bái kiến Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên sớm đứng đón ngoài sơn môn. Mời Đỗ trưởng lão vào. Đỗ Vân Sơn khách sáo với Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên biết rõ đó là hướng về thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Nếu không có thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ở Phi Linh Môn, e rằng lần trước Quỷ Vũ Tông đã tiêu diệt Phi Linh Môn. Vù vù vù. Năm bóng người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành, đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên và mấy trưởng lão Phi Linh Môn. Là đám người Quỷ Vũ Tông Đỗ Vân Sơn lại đến. Trừ Đỗ Vân Sơn ra bốn người khác lần trước cũng có mặt, toàn là đẳng cấp vũ phách. Lần trước còn hai người tu vi vũ tướng nhưng lần này không đến. Lục Lâm Thiên thầm suy tư, xem ra Quỷ Vũ Tông không định đỡ Upsilon.ng vào Phi Linh Môn, chỉ có một mình Đỗ Vân Sơn là vũ tướng, tỏ ý Quỷ Vũ Tông sẽ không xuống tay với Phi Linh Môn. Đỗ Vân Sơn nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Thì ra là Lục trưởng môn, chúng ta lại đến làm phiền. Lục Lâm Thiên hành lễ. Phiền gì đâu, đang chờ Đỗ trưởng lão đây. Lục Lâm Thiên nói. Các vị Đỗ trưởng lão vào đại điện nói chuyện đi, ta kêu người chuẩn bị một ít rượu nhạt. Đỗ Vân Sơn mỉm cười nói. Quấy rầy rồi. Đỗ Vân Sơn theo Lục Lâm Thiên vào đại điện. Trong đại điện, mọi người ngồi xuống ghế, trước mặt là rượu, món ăn hoa quả được đệ tử Phi Linh Môn bưng lên chiêu đãi. Đám người ngồi xuống xong Đỗ Vân Sơn nói với Lục Lâm Thiên. Chúc mừng Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi lại. Có gì mà chú mừng? Đỗ Vân Sơn đáp. Lần này ta về trong tông, tông chủ đã đồng ý về sau địa bàn La Sát Môn toàn bộ do Phi Linh Môn quản lý. Phi Linh Môn nguyện ý đưa bao nhiêu thì đưa, sau này Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông là người nhà. Lục Lâm Thiên vội cảm ơn. Đây đúng là tin tốt. Đa tạ Đỗ trưởng lão. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đoán rất chính xác, Quỷ Vũ Tông không dám đặc biệt một cường giả linh xuất. Đỗ Vân Sơn quét mắt đại điện, hỏi Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, vị tiền bối có đây không? Ta đến đây vì tông chủ, Đỗ trưởng lão dặn dò phải hỏi thăm tiền bối kia thay bọn họ. Lục Lâm Thiên đáp. Đại trưởng lão đang bế quan chuẩn bị đột phá, không thể đi ra được, ta xin thay mặt đại trưởng lão biểu thị lòng biết ơn. Vậy, đành chờ lần sau đến viếng. Đỗ Vân Sơn thầm thở dài, trước khi lão đến đây trong tông kêu lão nghĩ cách gặp mặt cường giả trong Phi Linh Môn rốt cuộc là ai. Không ngờ đối phương đang bế quan đột phá, Đỗ Vân Sơn thầm giật mình. Đến đẳng cấp linh xuất đột phá một tầng thì thực lực sẽ tăng mạnh gấp mấy lần, rất đáng sợ. Lục Lâm Thiên nói, lần sau chắc chắn có cơ hội. Lục Lâm Thiên biết hiện tại Quỷ Vũ Tông có hứng thú nhất là cường giả linh xuất trong Phi Linh Môn rốt cuộc là ai. Ngày nào không biết rõ cường giả bí ẩn này thì ngày đó Quỷ Vũ Tông khó ngủ yên giấc. Đỗ Vân Sơn nói, đương nhiên rồi, giờ Phi Linh Môn và Quỷ Vũ Tông là người mình, Phi Linh Môn có cường giả như thế Quỷ Vũ Tông rất mừng, tương đương chúng ta có thêm một siêu cường giả. Lục Lâm Thiên cười nói, tất nhiên, Lục Lâm Thiên chửi thầm, Quỷ Vũ Tông quyết định rất hay. Muốn trói Phi Linh Môn vào bọn họ. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói. Suýt quên, 3 tháng sau là đại hội tông môn mỗi năm một lần của Quỷ Vũ Tông, Lục trưởng môn nhớ đến còn có nhiều môn phái khác sẽ tham gia. Nhất định sẽ giới thiệu cho Lục trưởng môn quen biết. Lục Lâm Thiên nói. Đương nhiên ta sẽ tham gia đại hội tông môn. Đỗ Vân Sơn mỉm cười nói. Trong đại hội tông môn hy vọng vị tiền bối Phi Linh Môn sẽ đến, tông chủ đặc biệt dặn Đỗ ta. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì Đỗ ta sẽ chịu phạt. Lục Lâm Thiên vẫn cười nói. Đại trưởng lão đang bế quan đột phá, không biết bao giờ mới xuất quan. Nếu đại trưởng lão thuận lợi đột phá, ta nhất định sẽ mời đại trưởng lão cùng đi Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên thầm hiểu mục đích của Quỷ Vũ Tông là thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh,
không biết linh xuất phi linh môn là ai thì bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt, lão ép sát từng bước nhưng đối phương bâng quơ đánh trống lảng, không trả lời thẳng. Đỗ Vân Sơn giấu đi biểu tình, trầm giọng nói. Vậy ta sẽ chờ hai vị trong Quỷ Vũ Tông, 3 tháng sau hy vọng được thấy tiền bối phi linh môn, xin đừng làm đỗ ta chịu phạt. Đỗ Vân Sơn đường đường là vũ tướng, lúc này đối diện tiểu tử chưa dứt sữa mà tiểu tử đó còn không biết điều, lão hơi tức giận. Uy áp nhàn nhạt khuếch tán nhưng giây sau thu vào ngay. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Ta sẽ cố gắng mời đại trưởng lão đi Quỷ Vũ Tông. Hiện giờ không thể lộ ra thân phận của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh được, Đỗ Vân Sơn chưa đến mức trở mặt ngay trong phi linh môn. Đỗ Vân Sơn nói. Vậy chúng ta xin đi trước. Sau này đều là người mình, nếu phi linh môn có gặp rắc rối gì cứ tự nhiên đi tìm Quỷ Vũ Tông hỗ trợ. Lục Lâm Thiên tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ. Đa tạ Đỗ trưởng lão. Tâm sự xong tiễn 5 người Đỗ Vân Sơn Quỷ Vũ Tông đi, Lục Lâm Thiên trở về đại điện. Lục Lâm Thiên hỏi mấy trưởng lão. Đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông là gì? Lục Lâm Thiên không biết gì về đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông, mới rồi hắn không tiện hỏi kỹ. Chu Ngọc Hậu trả lời. Trưởng môn, mỗi năm Quỷ Vũ Tông sẽ tổ chức đại hội tông môn một lần, là ngày các thế lực ngoại môn tiến cống cho Quỷ Vũ Tông. Có 5 thế lực, tính ra La Sát môn là yếu nhất. 4 môn phái khác thực lực không kém. Lục Lâm Thiên hỏi. Mỗi năm La Sát môn tiến cống bao nhiêu cho Quỷ Vũ Tông? Chu Ngọc Hậu trả lời. Ta biết, La Sát môn chỉ có phạm vi địa bàn 100 dặm, mỗi năm nộp 100 vạn kim tệ cho Quỷ Vũ Tông. 5 viên đan dược tứ phẩm trung giai, 10 viên đan dược tứ phẩm sơ giai, 100 viên đan dược tam phẩm. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Nhiều vậy như sao? 100 vạn kim tệ, 5 viên đan dược tứ phẩm trung giai, 10 viên đan dược tứ phẩm sơ giai, 100 viên đan dược tam phẩm, đây là tài sản kếch xù. 1 viên đan dược tứ phẩm trung giai có giá 20 vạn, đan dược tứ phẩm sơ giai là 10 vạn kim tệ. Cộng lại tất cả là 800 vạn kim tệ. Mỗi năm La Sát môn phải cống nộp nhiều thứ như thế cho Quỷ Vũ Tông, thật kinh khủng. Hèn gì trên người Đặng Phong Lương vừa vặn mang theo hơn 10 viên đan dược tứ phẩm, 100 viên đan dược tam phẩm, xem ra Đặng Phong Lương sớm chuẩn bị tiến công cho Quỷ Vũ Tông. Chu Ngọc Hậu nói, thế này đã là ít, địa bàn của La Sát môn nhỏ nhất nhưng khu vực này không nhiều mỡ màng. Ta nghe nói trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần trước có môn phái định nhổ La Sát môn. Trịnh Anh hỏi. Trưởng môn định đi Quỷ Vũ Tông sao? Lục Lâm Thiên trả lời. Sợ là không đi không được. Người ta tới tận cửa dặn dò, hỏi sao Lục Lâm Thiên có thể không đi. Dù có trốn cũng không thoát, Quỷ Vũ Tông nói là tùy tiện tiến cống nhưng nếu Lục Lâm Thiên không dâng lên thì rắc rối to. Bên trong dính dáng rất nhiều thứ, hiện tại Quỷ Vũ Tông cho phép phi linh môn thay thế La Sát môn chỉ là thăm dò. Quỷ Vũ Tông không phải La Sát môn, hiện tại phi linh môn không đấu lại được. Trần Tân Kiệt hỏi. Vậy đại trưởng lão có đi không? Lục Lâm Thiên đáp. Một mình ta đi được rồi, đại trưởng lão ở lại tọa trấn trong môn. Không thể lộ ra thân phận của lão độc vật. Thường Lỗi mở miệng nói. Trưởng môn đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục Lâm Thiên do dự giây lát, nói. Nguy hiểm thì chưa đến nỗi đó nhưng khi vào Quỷ Vũ Tông sẽ phải ứng đối chút rắc rối. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. Các vị trưởng lão. Quỷ Vũ Tông đã đồng ý cho chúng ta nhận địa bàn La Sát Môn, các vị trưởng lão nhanh chóng nhận lấy địa bàn La Sát Môn đi. Nếu có người thừa dịp gây sự thì giết không tha. Lục Lâm Thiên đi Quỷ Vũ Tông sẽ phải nộp lên nhiều tiến cống, may mắn hắn không chịu thiệt. Đặng Phong Lương đã chuẩn bị sẵn hàng để cống. Tuy bây giờ Phi Linh Môn có nhiều tài sản nhưng không thể miệng ăn núi lở, nhận địa bàn của La Sát Môn cho Phi Linh Môn nguồn kinh tế. 5 trưởng lão đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Đương nhiên bọn họ đồng ý làm chuyện này, trong đó có nhiều mỡ để vớt phát. Lục Lâm Thiên nói. Ta sắp ra khỏi cửa một chuyến, ít thì 1 tháng, lâu khoảng 2 tháng. Chuyện trong môn sẽ do 5 vị trưởng lão quyết định, nếu 5 vị trưởng lão không giải quyết được thì đi xin ý kiến của đại trưởng lão. Lục Lâm Thiên quay về gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ đến một số chuyện xảy ra gần đây. Lục Lâm Thiên vốn định sắp xếp mọi chuyện trong phi linh môn xong, cộng thêm đã có thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tỏa chấn, hắn có thể tìm cách về Vân Dương Tông. Hiện tại 3 tháng sau Quỷ Vũ Tông có một đại hội tông môn,
Lục Lâm Thiên phải đi, thời gian trở lại bị kéo chậm mấy tháng. Đi Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên thầm đoán bữa tiệc sẽ không tốt lành gì, nếu mang thôi hồn độc suất đông vô mệnh đi cùng sẽ không có nhiều rắc rối. Một mình Lục Lâm Thiên đi khó tránh khỏi phiền phức, dù không có thì Quỷ Vũ Tông sẽ chế tạo thêm rắc rối cho hắn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Phải suy nghĩ trước cách ứng đối. Quỷ Vũ Tông muốn thăm dò Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Cường giả linh xuất này là điều bí ẩn. Quỷ Vũ Tông không yên lòng được, đổi lại là Lục Lâm Thiên cũng vậy. Một cường giả linh xuất hình thành ức chế Quỷ Vũ Tông, làm sao Quỷ Vũ Tông dễ dàng tha thứ nó tồn tại trước mắt mình. Màn đêm buông xuống, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên. Nên đi Sơn Mạch Vũ Đô một chuyến. Gần đây có nhiều việc, còn 3 tháng mới tới Đại hội Tông Môn Quỷ Vũ Tông, trước đó Lục Lâm Thiên phải tu luyện đàng hoàng. 2 tháng nếu thuận lợi thì thực lực của Lục Lâm Thiên đột phá nhiều, đến Sơn Mạch Vũ Đô gặp phải yêu thú tam giai nào thu phục mấy con cũng là một loại bảo đảm an toàn. Lục Lâm Thiên mới ra khỏi chỗ ở thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Người định ra ngoài. Chính là thôi hồn độc suất đông vô mệnh. Lục Lâm Thiên đáp. Đông lão, ta sắp đi Sơn Mạch Vũ Đô tôi luyện 2 tháng, trong thời gian này giao Phi Linh Môn cho đông lão. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh nói. Phi Linh Môn sẽ không bị gì, còn ngươi nên cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi sâu trong Sơn Mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão, lúc trước trong Sơn Mạch Vũ Đô đông lão và cửu đầu yêu giao đánh nhau, kết quả thế nào? Thôi hồn độc suất đông vô mệnh trả lời. Ta bị thương, không đánh lại cửu đầu yêu giao và thạch viên yêu vương hợp tác. 2 con xúc sinh kia cũng không làm gì ta được, những người khác hình như đều chết. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Cửu đầu yêu giao thật lợi hại. Nếu có ngày hắn có thực lực thu phục cửu đầu yêu giao tương đương thu phục mảng lớn Sơn Mạch Vũ Đô, đây là một thế lực lớn. Cửu đầu yêu giao có nhiều yêu thú thuộc hạ. Từ biệt thôi hồn độc suất đông vô mệnh, Lục Lâm Thiên kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư, dẫn theo Tiểu Long, một người 2 thú biến mất trên bầu trời. Mấy canh giờ sau, trên vách núi trong Sơn Mạch Vũ Đô, nhìn xuống dưới ánh trăng nhạt chiếu bóng lờ mờ. 2 bên sơn cốc núi non thẳng đứng, tranh vanh hiểm trở. Ngẫu nhiên có mấy con ưng núi xẹt qua bầu trời sơn cốc. Lục Lâm Thiên đứng trên lưng yêu thú phi hành nhìn chằm chằm bên dưới, nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, chọn mấy người bên dưới đi. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên, thân thể to lớn xả xuống giấy lên khí lưu chói tai. Dưới sơn cốc, tiểu đoàn đội 7-8 người kinh hoàng. Có yêu thú đánh lén, mọi người hãy chuẩn bị. Bọn họ rút vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu, đêm khuya còn có yêu thú tập kích, còn là yêu thú phi hành, trong vòng ngoài Sơn Mạch Vũ Đô hiếm khi gặp trường hợp này. Vù vù vù. Cơ thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ đôi cánh giấy lên khí lưu cuồng bạo, Thiên Sĩ Tuyết Sư xả xuống, bão khí lưu cũng xuống theo. Tiểu đoàn đội 7-8 người bị thổi ngã trái ngã phải. Bắt đầu. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhảy xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, co nắm tay. Chân khí đỏ rực như vòi rồng lượn lờ trên nắm tay, Lục Lâm Thiên hét to, chân mạnh dẫm mặt đất. Lục Lâm Thiên hóa thành cái bóng mơ hồ vọt ra, đấm mạnh vào một thanh niên vũ sĩ bát trọng. Bùm bùm bùm. Tốc độ quá nhanh, thực lực của thanh niên quá thấp, thoáng chốc bị Lục Lâm Thiên đánh bay. Một thanh niên mặc áo gai dẫn đầu hét to. Có người đánh lén, mau cùng nhau tấn công. Xèo xèo. Cơ thể Tiểu Long to ra, trên thân thể to lớn có lửa vàng quấn quanh nhanh như tia chớp giết một thanh niên vũ đồ cửu trọng. Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm. Growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư nuốt một dòng binh. Sau khi đột phá tam giai sơ kỳ thì thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư càng mạnh thêm, lực phòng ngự rất khủng bố, mặc kệ đám dòng binh công kích. Tiểu Long gầm gừ. Gri gri. Lưỡi Tiểu Long co duỗi, mắt lộ sát ý tỏa định một thanh niên vũ sư nhất trọng. Đây là yêu thú tam giai, mọi người trốn nhanh. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt thanh niên thủ lĩnh. Còn muốn đi, đã muộn. Tiểu đội dòng binh đoàn có 2 vũ sư, còn lại toàn là vũ đồ. Thanh niên áo gai nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Ngươi là ai, tại sao muốn tập kích chúng ta? Khi nói chuyện thanh niên áo gai đột nhiên công kích. Vù vù vù. Thanh niên áo gai rất nhanh nhưng vẫn loáng thoáng thấy chân khí thuộc tính mộc của gã. Ánh sáng lục bao phủ, chỉ trong chớp mắt thanh niên áo gai xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, tay gã cầm thanh đao to. Thanh niên áo gai múa ra đao quang màu lục chói mắt,
thế nhanh như sấm sét chém mạnh vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Thanh niên áo gai nói chuyện hấp dẫn Lục Lâm Thiên chú ý rồi đánh lén, nhưng gã tính toán đã thất bại. Bùm. Đao quang chém xuống vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng, xuyên thấu qua, trừ mặt đất rách một cái khe to ra không có máu chảy ra. Thanh niên áo gai biến sắc mặt la to. Tốc độ nhanh quá. Thanh niên áo gai nhanh chóng thụt lùi, dám đi trong sơn mạch Vũ Đô, đương nhiên gã không phải vũ sư bình thường. Lục Lâm Thiên xuất hiện đằng sau thanh niên áo gai, cách 10 thước. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thanh niên áo gai vội thụt lùi, bàn tay co lại, năm ngón xòe ra. Năm chỉ ấn sắc bén nóng rực bay ra giấy lên tiếng xé gió xuyên thấu không khí ngăn cách. Năm hỏa ảnh chỉ xuyên qua không khí, nhiệt độ đột nhiên tăng cao như thể hơi nước trong không khí đều bốc hơi hết. Lục Lâm Thiên đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng lại vận dụng hỏa ảnh chỉ uy lực tăng mạnh mấy lần. Thanh niên áo gai cảm nhận năm chỉ ấn thay đổi, sắc mặt âm trầm. Thanh niên áo gai đánh ra thủ ấn, năm luồng đao quang cắt qua dòng không khí ầm ầm đón chào, nhanh như tia chớp va chạm với năm chỉ ấn lửa. Bùm bùm bùm. Tiếng năm lực lượng va chạm nổ vang, ánh lửa tung tóe. Dòng không khí cuồng bạo quét qua, thanh niên áo gai lảo đảo thụt lùi hơn chục bước. Lực công kích của đối thủ vượt qua sức tưởng tượng của thanh niên áo gai. Vù vù vù. Thoáng chốc Lục Lâm Thiên lao tới, tay kết ấn, tay trái vươn ra, năm ngón co lại. Chảo ấn bay tới, trên chảo ấn lóe tia sáng lạnh. Khí nóng khuếch tán, tay trái Lục Lâm Thiên đeo bao tay sắc bén từ bao giờ, bạch ngọc tinh ti bao tay hắn lấy trong túi không gian của Tử Phục Quan. Thanh niên áo gai sợ hãi thụt lùi, đại đao chém thẳng xuống. Lục Lâm Thiên quát to. Phá! Chảo ấn tay trái mạnh mẽ chộp địa đao của thanh niên áo gai. Răng rắc! Hai lực lượng tuôn ra, trong chớp mắt tiếng kim loại gãy vang lên. Đôi mắt thanh niên áo gai kinh sợ nhìn trường đao vỡ thành mảnh vụn. Rầm! Chảo ấn của Lục Lâm Thiên xé rách dòng không khí chụp mạnh vào hộ thân cương khí quanh thân thanh niên áo gai. Chảo quang rực rỡ cùng với lửa nóng cháy xé hộ thân cương khí năm vệt dài. Phập xoẹt! Thanh niên áo gai không ngờ chảo của đối phương lợi hại như vậy, vô tình gián tiếp bị tổn hại nặng. Hộ thân cương khí vỡ vụn, thanh niên áo gai lùi nhanh ra sau. Lục Lâm Thiên không bất ngờ gì, bạch ngọc tinh ti bao tay không phải vật bình thường, không biết Từ Phục Quan lấy ở đâu ra. Lục Lâm Thiên cười nhạt, thân theo tâm động, lần thứ hai hắn nhanh như tia chớp lao hướng thanh niên áo gai. Tay phải đánh ra thủ ấn, năm ngón xuyên thấu khí lưu trục xuống đầu thanh niên áo gai. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt khổng lồ tuôn ra. Chân khí dâng trào bị hút vào người Lục Lâm Thiên. Bùm bùm bùm. Trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng hét thê thảm, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như san bằng sơn cốc. Mấy dòng binh trở thành thực vật của Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giây lát sau Lục Lâm Thiên ném xác chết cho Thiên Sĩ Tuyết Sư, dọn dẹp xong nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, ánh sáng quanh thân nhập vào cơ thể. Phù! Trong một đêm tu vi của Lục Lâm Thiên tăng mạnh nhiều. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đỉnh hậu kỳ vũ sư nhị trọng, lại nuốt một người là đủ sức đột phá đến vũ sư tam trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, rất là vừa lòng. Sau khi Lục Lâm Thiên thôn phệ thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn thì gần đến vũ sư nhị trọng trung kỳ, lúc này thôn phệ vũ sư nhị trọng. Trong một đêm tu vi tăng lê y đỉ y hát hậu kỳ. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long bên cạnh. Tiểu Long, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiểu Long có duỗi lưỡi bám trên vai Lục Lâm Thiên. Xèo xèo. Một người một thú đi vào sơn mạch Vũ Đô, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì bay trên cao theo sau. Có Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư ở bên cạnh, Lục Lâm Thiên không lo sẽ gặp nguy hiểm gì lớn. Yêu thú bình thường không cấu thành nguy hiểm cho Lục Lâm Thiên. Miễn không đi khu vực nguy hiểm là được. Nếu Lục Lâm Thiên đỡ upsilon.ng phải yêu thú như cửu đầu yêu dao, thạch viên yêu vương thì toi đời. Sơn mạch Vũ Đô là nơi tu luyện làm Lục Lâm Thiên vừa lòng nhất, tại đây hắn có thể thoải mái cắn nuốt. Thông thường sẽ không ai phát hiện bí mật âm dương linh vũ quyết của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có thể săn dòng binh đoàn, không ngừng cắn nuốt tu luyện, nếu may mắn còn phát tài nho nhỏ. Một ngày qua đi. Ban đêm Lục Lâm Thiên lại tìm đến một sơn động trong sơn cốc. Cơ thể Lục Lâm Thiên căng đầy năng lượng chân khí chờ đợi hắn luyện hóa. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng,
bắt đầu luyện hóa chân khí trong cơ thể, tiến vào trạng thái tu luyện. Từng đợt chân khí sau khi bị luyện hóa nhanh chóng chui vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Không lâu sau, chân khí trong đan điền khí hải đã đến mức bão hòa, tràn ra kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng cao dần, ánh sáng vàng nhạt ngày càng đậm hơn. Bùm! Khi tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khí thế quanh thân hắn tăng vọt, chớp mắt đã đến vũ sư tam trọng. Khi trời sang khí thế mới ổn định lại, ánh sáng quanh thân bị Lục Lâm Thiên hút vào thân thể. Lục Lâm Thiên thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù! Lục Lâm Thiên mở mắt ra, mắt lóe tia sáng giây lát vụt tắt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đột phá vũ sư tam trọng. Đến vũ sư tam trọng thì thực lực của Lục Lâm Thiên tăng gấp đôi, cơ thể tràn đầy chân khí, mạnh hơn lúc là vũ sư nhị trọng nhiều. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Hai ngày này không vội cắn nuốt, phải chậm lại một chút, vừa lúc cần luyện chế một túi không gian chứa yêu thú. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, hỏa long đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn một đống tài liệu luyện khí. Lục Lâm Thiên sắp luyện chế không phải vũ khí, đan dược mà là không gian thú nang ghi chép trong thiên linh lục, một loại túi không gian có thể lưu trữ yêu thú. Cái không gian thú nang này không giống với túi không gian, hoàn toàn là luyện chế thu lấy không gian tùy thân. Không gian thú nang là vật đặc biệt, một số yêu thú tam giai to vài trăm thước, như thiên sĩ tuyết sư giờ mới là tam giai sơ kỳ mà đã khổng lồ 150 thước, nếu nó đến tam giai hậu kỳ thì sẽ lại to hơn. Nếu Lục Lâm Thiên thu thêm vài con yêu thú tương tự thì cần có không gian mấy ngàn thước, không ai luyện chế nổi không gian lớn như vậy, nếu có thì chỉ cường giả đẳng cấp trong truyền thuyết. Mặc dù không gian thú nang và túi không gian gần giống nhau nhưng không phải thu yêu thú vào không gian khổng lồ mà chỉ là khiến yêu thú dưới đẳng cấp tứ giai thu nhỏ người lại trong không gian thú nang. Tác dụng khá giống túi vạn thú của Vạn Thú Tông, thậm chí không gian thú nang còn tốt hơn. Lục Lâm Thiên đã diễn luyện cách luyện chế không gian thú nang mấy lần trong đầu, lúc này lấy ra tài liệu và hỏa long đỉnh, hắn bắt đầu luyện chế. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh, linh hỏa bùng cháy. Các tài liệu bị Lục Lâm Thiên ném vào hỏa long đỉnh luyện chế. Bên ngoài sơn động, thiên sĩ tuyết sư và tiểu long một tấc không rời ở một bên hộ pháp cho Lục Lâm Thiên. Ngửi mùi từ người thiên sĩ tuyết sư, tiểu long thì yêu thú bình thường không dám tới gần. Trong một đình viện truyền ra tiếng cầu xin. Tiểu thư làm ơn tha cho ta thật sự không biết hắn, tiểu thư kêu ta đi đâu tìm. Trong một gian phòng trang trí xa hoa, một nữ nhân xinh đẹp hai tay chống nạnh, tư thế khó xem hung tợn chừng thanh niên nhỏ gầy trước mặt mình. Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, mặc dù tư thế thô lỗ nhưng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ mười mấy tuổi, mái tóc dài như thác nước cột đơn giản sau gáy, mặt mày tinh xảo. Làn da trắng, tất cả thật hoàn mỹ. Thiếu nữ mặc giáp da bó sát người bao lấy hai cục thịt nhô ra. Đùi thon dài, mông tròn săn chắc, hai bên hông treo đoản kiếm dài nửa thước có hoa văn tinh mỹ. Thiếu nữ xinh đẹp mà quyến rũ, khiến tất cả nam nhân nhìn một lần sẽ gục ngã dưới váy của nàng. Nếu Lục Lâm Thiên có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay thiếu nữ chính là Lữ Tiểu Linh. Thanh niên nhỏ gầy là Lưu Nhất Thủ trong Trấn Thiên Tinh. Còn hai thanh niên mặc hoa phục khoảng 21-22 tuổi, tu vi vũ sư lục trọng, người kia là vũ sư ngũ trọng, nổi bật trong số người trẻ tuổi. Lữ Tiểu Linh quát to. Lưu Nhất Thủ, nếu ngươi không tìm ra tiểu tử kia thì ta chặt tay chân của ngươi cho ngân linh huyễn thử của ta ăn. Lưu Nhất Thủ sợ hãi run cầm cập. Tiểu thư, ta thật sự không biết hắn. Dù tiểu thư có giết thì ta cũng không có cách tìm ra hắn. Hôm nay rơi vào tay tiểu cô nãi nãi này coi như Lưu Nhất Thủ tàn đời. Một thanh niên mặc hoa phục đạp mạnh vào lưng Lưu Nhất Thủ. Ngươi dám nói không quen nhau. Lưu Nhất Thủ nằm sấp dưới sàn, hộc búng máu. Lữ Tiểu Linh chừng thanh niên mặc hoa phục. Biểu ca đừng đánh mạnh quá, lỡ giết hắn rồi ta biết đi đâu tìm người. Lữ Tiểu Linh móc ra một viên đan dược đưa cho Lưu Nhất Thủ. Ta mặc kệ ngươi tìm cách gì, nhất định phải bắt người kia lại cho ta. Nếu không dù ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Lưu Nhất Thủ vội đáp. Vâng thưa tiểu thư, ta tìm ngay. Mặt Lưu Nhất Thủ trắng bệch lồm cồm bò dậy. Lữ Tiểu Linh lấy ra viên đan dược màu đen. Khoan, đây là độc đan, ngươi uống đi. Trong vòng nửa năm nếu không có thuốc giải của ta thì ngươi chết chắc,
khi nào tìm được người hãy đến chỗ này kiếm ta. Lưu Nhất Thủ biến sắc mặt nói. Tiểu thư, không cần đâu, ta sẽ không chạy. Lưu Nhất Thủ đang định chuồn êm, cùng lắm rời khỏi Trấn Thiên Tinh. Xem tình hình bây giờ thì Lưu Nhất Thủ muốn trốn cũng không thoát. Thanh niên mặc hoa phục khác hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi ăn thì cứ ăn đi, nếu không sẽ lấy mạng ngươi ngay bây giờ. Ta ăn ngay. Lưu Nhất Thủ không cam lòng bỏ đan dược vào miệng, thanh niên mặc hoa phục này thật sự sẽ giết gã. Đi đi, ngươi nhất định phải tìm ra tên trộm kia, chờ tìm được rồi ta sẽ đập chết hắn. Dám cướp đồ của bản tiểu thư, đáng hận nhất là bỏ bản tiểu thư một mình trên núi. Lữ Tiểu Linh còn rất tức giận, vẻ mặt bực tức giẫm chân. Thanh niên mặc hoa phục nói. Biểu muội yên tâm, nơi này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông chúng ta, tiểu tử kia còn ở bên này thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra. Bắt được hắn rồi ta sẽ chém chết báo thù cho biểu muội. Người nói chuyện là thanh niên mặc hoa phục tu vi vũ sư ngũ trọng. Lữ Tiểu Linh tức tối nói. Không, ta muốn tự mình báo thù, hành hạ hắn thật thảm, ai kêu hắn bỏ ta lại trên núi. Hại chân ta sưng hết cả lên. Thanh niên mặc hoa phục nịnh nọt nói. Được, khi nào tìm ra tiểu tử đó nhất định giao cho biểu muội xử lý. Thanh niên mặc hoa phục vung tay áo. Biểu muội, giờ chúng ta trở về Quỷ Vũ Tông trước đi, chỗ này không có gì vui. Lữ Tiểu Linh nói. Muốn về thì các người hãy về trước, ta phải ở lại đây tìm được tên cướp kia mới đi. Hai thanh niên mặc hoa phục biến sắc mặt. Một thanh niên mặc hoa phục khác nói. Tiểu Linh tiểu thư, gần 3 tháng nữa là đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông chúng ta, khi đó rất náo nhiệt. Chúng ta phải trở về tham gia đại hội tông môn, hay là chờ khi đại hội tông môn kết thúc chúng ta sẽ phái người tìm tiểu tử kia giúp Tiểu Linh tiểu thư. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn hai thanh niên mặc hoa phục. Hừ, các người muốn cho mọi người biết ta bị người cướp đồ sao? Lữ Tiểu Linh tiếp tục bảo. Nếu đại hội tông môn rất náo nhiệt vậy ta sẽ đi xem, sau đó tìm tên cướp kia cũng không muộn. Thanh niên mặc hoa phục mừng rỡ cười tâu. Đúng rồi biểu muội, chúng ta cưỡi yêu thú phi hành về Quỷ Vũ Tông ngay đi. Lưu Nhất Thủ ủ rũ đi trên đường cái. Lần này tiêu đời rồi, ta biết đi đâu tìm người đây. Chết chắc rồi. Hễ thấy thanh niên nào mặc trường bào màu xanh là Lưu Nhất Thủ chạy lên xem, sau đó thất vọng rời đi. Trong sơn mạch Phụ Đô, một sơn động trong sơn cốc. Nhiệt độ nóng cháy làm không khí bốc hơi, Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thủ ấn. Các thủ ấn huyền ảo bắn ra ánh sáng kỳ dị bay vào đoàn sáng to cỡ bàn tay trên Hỏa Long Đỉnh. Các ánh sáng thủ ấn huyền ảo rót vào, trong đoàn sáng to cỡ bàn tay trên Hỏa Long Đỉnh tràn ra khí thể. Một lát sau, Lục Lâm Thiên xòe đôi tay, ngón trỏ chồng lên nhau, 10 ngón gấp khúc giao nhau đánh ra một thủ ấn huyền ảo. Một giọt máu rót vào đoàn sáng. Đi! Có máu nhỏ vào đoàn sáng càng rực rỡ hơn. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn. Không gian thú nang, thu. Linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh tắt, đoàn sáng rút về ánh sáng. Một cái túi màu xanh to cỡ bàn tay rơi vào tay Lục Lâm Thiên, mặt trên rậm rạp đồ án, linh lực dao động tràn ngập mặt ngoài. Lục Lâm Thiên cười vừa lòng. Thành công! Cuối cùng Lục Lâm Thiên đã luyện chế thành công một cái không gian thú nang. Tuy đẳng cấp không gian thú nang này là thấp nhất nhưng dư sức nhốt 10 con yêu thú tam giai. Nếu là yêu thú nhị giai thì chứa 30 con không thành vấn đề, trước mắt đã đủ dùng. Lục Lâm Thiên cất không gian thú nang vào chữ vật giới chỉ, hắn nhét một viên đan dược vào miệng. Luyện chế 3 ngày liên tục làm Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn chút chân khí nào. Một lát sau Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến vào trạng thái điều tức, ánh sáng nhạt bao phủ toàn thân, trông rất là huyền ảo. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên thở hắt ra, sắc mặt đã hồng hào, đôi mắt sâu thẳm như ánh sao. Lục Lâm Thiên ra khỏi sơn động. Tiểu Long, Tuyết Sư, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiểu Long thân thiết bò lên người Lục Lâm Thiên. Giờ là đầu mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, đa số lá cây đã khô vàng. Dưới đất là những chồng lá cây dày, đạp lên chúng phát ra tiếng răng rắc. Sơn mạch Vũ Đô không có cuối, từ cổ vực xuyên qua sơn mạch Vũ Đô nối với đại lục Linh Vũ. Trong sơn mạch có cây to không biết sinh trưởng mấy trăm năm hay mấy ngàn năm che trời. Các loại cỏ dại khắp nơi, bụi gai đầy rẫy, cộng với lúc này là đầu đông, nhiều lá rụng chất tầng dày cộm dưới đất. Lúc này Lục Lâm Thiên có Thiên Sĩ Tuyết Sư,
Tiểu Long theo bên cạnh nhưng không dám khinh thường. Trong lớp lá dày dưới đất rất có thể ẩn giấu yêu thú nào đó, sơ sẩy một cái là rắc rối to. Lục Lâm Thiên luôn thi triển thủ đoạn linh giả, tinh thần lan tỏa bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ là trong vòng trăm thước. Hễ có gì khác lạ Lục Lâm Thiên sẽ biết ngay. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ có thể xem xét phạm vi trăm thước, nếu xa hơi thì bó tay, trừ phi thực lực của hắn lại tăng mạnh. Loại thủ đoạn tinh thần nhìn ngó này bình thường linh lực mạnh hơn vũ giả một chút, vì linh hồn lực càng mạnh thì phạm vi xem xét càng lớn. Vũ giả cũng làm được, nhưng trong tu vi cùng đẳng cấp, linh giả có linh hồn lực mạnh hơn vũ giả. Trong vũ giả về mặt nhìn ngó thì vũ giả thuộc tính phong mạnh hơn vũ giả thuộc tính khác một chút. Lục Lâm Thiên đi trong sơn mạch vũ đô, Tiểu Long bám trên vai hắn ngước đầu nhỏ nhìn bốn phía, mắt nhỏ xoay tròn cẩn thận xem xét bốn phương tám hướng. Lục Lâm Thiên biết đây mới chỉ là vùng biên giới sơn mạch vũ đô, hiện tại hắn đang gần đến khu vực chính giữa. Chỗ đó có nhiều yêu thú tam giai, nếu gặp yêu thú tam giai sơ giai thì hắn có thể thi triển khống thú thuật thu phục. Tiểu Long chợt ngóc đầu nhìn chằm chằm đằng trước, dường như phát hiện điều gì. Xèo xèo. Ánh sáng chợt lóe dưới chân Lục Lâm Thiên, nhún mũi chân nhảy lên một thân cây. Lục Lâm Thiên xuyên qua tán lá thấy trong một không gian có con chuột to lớn đang bò, là khứu khí thử yêu thú đê giai. Lục Lâm Thiên từng thấy loài yêu thú này trong lúc đỡ upsilon.ng độ bạo lang dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Khứu khí thử. Tiểu Long thường không ăn yêu thú đê giai cỡ này. Xèo xèo. Chợt một thân hình khổng lồ vươn ra từ lớp lá dày dưới đất, khí thế cường đại máu me khuếch tán. Sau lưng khứu khí thử có con yêu thú đỏ như máu, hình dạng khá kỳ lạ. Đầu hình tam giác ngược, mắt kép to sáng, đầu có xúc tu khá dài, tự do ngoe nguẩy. Ngực yêu thú có đôi cánh khép, ngực dài, có sáu chi dài. Chi trước hình lưỡi liềm, khớp nối các chi mọc móc ngược, quanh thân yêu thú tỏa ánh sáng lục nhạt. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang là loài yêu thú rất hiếm thấy, huyết mạch không quá cao nhưng cũng không thấp. Loài yêu thú này cực kỳ tàn bạo, chuyên ăn máu yêu thú khác để sống, lực công kích cực mạnh, toàn thân đều là vũ khí, không dễ đối phó. Lục Lâm Thiên xem xét con thị huyết yêu lang bên dưới cao chừng 10 thước, thân hình không lớn, có chút mảnh khảnh. Xem khí tức thì thị huyết yêu lang này đến tam giai sơ kỳ, dù vũ sư tứ trọng gặp phải nó cũng khó làm gì được thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang đột nhiên xuất hiện sau lưng, khứu khí thử hốt hoảng chạy tới trước. Chít chít, vù vù vù. Thị huyết yêu lang nhanh như tia chớp, một chân dài xuyên thấu dòng không khí đâm vào lưng khứu khí thử. Khứu khí thử kêu chí chóe, bị một chân dài tựa lưỡi hái của thị huyết yêu lang đâm thủng thân thể. Loáng thoáng thấy trong chân dài kia có máu chảy, cái chân như có miệng đang hút máu của khứu khí thử. 3 giây sau khứu khí thử thành thây khô, thị huyết yêu lang uống sạch máu của nó. Tiểu Long, Tuyết Sư, đừng để thị huyết yêu lang chạy thoát. Lục Lâm Thiên như dao long rời hang nhảy xuống cây. Thị huyết yêu lang cảnh giác ngoái đầu nhìn, Lục Lâm Thiên từ trên trời giáng xuống cùng với kình phong cuồng bạo lao tới trước mặt nó. Grau grau. Thị huyết yêu lang hú lên, hai xúc tu độc thô và dài trên đầu nó đâm vào Lục Lâm Thiên, mùi máu cuồng bạo phóng lên cao. Lục Lâm Thiên không ngờ tốc độ của thị huyết yêu lang nhanh hơn hắn nghĩ, người lơ lửng trên cao không đường trốn. Tay Lục Lâm Thiên chém ra khai sơn trưởng, kinh khí bắn ngược lên, hắn nhanh như tia chớp lùi ra sau né. Xoẹt! Hai xúc tu của thị huyết yêu lang xẹt qua lưng Lục Lâm Thiên, hắn cảm giác có kinh khí xẹt qua. Chợt hai tiếng gầm vang lên. Gri gri! Grau grau! Hai luồng sáng trắng và vàng nhanh như tia chớp lao tới. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long thân hình khổng lồ đã bao vây thị huyết yêu lang vào giữa, hai áp lực vô hình bao trùm. Áp lực này đến từ huyết mạch, khiến thị huyết yêu lang manh nha lùi bước. Chí chí! Con mắt lồi ra nhìn Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư chầm chầm, trong bụng thị huyết yêu lang đánh trống rút lui. Thị huyết yêu lang phất lờ Lục Lâm Thiên, chậm rãi lùi ra sau. Vù vù vù! Tiểu Long nhanh như tia chớp lao vào thị huyết yêu lang, lửa vàng nóng cháy. Dòng không khí bị thân hình khổng lồ rẽ đôi. Tốc độ của Tiểu Long đã đến trình độ khủng bố. Dường như thị huyết yêu lang không dám đối kháng với Tiểu Long, bốn cánh trên bụng dương ra thổi bay lá rụng, thị huyết yêu lang phóng lên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to. Growl. Khí thế cường đại làm thị huyết yêu lang run rẩy.
Thiên Sí Tuyết Sư đập cánh bay vọt lên trời, cơ thể to lớn đỡ Upsilon.NG gãy các nhánh cây rơi xuống. Bùm bùm bùm. Giữa không trung truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thiên Sí Tuyết Sư đỡ Upsilon.NG mạnh vào thị huyết yêu lang làm nó thụt lùi. Xèo xèo. Tiểu Long ngửa đầu đứng thẳng vọt lên cao, thân thể 80 thước dựng đứng xông vào giữa không trung. Tiểu Long há mồm to phun lửa vàng vào người thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang hét thảm. Chí chí. Thị huyết yêu lang té cái bịch xuống đất. Lục Lâm Thiên vọt lên, nhưng trong tích tắc sau hắn biến sắc mặt nhanh chóng lùi lại. Vù vù vù. Thị huyết yêu lang té xuống đất, phun ra khói đỏ rực. Luồng khói bao trùm phạm vi vài trăm thước, mùi máu tanh nồng nặc. Thiên Sí Tuyết Sư giống to. Growl. Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, khí lưu hùng hồn thổi tan đám khói màu máu. Vù vù vù. Tiểu Long quay người lại. Thị huyết yêu lang định bỏ chạy nhưng bị Tiểu Long bám chặt, sáu chân dài như lưỡi hái quấn lên thân thể to lớn của Tiểu Long. Móc ngược đỏ sắc bén trên khớp chân dài của thị huyết yêu lang không ảnh hưởng được Tiểu Long. Ngược lại lửa vàng trên người Tiểu Long đốt thị huyết yêu lang vội thụt lùi nhưng nó bị Tiểu Long bám chặt không thể nhúc nhích. Lục Lâm Thiên quát to. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên thúc giục huyết hồn ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch rồi lao ra ngưng tụ trên bàn tay phải. Growl. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm giống phát ra từ lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên. Ấn quyết thần dị xuất hiện. Ấn quyết giống rồng không phải rồng, như cọp lại không là cọp, màu đỏ rực, cực kỳ huyền ảo, có uy hiếp ngút trời khuếch tán. Thị huyết yêu lang cảm nhận uy hiếp hùng mạnh, nó run cầm cập, vô hình trung bị ức chế. Huyết hồn ấn bay ra, tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm đập vào trong đầu tam giác của thị huyết yêu lang, hóa thành đoàn sáng đỏ tan biến. Thị huyết yêu lang bị tiểu long bám chặt chợt ngừng vùng vẫy, đứng ngây như phỗng, ánh mắt đờ đẫn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng. Trường ấn liên tục thay đổi, từng đợt ánh sáng thần dị rơi vào trán thị huyết yêu lang. Huyết hồn ấn đánh vào cơ thể thị huyết yêu lang, thoáng chốc Lục Lâm Thiên cảm giác mọi thứ trong đầu nó. Nơi đây là sâu trong linh hồn thị huyết yêu lang, nó đang hết sức chống lại huyết hồn ấn khống chế. Nhưng huyết mạch của thị huyết yêu lang không cao bằng Thiên Sí Tuyết Sư, linh hồn trong não chưa ngưng tụ thành hình. Thiên Sí Tuyết Sư đã là nhị giai hậu kỳ. Linh hồn thị huyết yêu lang yếu hơn Thiên Sí Tuyết Sư nhiều. Lục Lâm Thiên quát to. Khống thú thuật, áp chế. Lục Lâm Thiên đánh ra một thủ ấn phức tạp huyền ảo, ánh sáng chói mù mắt người đâm vào trán thị huyết yêu lang. Trong đầu thị huyết yêu lang vang lên từng tiếng rồng ngâm hổ gầm sư giống phượng hót. Growl. Uy nhiếp ngút trời tràn ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, ánh sáng màu đỏ bao bọc thị huyết yêu lang rồi chảy vào não nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên như trải qua cuộc đại chiến dài, hắn thở phào. Phù. Mặt Lục Lâm Thiên tái xanh, trán chảy mồ hôi ròng ròng. Thị huyết yêu lang mở mắt ra, nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Chít chít. Lúc này thị huyết yêu lang không còn khí tức khát máu tàn bạo, trông nó rất là ngoan ngoãn. Lục Lâm Thiên quan sát thị huyết yêu lang. Sau này gọi ngươi là yêu lang. Đi theo bên ta đi, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Có Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư hỗ trợ nên Lục Lâm Thiên mới thuận lợi dùng huyết hồn ấn khống chế thị huyết yêu lang. Nếu không nhờ Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư giúp đỡ, Lục Lâm Thiên chỉ có 10% cơ hội thu phục thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang trầm thấp kêu lên. Chít chít. Vẻ mặt thị huyết yêu lang rất ngoan, nó nhìn Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư bên cạnh thì lộ vẻ e sợ. Có huyết mạch ức chế. Thị huyết yêu lang không sợ Thiên Sí Tuyết Sư, Tiểu Long mới kỳ. Lục Lâm Thiên lấy một giọt máu trên người thị huyết yêu lang, lại lôi không gian thú nang ra, kết thủ ấn. Giọt máu của thị huyết yêu lang nhỏ vào không gian thú nang, ánh sáng lan tràn. Lục Lâm Thiên nói, yêu lang, người tạm thời vào trong này, mang người theo không tiện. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, ánh sáng trên không gian thú nang chói lòa. Thị huyết yêu lang tiến vào không gian thú nang. Dọn dẹp xong Lục Lâm Thiên nhanh chóng rời khỏi đây. Bên này có dòng binh đoàn, yêu thú khá nhiều, tiếng động lớn vừa nãy đủ hấp dẫn nhiều dòng binh đoàn, yêu thú tới đây. Ban đêm, một tiếng hét thê lương quanh quẩn trong màn đêm. A, à, trong một sơn cốc ẩn khuất, trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện cái xác khô, tiếp theo bị Thiên Sí Tuyết Sư nuốt vào bụng.
Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, hắn lại nuốt một vũ sư nhị trọng, bắt đầu luyện hóa chân khí đã cắn nuốt được. Sáng sớm hôm sau, một người hai thú lại xuất phát. Lục Lâm Thiên tu luyện một đêm, luyện hóa chân khí đã cắn nuốt, tu vi của hắn lại tiến bộ, rất gần đến trung kỳ vũ sư tam trọng. Hiện Lục Lâm Thiên là vũ sư tam trọng, nuốt một vũ sư nhị trọng, luyện hóa thu hoạch chân khí không giúp hắn có đột phá gì lớn. Trong khoảng thời gian gần đây Lục Lâm Thiên cố gắng đột phá vũ giả nhiều chút, khi đi Quỷ Vũ Tông cũng có thêm chỗ dựa. Đẳng cấp linh giả thì tạm chậm lại, hồn thần dịch vẫn còn, Lục Lâm Thiên muốn đột phá không khó gì. Cứ thế ban ngày Lục Lâm Thiên tìm yêu thú thích hợp trong sơn mạch Vũ Đô, dùng khống thú thuật khống chế, đến buổi tối thì nuốt vũ sư, luyện hóa. Trong sơn mạch Vũ Đô có nhiều yêu thú. Nhưng sau khi Lục Lâm Thiên khống chế thị huyết yêu lang vẫn không tìm được con yêu thú thứ hai thích hợp cho mình. Lục Lâm Thiên không muốn khống chế yêu thú nhất giai, nhị giai, không trợ giúp nhiều cho hắn còn tiêu hao sức lực. Mục tiêu của Lục Lâm Thiên là yêu thú tam giai sơ kỳ, thực lực quá mạnh thì hắn tự hiểu không có bản lĩnh khống chế yêu thú. Ngày thứ năm sau khi Lục Lâm Thiên thu phục thị huyết yêu lang, sơn mạch chìm trong yên lặng, ngẫu nhiên phương xa vang tiếng thú gầm. Trong một hiệp cốc, Lục Lâm Thiên đang tập trung tu luyện. Ban ngày Lục Lâm Thiên lại nuốt một vũ sư, tu vi của hắn chậm rãi tiến bộ. Gió đêm thổi qua có chút se lạnh, may mắn người tu luyện không sợ nóng lạnh của thiên nhiên. Đêm khuya, trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ánh trăng không đủ soi sáng. Bên ngoài hiệp cốc vang tiếng sột soạt. Xào xào. Trong lá cây khô có cái gì mấp máy, đến chỗ ít lá thì một con trăn to màu xanh ngọc xuất hiện bên ngoài hiệp cốc. Con trăn dài 189 thước, lớn hơn tiểu long gấp đôi. Đôi mắt đỏ cảnh giác quan sát bốn phía, con trăn lặng im trườn dưới đất, cái lưỡi dài có rũi lóe ánh sáng đỏ phản chiếu trong mây đen. Lục Lâm Thiên đang tu luyện chợt mở mắt ra nhìn bên ngoài hiệp cốc. Tiểu long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên. Xèo xèo. Thiên sĩ tuyết sư gầm gừ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có yêu thú đến gần, đừng để nó chạy. Một người hai thú vọt ra ngoài hiệp cốc. Vù vù vù. Bên ngoài hiệp cốc, con trăn xanh biếc chợt ngừng bò, đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Dường như con trăn cảm giác được gì, nhanh chóng thụt lùi. Nhưng đã không kịp. Grow grow. Một luồng sáng trắng vọt tới trước chặn đường lui của con trăn. Một con rắn màu vàng người rực cháy lửa vàng xuất hiện trước mặt con rắn xanh biếc. Lục Lâm Thiên xem xét con trăn to. Là lục yêu mãng. To như vậy chắc đã đến tam giai sơ kỳ. Lục yêu mãng là yêu thú mộc hệ. Trong loài rắn hiếm thấy yêu thú mộc hệ, lục yêu mãng là một trong số đó. Tốc độ của lục yêu mãng rất nhanh, cộng với mộc hệ công kích quỷ dị khiến nó càng khó đối phó. Trong thiên linh lục có giới thiệu về lục yêu mãng, huyết mạch miễn cưỡng cao, thông thường đột phá đến lục giai là cùng, lực phòng ngự bình thường, chủ yếu là công kích cực kỳ nhanh lẹ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chọn người vậy, tam giai sơ kỳ, vừa lúc thích hợp. Trong đầu Lục Lâm Thiên đã dặn Tiểu Long, thiên sĩ tuyết sư bắt đầu công kích. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Khai sơn trưởng. Lục Lâm Thiên vỗ ra trưởng ấn, tay hắn ngưng tụ một trưởng ấn màu vàng đất kích cỡ mấy chục thước đánh ra. Rầm. Tiếng gầm rú trầm thấp vang lên. Trong bóng đêm, trưởng ấn xới lớp đất cao một thước, 10 lớp đất cao một thước lóe ánh sáng ập vào lục yêu mãng. Lục yêu mãng sớm phát hiện Lục Lâm Thiên tồn tại nhưng bị uy nhiếp từ người Tiểu Long, thiên sĩ tuyết sư trấn áp làm nó không dám nhúc nhích. Bị tấn công, lục yêu mãng nhanh nhẹn né thoát. Bùm bùm bùm. Tiếng va chạm trầm đỡ upsilon, C vang lên, tiếng nổ đì đùng không dứt. Lục yêu mãng nhanh chóng trốn tránh, cơ thể to lớn xoay chuyển quét bay lớp đất ập đến. Cái đuôi to đập vào một tảng đá cao hơn chục thước ở lối vào hiệp cốc làm tảng đá to vỡ vụn. Grow grow. Thiên sĩ tuyết sư gầm giống, vỗ cánh từ trên cao xả xuống. Đôi cánh vỗ bắn ra phong nhẫn bay vèo vèo. Vù vù vù. Vù vù vù. Một chuỗi phong nhẫn chém vào lục yêu mãng. Lục yêu mãng giật mình, cơ thể to lớn xoay lại, miệng phun ra mấy cây gai gỗ sắc bén bắn hướng thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Gri gri. Tiểu long nhanh hơn thiên sĩ tuyết sư mấy phần, nó nhanh như tia chớp xuyên quá không gian khí lưu cách trở. Cái đuôi to như roi sắt đập mạnh vào người lục yêu mãng. Bùm bùm bùm. Cơ thể to lớn của lục yêu mãng bị lực lượng mạnh oanh kích, cái đầu đang ngóc cao chúi xuống, miệng phát ra tiếng gầm đau đớn.
thiên sĩ tuyết sư từ giữa không trung xà xuống, chân trước như cái móc bắn tia sáng lạnh chụp mạnh vào cái đuôi to của lục yêu mãng. Lục yêu mãng ăn đau gào thét. Gri gri. Hai móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư lóe tia sáng lạnh xẹt qua lưng lục yêu mãng. Mặc dù móng vuốt của thiên sĩ tuyết sư cực kỳ sắc bén nhưng vất vả lắm mới cào rách một đường trên người lục yêu mãng, lập tức máu tươi phun ra. Nhưng điều này đủ chứng minh thiên sĩ tuyết sư mạnh hơn lục yêu mãng nhiều. Lục Lâm Thiên kinh thán. Lực phòng ngự của yêu thú không mạnh nhưng hơn hẳn vũ giả nhân loại. Lục yêu mãng không giỏi về phòng ngự nhưng lực phòng ngự của nó mạnh hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu năng lượng cùng đẳng cấp vũ sư bị thiên sĩ tuyết sư cào chúng thì không chết cũng bị thương nặng. Gri gri. Lục yêu mãng nhanh chóng xoay người vặn một vòng như xoắn ốc, cuộn tròn người thành hòn núi nhỏ, chỉ có cái đầu to nhìn chăm chú bốn phía, đôi mắt lóe tia sáng đỏ có tia sát ý. Lục yêu mãng gầm gừ đe dọa. Thiên sĩ tuyết sư giống to. Growl. Thiên sĩ tuyết sư không thèm để lục yêu mãng vào mắt, cơ thể to lớn xà xuống, đôi cánh đập kình phong ập xuống lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư há mồm máu nhe răng nanh trắng lạnh lẽo cắn tới lục yêu mãng đang cuộn tròn người lại. Gri gri. Tiểu long vọt lên, hơi nóng ập hướng lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư, tiểu long một trái một phải công kích bao vây lục yêu mãng, nó không trốn thoát được. Lục yêu mãng chợt nhúc nhích, nó nhanh chóng thả lỏng thân thể, thân hình như mũi tên rời dây cung trực bắn thẳng tới trước. Nhưng tiểu long, thiên sĩ tuyết sư nhanh hơn lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư mang theo mấy chục luồng kình phong mạnh mẽ đâm vào người lục yêu mãng. Tiểu long liên tục xoay tròn, cái đuôi quất trúng lưng lục yêu mãng. Bùm bùm bùm. Lục yêu mãng bị đánh té xuống đất, vảy xanh biếc trên lưng lóe ánh sáng nhạt, thuộc tính mộc phun ra, vết thương nhanh chóng phục hồi. Khôi phục vết thương nhanh, đây là thiên phú của vũ giả và yêu thú mộc hệ, thuộc tính mộc có thiên phú như vậy. Thiên sĩ tuyết sư giống to. Growl. Thiên sĩ tuyết sư lại tấn công dồn dập, chân trước xuyên qua dòng không khí nặng nề giáng xuống. Tiểu long hóa thành luồng sáng công kích lục yêu mãng trước thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư và tiểu long hợp tác không tốn nhiều công sức để giết chết lục yêu mãng, nhưng muốn khống chế nó thì mất thời gian hơi lâu. Lục Lâm Thiên đã ra lệnh cho tiểu long, thiên sĩ tuyết sư không được bị thương nặng lục yêu mãng. Thiên sĩ tuyết sư, tiểu long lại tấn công, lục yêu mãng nhanh chóng bỏ trốn. Thiên sĩ tuyết sư liên tục gầm giống. Growl growl. Đôi cánh vỗ đập, cái cây đường kính mấy thước bị bứng gốc đập mạnh vào lưng lục yêu mãng. Rầm. Cơ thể khổng lồ của lục yêu mãng rùng mình, cây to bị chấn vỡ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiểu long nhanh như tia chớp vò tới trước mắt lục yêu mãng, cái đầu to nghỉnh cao nhìn chằm chằm lục yêu mãng, lưỡi đỏ rực dài co duỗi. Tuy tiểu long nhỏ hơn lục yêu mãng 2/3 nhưng uy thế của tiểu long mạnh hơn lục yêu mãng nhiều. Trong trán tiểu long tách ra cái khe nhỏ hình con mắt, cái lỗ như con mắt thứ ba dựng đứng trên trán nó, tỏa ánh sáng vàng chói lòa. Vù vù vù. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán tiểu long khuếch tán bao phủ đầu lục yêu mãng, che đi đôi mắt của nó. Khí thế cuồng bạo đáng sợ lan tràn, khí thế xuyên thấu linh hồn, khiến linh hồn dao động theo. Trong ánh sáng vàng lục yêu mãng run cầm cập nằm rạp dưới đất. Gri gri. Khí thế trên người lục yêu mãng hoàn toàn bị ức chế, cơ thể to lớn mất sức. Đây là lần thứ hai Lục Lâm Thiên thấy đòn công kích kỳ dị của tiểu long. Trong lực lượng này xen lẫn sức mạnh điều khiển linh hồn, khiến người không rét mà run. Lục Lâm Thiên nhảy vọt lên. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên vận dụng huyết hồn ấn. Growl. Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên phát ra tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm rú. Lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên bay ra huyết hồn ấn giống rồng không phải rồng, như cọp lại không là cọp, lực uy hiếp ngập trời khuếch tán. Lục Lâm Thiên vung huyết hồn ấn cùng với tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm sộc vào não lục yêu mãng, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu long thả lỏng lục yêu mãng ra, lục yêu mãng mềm nhũn nằm dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng, liên tục thay đổi trường ấn. Các ánh sáng thần dị chui vào trán lục yêu mãng. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Thu. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, luồng sáng chui vào tay hắn. Lục yêu mãng mở mắt ra, cơ thể khổng lồ cuộn tròn lại, đôi mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Xèo xèo. Đôi mắt lục yêu mãng ngoan ngoãn, đã bị khống thú thuật khống chế làm linh hồn trong đầu nó tuyệt đối tuân theo Lục Lâm Thiên, không bao giờ phản bội.
Lục Lâm Thiên vừa lòng cười cười. Cộng với Lục Yêu Mãng, bên cạnh hắn trừ Tiểu Long ra có 3 con yêu thú khác. Thiên Sí Tuyết Sư mạnh nhất, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng không tệ, có lẽ đối kháng Vũ Sư Tam Trọng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên lấy một giọt máu của Lục Yêu Mãng nhỏ vào không gian thú nang, đánh ra thủ ấn cực kỳ huyền ảo. Lục Lâm Thiên thu Đẳng Phong Lương vào không gian thú nang, trong sơn mạch vụ đô này hắn không tiện mang theo yêu thú to lớn. Lục Lâm Thiên nhìn đằng trước, nói. Có người đến, chúng ta đi trước. Tiếng động bên này lại hấp dẫn nhiều dòng binh đoàn đến. Một người hai thú biến mất trong màn đêm, một lát sau nhiều người chạy đến gần hiệp cốc. Dường như mới rồi có tiếng yêu thú sao bây giờ không thấy nữa. Nơi này có dấu vết yêu thú đi qua, từ tam giai trở lên. Mọi người cẩn thận một chút. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, đám người tìm tòi trong hiệp cốc. Lúc này Lục Lâm Thiên đã đến một ngọn núi yên lặng phía xa, tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong người. Một lát sau, vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Thời gian chậm rãi trôi, đến nửa đêm trong sơn mạch rơi lác đác mưa mùa đông, giọt ma rơi trên người Lục Lâm Thiên nhưng bị ánh sáng vàng đánh bật ra. Trời dần sáng, bầu trời xanh nhạt khảm mấy đốm sao leo lét, mặt đất tối mở như tấm mảnh xám cho. Hắc ám trước bình minh qua đi. Tia nắng sớm đầu tiên dâng lên từ đường chân trời, tia sáng cực kỳ rực rỡ. Mưa đêm qua làm sơn mạch bao phủ mây mù xám đậm, nhiệt độ thấp. Lúc này đã là đầu mùa đông, rừng cây bao la chọc trời trong sơn mạch đã chọc. Những cái cây âm u đứng thẳng như người chỉ còn lại xương khô, nhánh cây dương nanh múa vuốt đối kháng với gió thu. Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Hộc hộc, luyện hóa một đêm. Thực lực tu vi của Lục Lâm Thiên đã đến Vũ Sư Tam Trọng Trung Kỳ. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, tia sáng lóe qua. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, hắn cười cười, chân khí vận chuyển dưới chân, thân hình vọt lên cây to. Lục Lâm Thiên hái xuống mấy trái cây, vào đầu mùa đông trong sơn mạch có nhiều trái cây, mùi vị ngon, vừa thơm vừa mọng nước. Một lát sau, Lục Lâm Thiên lấy khối ngọc giản tràn ngập khí tức thuộc tính thổ từ chữ vật giới chỉ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ngọc giản, nhỏ một giọt máu vào. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần nhìn ngó, trên ngọc giản khuếch tán vầng sáng chói lòa chui vào trán Lục Lâm Thiên, lượng tin tức khổng lồ tràn vào não hắn. Ánh sáng vụt tắt trên ngọc giản, Lục Lâm Thiên lại mở mắt ra, đôi mắt lóe ý cười, tia cay đắng thay thế ý cười đó. Những ngày tiếp theo Lục Lâm Thiên sẽ nếm mùi đau khổ. Ngọc giản vừa rồi là vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai để lại trong chữ vật giới chỉ mật thất phi linh môn, thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên do dự thật lâu sau mới quyết định tu luyện nó. Tuy hiện tại các hệ thuộc tính đều có vũ kỹ nhưng đẳng cấp khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Lục Lâm Thiên đắn đo hắn thường sử dụng nhất là thuộc tính thổ hệ, nếu sử dụng vũ kỹ khác dễ lộ ra hắn là vũ giả đa hệ, quá rêu rao. Về thuộc tính thổ hệ Lục Lâm Thiên có khai sơn trưởng. Nhưng khai sơn trưởng dù sao là vũ kỹ tinh cấp, còn là tinh cấp sơ giai nữa. Ban đầu Lục Lâm Thiên sử dụng khai sơn trưởng là thích hợp nhất, nhưng dạo này hắn đột phá thực lực nhanh như sao xẹt, tiếp tục sử dụng khai sơn trưởng thì uy lực hơi yếu. Cho nên Lục Lâm Thiên quyết định tu luyện thiên thủ liệt cương ấn vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai. Thiên thủ liệt cương ấn là bộ vũ kỹ công kích chủ yếu, năng lượng siêu phàm, tốc độ cực nhanh, thuộc loại hình vũ kỹ Lục Lâm Thiên thích. Trong giới chỉ có khá nhiều vũ kỹ phòng ngự, nhưng Lục Lâm Thiên không thích như thế. Phòng ngự tốt nhất chính là công kích, học vũ kỹ phòng ngự không có hiệu quả gì lớn, nếu mình công kích vô dụng thì phòng ngự càng tệ hại hơn. Huống chi Lục Lâm Thiên có thanh linh khải giáp, về mặt phòng ngự đã vững mạnh. Lúc này Lục Lâm Thiên có tu vi vũ sư tam trọng, tu luyện vũ kỹ hoàng cấp cao giai rất khó khăn. Lục Lâm Thiên đã đắn đo kỹ, tu luyện vũ kỹ hoàng cấp sơ giai hay trung giai thì dễ dàng hơn nhiều. Lục Lâm Thiên nghĩ tới tính lui, hắn cắn răng vẫn chọn vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Nếu đã tu luyện vậy nên chọn đẳng cấp cao chút, tuy sẽ ăn nhiều đau khổ nhưng sau này vận dụng năng lực lớn hơn rất nhiều. Huống chi hoàng cấp cao giai còn trong phạm vi Lục Lâm Thiên chịu đựng. Vũ kỹ đến đẳng cấp huyền cấp là Lục Lâm Thiên biết không cách nào hoàn toàn tu luyện thành công. Đao hồn kỹ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, đến bây giờ Lục Lâm Thiên chỉ có thể vận dụng đao hồn trảm đệ nhất trọng. Hai tầng sau đao hồn quang nhẫn, đao hồn không nguyên diệt không biết đến lúc nào mới sử dụng được. Kế hoạch của Lục Lâm Thiên là có thiên thủ liệt cương ấn trong người, sau này hắn không cần sử dụng thuộc tính khác.
Trong tình huống bình thường Lục Lâm Thiên tốt nhất là đừng lộ ra thân phận vũ giả toàn hệ. Lục Lâm Thiên tu luyện dựa theo thông tin trong ngọc giản. Thời gian dần trôi, thời tiết lạnh dần, đã đến thời kỳ mùa đông. Trong rừng cây bao la lá cây rơi rụng tiêu điều. Trong rừng cây vang lên một chuỗi tiếng nổ. Bùm bùm bùm. Lúc này có mười mấy con báo đen cao 4-5 thước đang bao vây một thiếu niên áo xanh. Tổng cộng 16 con báo đen, có một con cao hơn 10 thước, dài trăm thước, như vật khổng lồ. Nó đứng phía trước tựa ngọn đồi nhỏ. Thiếu niên áo xanh chính là Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên biểu tình trầm trọng. Đây là một con yêu thú phong hệ, con yêu thú dẫn đầu đẳng cấp tam giai sơ kỳ. 15 con báo đen khác là nhị giai trung kỳ, hai con áo nhị giai hậu kỳ. Đây là một đàn báo đen, loài yêu thú phong hệ này tên gọi thiểm điện hắc báo, tốc độ rất nhanh. Mới rồi Lục Lâm Thiên phát hiện 7 báo đen, hắn kêu Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư vào túi không gian. Lục Lâm Thiên muốn thử xem một mình hắn có thể đối kháng lại đàn thiểm điện hắc báo không, thuận tiện luyện tập thiên thủ liệt cương ấn mới tu luyện được. Trong thời gian gần đây Lục Lâm Thiên hay tìm 7 yêu thú đê giai để luyện tập thiên thủ liệt cương ấn. Nếu có Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư ở gần thì đàn thiểm điện hắc báo ngửi mùi từ chúng nó sẽ cụp đuôi chạy ngay. Growl growl. Mười mấy con thiểm điện hắc báo tham lam nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên chỉ là bữa sáng trong mắt đàn thiểm điện hắc báo, thân hình gầy gò kia chỉ đủ cho chúng nó nhét răng. Đối diện mười mấy con thiểm điện hắc báo, Lục Lâm Thiên hết sức thận trọng. Lục Lâm Thiên đã thấy qua tốc độ của loài thiểm điện hắc báo này, nhanh như tia chớp, không dễ đối phó. Lục Lâm Thiên lập tức bày ra khải giáp thanh linh. Vù vù vù. Mười mấy con thiểm điện hắc báo chân đạp gió nhảy vọt lên. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu nhảy cao trên chục thước nhào vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quát to. Đến đây, chỉ là mấy con xúc sinh, hôm nay bản thiếu gia mở miệng nói, chơi với các ngươi. Máu Lục Lâm Thiên sôi sục, chỉ có trong trạng thái nguy hiểm thế này mới giúp hắn tiến bộ. Thường trong nguy hiểm mới lĩnh ngộ được nhiều điều, đây là kinh nghiệm Lục Lâm Thiên tổng kết trong sơn mạch Vũ Đô. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy vọt lên. Dựa vào thuộc tính phong hệ thầm hỗ trợ, tốc độ của hắn được tăng phúc nhiều, thoáng chốc hắn nhảy lên một cái cây to. Con thiểm điện hắc báo dẫn đầu gầm lên. Growl growl. Vuốt to cào trúng thân cây, cái cây to bị vỗ gãy ngang rầm rầm rớt xuống. Nét mặt Lục Lâm Thiên xa sầm, lực lượng của thiểm điện hắc báo rất mạnh, chân khí bộc phát, Lục Lâm Thiên nhảy xuống đất. Vù vù vù. Bầy thiểm điện hắc báo lập tức gầm giống truy sát. Cơ thể to lớn kèm theo tiếng xé gió ập đến. Một con thiểm điện hắc báo phun ra mấy luồng phong nhẫn. Lục Lâm Thiên buộc phải đổi hướng né tránh, thiểm điện hắc báo nhị giai không dễ chọc. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên vừa né thoát thì mấy cái cây to xung quanh bị phong nhẫn cắt đứt rớt xuống đất, các phong nhẫn cực mạnh. Rầm. Lục Lâm Thiên ngừng lại, năm chỉ ấn bắn ra, năm hỏa ảnh chỉ nóng rực xuyên thấu dòng không khí đâm mạnh vào người thiểm điện hắc báo. Phập xoẹt. Năm con thiểm điện hắc báo ngã gục xuống đất, cơ thể to lớn trượt dài ra xa trăm thước. Vù vù vù. Mấy con thiểm điện hắc báo khác lao tới sau lưng Lục Lâm Thiên, chúng nó có tốc độ quá khủng khiếp. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu giơ móng vuốt cào sau lưng Lục Lâm Thiên. Khải giáp thanh linh rung bần bật, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy. Thoáng chốc Lục Lâm Thiên lùi lại, hắn mặc khải giáp thanh linh thì thiểm điện hắc báo nhị giai không thể tạo thành tổn thương thực chất cho hắn. Nhưng lưng Lục Lâm Thiên vẫn đau rát. Nộ diễm quyền. Khai sơn trưởng. Thừa thế xoay người, tay trái nộ diễm quyền, tay phải khai sơn trưởng, một trái một phải đánh ra. Hai con thiểm điện hắc báo bị Lục Lâm Thiên đánh bay đập vào một thân cây. Cái cây gãy ngang, hai con thiểm điện hắc báo tắt thở. Growl growl. Số thiểm điện hắc báo còn lại chẳng hề sợ hãi, càng gầm giống hung tợn hơn nhào vào Lục Lâm Thiên. Thoáng chốc thiểm điện hắc báo tam giai sơ kỳ dẫn đầu lại lao vào Lục Lâm Thiên, giơ cao chân trước giáng xuống. Vù vù vù, vuốt nhọn giấy lên khí lưu rít gào đập xuống lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không dám để thiểm điện hắc báo dẫn đầu đánh chúng, nhanh chóng trượt xuống lăn lông lốc mấy vòng né đòn công kích. Bùm bùm bùm, móng vuốt của thiểm điện hắc báo dẫn đầu đập xuống đất, mặt đất nứt ra năm cái khe như dòng suối, bụi bay mù mịt, đá vụn nát bấy. Growl. Năm con thiểm điện hắc báo nhị giai nhào lên ngay khi Lục Lâm Thiên chưa kịp đứng dậy, răng nanh lóe tia sáng lạnh lẽo.
năm con thiểm điện hắc báo bao vây Lục Lâm Thiên vào giữa. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn. Thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ khổng lồ trong không khí tuôn ào ào đến gần Lục Lâm Thiên, lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào trường ấn. Năng lượng thuộc tính thổ liên miên tụ tập vào trường ấn, chân khí trong người Lục Lâm Thiên bị cắn nuốt, khí thế của Lục Lâm Thiên tăng vọt. Một trường ấn vàng đất bắn lên cao. Nói thì dài nhưng mọi chuyện diễn ra trong giây lát, trường ấn phóng lên cao thoáng chốc hóa thành mấy trường ấn mơ hồ như các tàn ảnh ghép thành hoa sen. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Kinh khí cuồng bạo tung tóe trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Năm con thiểm điện hắc báo bị đánh bay, thân thể to lớn rớt xuống đất xa trăm thước, đỡ upsilon.ng gãy mấy cái cây to. Năm con thiểm điện hắc báo rớt xuống đất, rừng cây rung rinh, mặt đất nứt rạn như mạng nhện, đá vụn rơi lộp độp. Các cây to nứt nẻ. Năng lượng khổng lồ quá rung động, còn lại hai con thiểm điện hắc báo nhị giai, con thiểm điện hắc báo tam giai dẫn đầu đánh trống rút lui. Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhếch môi cười khẩy nói. Hừ, đã tới lúc bản thiếu gia xử lý các ngươi. Thiên thủ liệt cương ấn khá mạnh, tốt hơn nộ hải cuồng khiếu, mộc lao ra tỏa nhiều. Nhưng thiên thủ liệt cương ấn chưa đến trình độ khiến Lục Lâm Thiên vừa lòng. Vù vù vù. Còn lại ba con thiểm điện hắc báo, Lục Lâm Thiên không e dè gì nữa, chân vận chuyển chân khí nhảy vọt lên trên. Grau grau. Hai con thiểm điện hắc báo nhị giai đều là hậu kỳ. Chúng nó gầm giống nhanh như tia chớp lao vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Chết đi. Lục Lâm Thiên đeo ngay bao tay bạch ngọc tinh ti vào tay, hai tay co lại, lửa cháy hừng hực, chảo quang quét ra. Từ phục quan vốn là vũ giả thủy hệ, thuộc tính thủy phối hợp năng lực bao tay bạch ngọc tinh ti không mạnh bằng với thuộc tính hỏa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai chảo ấn một trái một phải xé rách dòng không khí, Lục Lâm Thiên như tia sáng xẹt qua. Hai vòi máu phun ra, bụng hai con thiểm điện hắc báo bị năm vết cào xé rách, nội tạng đổ ra ngoài. Thiểm điện hắc báo tam giai còn lại gào thét. Grau grau. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nhưng nó thấy sợ, đi qua đi lại phía xa, không dám đến gần hắn, cũng không cam lòng rời đi. Lục Lâm Thiên quát to. Chỉ còn lại ngươi, đẳng cấp tam cấp, ta thu. Con thiểm điện hắc báo đẳng cấp tam cấp sơ giai không tệ. Vũ sư tam trọng bình thường gặp nó sẽ không chiếm được ưu thế gì. Chân khí tuôn ra phối hợp tăng phúc thuộc tính phong khiến tốc độ của Lục Lâm Thiên cực nhanh. Kỹ xảo phối hợp loại thuộc tính này là gần đây Lục Lâm Thiên vừa rèn luyện ra. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên thi triển nộ diễm quyền đập mạnh vào thiểm điện hắc báo đầu đàn. Vù vù vù. Thiểm điện hắc báo tam cấp khổng lồ nhưng tốc độ không chậm, nó nhảy cẫng lên né tránh Lục Lâm Thiên công kích rồi đáp xuống đất. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, tốc độ của thủ lĩnh thiểm điện hắc báo thật kinh khủng. Thiểm điện hắc báo tam cấp phun ra các phong nhẫn bắn hướng Lục Lâm Thiên, cơ thể to lớn đáp xuống đất đỡ upsilon.ng vào cái cây to. Vù vù vù, chân khí liên tục vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn dựa thế đạp qua mấy cái cây to né tránh thiểm điện hắc báo công kích trong đường tơ kẽ tóc. Nộ hải cuồng khiếu, Lục Lâm Thiên thay đổi thủ ấn. Trong không khí tụ tập lại năng lượng thuộc tính thủy khổng lồ phô thiên cái địa ập đến, khoảnh khắc ngưng kết thành màn nước cuồng bạo trước mặt Lục Lâm Thiên. Màn nước ầm ầm xoay tròn hóa thành vòng xoáy to lớn. Lục Lâm Thiên đẩy thủ ấn, vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tít, tiếng rít đinh tai nhức óc xé gió chướng to thật nhanh, khí thế đáng sợ, lực lượng sắc bén tràn ra. Dòng không khí xung quanh bị vặn vẹo như có vòi rồng quét qua. Bùm bùm bùm. Vòng xoáy xoay nhanh nổ tung. Tiếng vòng ngoáy vỡ đinh tai nhức óc vang vọng khắp rừng cây. Kinh khí khủng bố như bão quét qua đỡ upsilon.ng ngã một cái cây to, lực lượng đáng sợ thổi qua thiểm điện hắc báo tam cấp. Phạm vi vòng xoáy bao phủ là ngàn thước, rừng cây bị thổi vỡ nát như mưa rơi. Bùm bùm bùm. Vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại trút xuống người thiểm điện hắc báo tam cấp. Tốc độ thiểm điện hắc báo dù rất nhanh nhưng không thể né tránh lực xoáy. Nó há mồm phun ra vô số phong nhẫn nhưng không cách nào phá được vòng xoáy khổng lồ. Thiểm điện hắc báo bị cuốn lên rồi đập mạnh xuống đất. Thiểm điện hắc báo ọc máu, mặt đất nứt rạn. Mộc lao ra tỏa. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn, thuộc tính mộc hệ tụ tập. Mấy cọc gỗ to cỡ miệng chén xoay tròn chấn động hư không, ánh sáng lục rực rỡ lan tràn. Cọc gỗ xoay tít quay quanh thiểm điện hắc báo vào giữa, đè ép dòng không khí rít gào,
khí thế cường đại trấn áp bao vây thiểm điện hắc báo. Lục Lâm Thiên lại đánh ra một thủ ấn, thoáng chốc năm năng lượng khuếch tán từ cọc gỗ, tràn ra không trung, chấn động không gian nổi gợn sóng lăn tăn. Năng lượng màu lục như pháo hoa bao kín người thiểm điện hắc báo. Thiểm điện hắc báo bị áp lực rất lớn, cơ thể khổng lồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể vùng vẫy gầm gừ. Growl growl. Lục Lâm Thiên quát to. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên nhảy vọt lên cao, khởi động huyết hồn ấn. Uy nhiếp mạnh mẽ khuếch tán. Growl. Lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên bay ra huyết hồn ấn giống rồng không phải rồng, như cọp lại không là cọp, tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm rú mơ hồ phát ra từ bàn tay hắn. Huyết hồn ấn nhanh như tia chớp chui vào đầu thiểm điện hắc báo, khoảnh khắc hóa thành một đoàn sáng đỏ biến mất. Lục Lâm Thiên thay đổi thủ ấn lần nữa, không ngừng vỗ ra trưởng ấn, các ánh sáng thần dị rơi vào trán thiểm điện hắc báo. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, luồng sáng màu lục chui vào tay hắn. Cọc gỗ xoay nhanh trong không trung hóa thành năng lượng biến mất. Mặt Lục Lâm Thiên tái xanh, một chuỗi hoạt động tiêu hao rất lớn. Lục Lâm Thiên sử dụng toàn bộ thuộc tính toàn hệ, hắn phải phối hợp cả 5 hệ thuộc tính mới bắt được con thiểm điện hắc báo. Thiểm điện hắc báo khổng lồ mở mắt ra. Growl growl. Ánh mắt thiểm điện hắc báo dịu ngoan nhìn Lục Lâm Thiên, nó bị khống thú thuật khống chế, linh hồn trong đầu tuyệt đối phục tùng Lục Lâm Thiên, như thể từ khi sinh ra hắn đã là chủ nhân nó công nhận. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên vận chuyển tinh thần vỗ không gian thú nang treo bên hông, hai luồng sáng trắng và vàng bay ra. Hai luồng sáng ở giữa không trung hóa thành thân thể tiểu long, thiên sĩ tuyết sư. Vù vù vù. Tiểu long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, co duỗi lưỡi như đang phàn nàn bị hắn thu vào không gian thú nang, chỗ đó rất khó chịu. Lục Lâm Thiên hứa hẹn. Lần sau sẽ không thu người vào trong đó nữa. Tiểu long vui vẻ phát ra thanh âm trầm thấp. Gri gri. Tiểu long nhìn thiểm điện hắc báo khổng lồ đứng bên cạnh, dường như khích lệ Lục Lâm Thiên thực lực tiến bộ. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn vào sơn mạch vụ đô đã 40 ngày. Trong 40 ngày này Lục Lâm Thiên tiến bộ rất nhanh, tu luyện thiên thủ liệt cương ấn thành công, phối hợp thuộc tính các hệ nhuần nhuyễn, thực lực tăng nhiều. Mới rồi nếu Lục Lâm Thiên không phối hợp thuộc tính các hệ này thì khó đấu lại bầy thiểm điện hắc báo. Trong 40 ngày Lục Lâm Thiên lại nuốt một vũ sư, mấy vũ đồ, tu vi lên tới vũ sư tam trọng đỉnh phong. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ mới nuốt vũ đồ. Mùa đông đến, ít có dòng binh đoàn đi vào sơn mạch vũ đô, muốn tìm vũ sư để nuốt cũng khó khăn hơn. Lục Lâm Thiên thu thiểm điện hắc báo vào không gian thú nang. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi. Trong sơn mạch vũ đô luôn là núi non chập trùng, lúc này mùa đông đến, phong cảnh hoang vắng. Lục Lâm Thiên đi trong sơn mạch không cần thăm dò bốn phía làm gì. Đến mùa đông yêu thú đi ra kiếm đồ ăn càng cuồng bạo hơn. 5 ngày sau, trong một sơn động ở hiệp cốc ẩn khuất, trước mặt Lục Lâm Thiên nằm một cái xác khô. Ban ngày Lục Lâm Thiên tình cờ gặp một tiểu đội dòng binh đoàn. Hắn và Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư giết sạch, đi đầu dòng binh đoàn là vũ sư tam trọng giờ cũng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt, trong đan điền khí hải có dấu hiệu sắp đột phá. Chân khí tràn đầy không ngừng tụ tập rồi tràn ra các kinh mạch. Bùm! Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng vọt lên độ cao hơn. Năng lượng trong thiên địa bắt đầu tụ tập vào người Lục Lâm Thiên, rèn tạo gân cốt cơ bắp nội tạng toàn thân hắn. Khí thế thật lâu mới bình ổn lại, hiện tại Lục Lâm Thiên đã đột phá đến vũ sư tứ trọng. Lục Lâm Thiên đi vào sơn mạch vũ đô hơn 40 ngày. Xông hai tầng đột phá vũ sư tam trọng, tuy mới vượt hai tầng nhưng đã mạnh theo cấp số nhân. Bình thường vũ giả tu luyện đến đẳng cấp vũ sư muốn tăng tu vi hai tầng dù có thiên phú tốt mấy cũng không thể đột phá trong vòng 40 ngày, dù không lâu đến một năm cũng cần 8 tháng, đây là nói thiên phú tốt. Lục Lâm Thiên thì không chủ động tìm người thôn vệ chân khí, hắn không muốn vội vàng trước mắt tăng mạnh thực lực, nếu không sẽ càng khủng khiếp hơn nữa. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù phù. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí tràn đầy trong cơ thể, hắn nhếch môi cười. Sửa soạn xong Lục Lâm Thiên ra khỏi sơn động, lại lên đường. Một đêm qua đi, tuyết trắng mỏng như tấm thảm lông cừu phủ lên sơn mạch vụ đô mênh mông, khiến toàn bộ sơn mạch vụ đô lóe ánh bạc lạnh lẽo. Phương xa mọi thứ bị bao phủ trong tầng sương khói đậm đặc,
ánh nắng phản chiếu hòa tan tuyết dưới đất bốc khói nóng quấn quanh ngọn cây. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Cũng đã đến lúc rồi, về thôi. Còn hơn một tháng là đến đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông, để ra ngoài sơn mạch Vũ Đô còn mất một chặng được. Lần này Lục Lâm Thiên thu hoạch khá phẩm, đột phá đến Vũ Sư Tứ Trọng, tu luyện Thiên Thủ Liệt Cương Ấn thành công, thu phục Thị Huyết Yêu Lang, Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Yêu Mãng, ba con yêu thú tam cấp. Ba con yêu thú tam cấp tương đương ba bảo tiêu Vũ Sư Trung Thành, có nhiều lúc sẽ cần dùng. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Tiểu Long, chúng ta đi. Tiểu Long đang chơi tuyết đằng trước vèo một tiếng quay trở lại vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi ra sơn mạch Vũ Đô, đường trở lại cổ vực sẽ rèn luyện thêm nhiều điều. Trong tuyết trắng ngần, ánh sáng bạc lóe lên, một bóng áo xanh cô đơn kéo cái bóng dài phản chiếu trên nền tuyết. Kỳ lạ là người áo xanh không để lại dấu chân trên tuyết, chỉ có ánh nắng chiếu cái bóng dài. Lục Lâm Thiên liên tục vận dụng chân khí thuộc tính phong, cơ thể lơ lửng trên mặt tuyết. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, bốn phía trống vắng yên tĩnh nhưng hắn không sợ chút nào. Lục Lâm Thiên đi từng bước một, không vội không nóng, không chậm không nhanh, mỗi một bước chiều dài gần bằng nhau. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên đang rèn luyện tâm trí của mình. Thời gian chậm rãi trôi, 15 ngày sau, một bóng áo xanh xuất hiện bên biên giới cổ vực và sơn mạch Vũ Đô, đó là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đi vào sơn mạch Vũ Đô vừa tròn 2 tháng 5 ngày. Nửa tháng qua hắn lại thôn vệ một vũ sư tam trọng, một vũ sư nhất trọng, bốn vũ đồ. Lục Lâm Thiên đã đến đẳng cấp vũ sư tứ trọng trung kỳ. Tuyết sư, chúng ta về Phi Linh Môn. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư dương đôi cánh to lớn bay lên. Ánh sáng vàng đất chợt lóe dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhảy lên thân hình to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Phương xa nhiều người ngạc nhiên nhìn trên bầu trời. Nhìn kìa. Có yêu thú phi hành, mặt trên có người cưỡi. Yêu thú phi hành to vậy chắc là đẳng cấp tam cấp. Nhưng bọn họ không quá bất ngờ. Trong khu vực gần sơn mạch Vũ Đô không ít người có yêu thú phi hành, nhiều dòng binh đoàn sở hữu một số yêu thú phi hành đê giai, không có gì ngạc nhiên. Trong đại điện Phi Linh Môn, có 6 người đang ngồi, là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, năm trưởng lão Phi Linh Môn. Hồ Nam Sinh hỏi, đại trưởng lão thấy nên làm sao đây? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhíu mày, chợt nhướng mày nói. Trưởng môn đã về, để trưởng môn ra quyết định đi. Trên bầu trời Phi Linh Môn một luồng khí lưu xẹt qua, Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ đáp xuống quảng trường đằng trước đại điện Phi Linh Môn. Trưởng môn trở về. Kính chào trưởng môn. Đám đệ tử tiến lên hành lễ, rất là hưng phấn. Bọn họ nhìn trưởng môn nhảy xuống từ yêu thú khổng lồ. Ảo tưởng có ngày bọn họ cũng sẽ sở hữu một con yêu thú phi hành tương tự như vậy. Năm trưởng lão chạy nhanh ra đại điện nghênh đón. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên đi vào đại điện. Trong đại điện, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Vẻ mặt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh kinh ngạc nói. Khí thế của ngươi mạnh hơn trước. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không nhìn ra thực lực của Lục Lâm Thiên nhưng khí thế từ người hắn mạnh hơn 2 tháng trước nhiều. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh rất bất ngờ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có chút thu hoạch. Lục Lâm Thiên nhìn Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đi vào đại điện. Lục Lâm Thiên hỏi. Các vị trưởng lão có chuyện gì cần bàn bạc sao? Lục Lâm Thiên biết Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh sẽ không quan tâm chuyện bình thường, lúc này lão có mặt e rằng là chuyện lớn. Chu Ngọc Hậu lên tiếng. Trưởng môn, gần đây gặp chút rắc rối. Lục Lâm Thiên hỏi. Có chuyện gì? Trưởng môn, là vậy. Hồ Nam Sinh kể sơ tình huống, Lục Lâm Thiên nhíu chặt mày. Phi Linh Môn nhận 2 trấn từ tay La Sát Môn xảy ra chuyện vấn đề. 2 thị trấn nằm trong địa bàn La Sát Môn, một tên trấn Hoa Môn, một tên trấn Đoàn Sơn. Diện tích 2 trấn không lớn nhưng đều có mỡ màng để vớt phát. 2 trấn rất gần sơn mạch Vũ Đô, nổi tiếng là chợ giao dịch các dược liệu lẻ tẻ quanh khu vực này. Các dòng binh đoàn lớn, tiểu đội nhỏ xung quanh nếu chọn mua dược liệu gì sẽ đến 2 thị trấn này. Từ đó hấp dẫn nhiều vũ giả, linh sư đến trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn mua đồ. Nhiều người thì náo nhiệt, trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn phồn hoa lên, có nhiều cửa hàng. Hơn phần nửa La Sát Môn tiến cống Quỷ Vũ Tông đến từ nguồn thu nhập 2 thị trấn này.
Tình hình bây giờ là Trấn Hoa Môn, Trấn Đoàn Sơn có rắc rối, phiền phức lớn. Thứ nhất là Trấn Đoàn Sơn, không biết xảy ra chuyện gì mà tất cả cửa hàng dược liệu, vũ khí gồm 30 mấy tiệm lớn nhỏ bắt tay nhau phàn nàn là mùa đông buôn bán không tốt, muốn giảm một nửa tiến cống. Cả Trấn Hoa Môn có 30 mấy tiệm dược liệu, vũ khí là tiến cống nhiều nhất. Một tháng một tiệm tiến cống vạn kim tệ, nhỏ thì một tháng 1.000 kim tệ. Hai mùa thu đông giảm phân nửa là thành nửa năm, một số lượng tiền rất lớn. Nếu đồng ý đề nghị, nửa năm Phi Linh Môn thu ít đi 100 vạn kim tệ tiến cống. Nhưng nếu không đồng ý thì các cửa hàng cùng đóng cửa, dẫn đến Trấn Hoa Môn phong kín. Trấn Hoa Môn phồn hoa, các ngành nghề, tử quán, khách điếm đều nhờ có các tài liệu, dược liệu, vũ khí kéo lên. Hiện giờ năm vị trưởng lão phân vân không biết làm sao. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cũng nhức đầu nhíu mày, kêu lão đánh giết ai thì dễ, bảo lão quản lý mấy chuyện này thì thua. Không khó giết hết bọn họ, nhưng Trấn Hoa Môn cũng bị hủy. Trấn Hoa Môn sẽ là cục nợ của Phi Linh Môn. Trấn Đoàn Sơn tuy không rắc rối như Trấn Hoa Môn nhưng nghiêm trọng hơn chút. Bên ngoài Trấn Đoàn Sơn có một sơn môn tên là Cửu Hoa Môn. Cửu Hoa Môn cũng thuộc thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông. Có vẻ vì biết Trấn Hoa Môn nội loạn nên Cửu Hoa Môn thừa dịp thâu tóm Trấn Đoàn Sơn. Trong Trấn Đoàn Sơn hiện có nhiều đệ tử Cửu Hoa Môn quấy rầy các cửa tiệm, thu tiền bảo kê vô tội vạ, nếu không cho sẽ đập phá tiệm. Các chủ tiệm Trấn Đoàn Sơn chỉ có thể tìm đến Phi Linh Môn. Nhưng khi trưởng lão Phi Linh Môn tới nơi thì các đệ tử Cửu Hoa Môn đã chạy mất dép, nếu để đệ tử bình thường Phi Linh Môn đi Trấn Đoàn Sơn canh chừng sẽ bị đệ tử Cửu Hoa Môn vây công. Lục Lâm Thiên nghe xong sắc mặt âm trầm, hai sự kiện này đúng là rắc rối. Lục Lâm Thiên trầm ngâm giây lát nói. Hồ trưởng lão, địa bàn Trấn Đoàn Sơn là của chúng ta, Cửu Hoa Môn dám công khai phá rối, trưởng lão đã đi tìm Quỷ Vũ Tông nói chuyện chưa? Hồ Nam Sinh trả lời. Bẩm trưởng môn, ta đã tìm Quỷ Vũ Tông 3 lần. 2 lần trước Quỷ Vũ Tông nghe nói ta đến chỉ phái mấy đệ tử qua loa vài câu rồi đuổi ta đi. Lần thứ 3 có một trưởng lão ngoại môn đến gặp ta, bảo là bọn họ sẽ hỏi chuyện Cửu Hoa Môn. Nhưng 10 ngày đã qua mà Cửu Hoa Môn vẫn gây rối Trấn Đoàn Sơn, chúng ta không có cách nào ngăn cản nên mới mời đại trưởng lão đến bàn bạc tìm cách. Nét mặt Lục Lâm Thiên xa sầm, hắn đăm chiêu. Năm trưởng lão thấy Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, há mồm định nói gì rồi lại không thốt nên lời, cùng nhìn hướng Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn có ý định gì không? Một lát sau, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, hắn hỏi ngược lại. Đông lão có cảm giác được gì không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ngần ngừ nói. Sợ là chuyện này không đơn giản, có người cố ý nhằm vào Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nhẹ hẳng nói. Đúng rồi, chuyện xảy ra trong Trấn Hoa Môn, Trấn Đoàn Sơn nếu ta không đoán lầm thì trong Trấn Hoa Môn cũng có bóng dáng người Cửu Hoa Môn. Hai trấn cùng náo động. Phi Linh Môn sứt đầu mẻ chán là Cửu Hoa Môn có thể thu lợi. Sau lưng Cửu Hoa Môn còn có bàn tay thúc đẩy. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh sắc mặt âm trầm hỏi Lục Lâm Thiên. Ý trưởng môn nói là Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Phi Linh Môn vừa tiêu diệt La Sát Môn, gần đây có người đồn Phi Linh Môn ta có cường giả tỏa chấn. Đông lão nghĩ nếu không ai sai khiến thì Cửu Hoa Môn tuy mạnh hơn La Sát Môn nhiều nhưng dám chọc vào Phi Linh Môn sao? Huống chi Quỷ Vũ Tông đã quy hoạch địa bàn rõ ràng, sẽ không để thế lực vòng ngoài một mình thâu tóm hết, khi đó Quỷ Vũ Tông rất khó khống chế cục diện. Nếu trong tình huống bình thường, Cửu Hoa Môn đỡ Upsilon.ng vào địa bàn Phi Linh Môn e rằng Quỷ Vũ Tông đã ra mặt ngay, sao có thể phủi tay mặc kệ. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh khó hiểu hỏi. Nói vậy cũng đúng, nhưng tại sao Quỷ Vũ Tông làm như vậy? Ha ha ha! Lục Lâm Thiên cười phá lên. Là vì Đông Lão, ngày nào Quỷ Vũ Tông chưa biết thân phận của Đông Lão, tại sao Phi Linh Môn có cường giả tham gia thì Quỷ Vũ Tông sẽ luôn tìm mọi cách hiểu biết thân phận của Đông Lão. Quỷ Vũ Tông sẽ không tự mình ra mặt, tránh cho đắc tội Đông Lão. Cửu Hoa Môn là một con cờ của Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông sẽ không nói cho Cửu Hoa Môn biết trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Nếu Cửu Hoa Môn biết điều đó mọi người cảm thấy Cửu Hoa Môn dám đỡ Upsilon.ng vào Phi Linh Môn ta sao? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Hiện tại ngươi định làm sao? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh không hỏi nhiều đến việc khác, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên về Lục Lâm Thiên.
Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không dám tưởng tượng tâm trí như vậy thuộc về một thiếu niên 17, 8 tuổi. Dù là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không thể phân tích rõ mọi thứ trong phút chốc. Lục Lâm Thiên nói, hồ trưởng lão lập tức đi trấn Đoàn Sơn, âm thầm nói cho các cửa tiệm trong thời gian phi linh môn giải quyết xong chuyện này không cần tiến cống gì. Hồ Nam Sinh lên tiếng, nhưng thưa trưởng môn, điều này ảnh hưởng chúng ta rất lớn, vậy là cửu hoa môn được lợi rồi. Hồ Nam Sinh không phục chút nào. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hồ trưởng lão, lùi một bước trời cao biển rộng, quân tử báo thù 10 năm hơi muộn, chờ mấy tháng thì được. Chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Lục Lâm Thiên không phải loại người ngậm bồ hòn, thù này không trả hắn thấy có lỗi với bản thân. Hồ Nam Sinh đáp, tuân lệnh trưởng môn, ta đi làm ngay. Chu Ngọc Hậu hỏi, trưởng môn, vậy trấn hoa môn thì tính sao? Lục Lâm Thiên hỏi, những cửa hàng dược liệu trên trấn hoa môn có một tiệm dẫn đầu, thế lực ra sao? Chu Ngọc Hậu trả lời, cửa hàng trong trấn hoa môn dường như lấy tụ bảo môn dẫn đầu. Tụ bảo môn buôn bán lâu năm, thực lực chủ tiệm không tệ, cỡ vũ phách nhị trọng. Trong môn có một linh sư tứ trọng, có nhiều tu vi vũ sư, tổng thể thế lực của tụ bảo môn không yếu. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng lạnh. Tụ bảo môn. Lục Lâm Thiên đang định xử tụ bảo môn không ngờ tự đưa lên cửa. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một lúc, nói. Chu trưởng lão, sáng mai ta đích thân đi tụ bảo môn một chuyến, Chu trưởng lão mang theo 200 đệ tử thực lực tốt nhất đi với ta. Năm trưởng lão khác cũng đi cùng, đông lão thì ở lại phi linh môn trấn thủ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhướng mày hỏi. Có cần ta đi chung không? Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng lạnh, giễu cợt. Đông lão ở lại phi linh môn là tốt nhất, sợ là có người hy vọng đông lão ra mặt. Hơn nữa ta và nhóm Chu trưởng lão, Trịnh trưởng lão giải quyết trấn hoa môn được rồi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Nếu có người đã muốn chơi vậy ta sẽ chơi với bọn họ. Lục Lâm Thiên rời khỏi đại điện, cùng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trở về chỗ ở. Lục Tâm Đồng đáng yêu chạy tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Ca ca đã về, Tâm Đồng nhớ ca ca. Vừa nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên như muốn đứt dây thần kinh. Linh đồ tứ trọng. Mới hơn 2 tháng mà Lục Tâm Đồng từ linh đồ nhất trọng lên tứ trọng, tăng vọt 3 tầng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đắc y nói. Tiểu tử, có gì mà lạ, Tâm Đồng có độc thể bẩm sinh mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, tốc độ tu luyện rất kinh người. Ta cho rằng trong vòng 5 năm Tâm Đồng dư sức đột phá đến linh phách. Đệ tử bảo bối của lão có khác. Lục Lâm Thiên kinh ngạc há hốc mồm. 5 năm đến linh phách. 5 năm sau Lục Tâm Đồng mới 15 tuổi, tu vi linh phách tuổi 15, thiên phú như thế đủ làm mọi người rung động. Lục Tâm Đồng vui vẻ nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ nói sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca. Trong lòng Lục Tâm Đồng vẫn luôn cho rằng ca ca là mạnh nhất. Lục Lâm Thiên cười nói. Tất nhiên. Sau này Tâm Đồng sẽ trở nên cực mạnh, không ai dám ăn hiếp Tâm Đồng nữa. Lát sau, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngồi trong phòng Lục Lâm Thiên. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hỏi. Tiểu tử, người có nắm chắc giải quyết mọi chuyện không? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Chắc không thành vấn đề, nếu bọn họ muốn chơi thì ta theo tới cùng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Người khẳng định là Quỷ Vũ Tông xúi dục. Lục Lâm Thiên đáp. 89/10, cửu hoa môn định nhúng chàm trấn Đoàn Sơn nhưng Quỷ Vũ Tông mặc kệ, điều này không bình thường. Nếu không vì điểm này thì tiểu tử không dám suy đoán khả năng Quỷ Vũ Tông. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười nói. Quỷ Vũ Tông rất cẩn thận. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông lão nếu là Quỷ Vũ Tông, biết trong phi linh môn có một cường giả linh xuất mà đông lão không biết gì về người này có lẽ đông lão cũng ngủ không yên đi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười khổ hỏi. Người định giải quyết thế nào? Mắt Lục Lâm Thiên lóe sát ý. Giết một người gian trăm người. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hỏi. Người không sợ sẽ chọc giận Quỷ Vũ Tông sao? Lục Lâm Thiên nói. Ngày nào còn đông lão ở thì Quỷ Vũ Tông không dám dễ dàng đối phó phi linh môn, trừ phi tới nông nỗi phải ra tay. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói tiếp. Nhưng sợ là phi linh môn không có cơ hội đó. Quỷ Vũ Tông theo dõi phi linh môn muốn lớn mạnh rất khó khăn. Lục Lâm Thiên bí hiểm nói. Trên đời nhiều điều bất đắc dĩ, chỉ sợ người có lòng.
Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nghiêm túc nói. Ta tin tưởng tiểu tử, ngươi làm việc chưa từng chịu thiệt, ngươi cũng không phải loại người chịu thiệt mà không đáp lễ. Nhưng làm chuyện gì cũng phải chú ý an toàn. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Tiểu tử biết rồi. Lão độc vật thật lòng quan tâm hắn, không nói suông giả dối. Lục Lâm Thiên nhận được lòng quan tâm của lão độc vật cũng trải qua nhiều vất vả mới được. Sáng sớm hôm sau, 200 con chiến mã ngửa đầu hí vang trong Phi Linh Môn, chờ xuất phát đi trấn Hoa Môn. Đàn ngựa này cướp từ La Sát Môn. Lục Lâm Thiên bước ra, 200 đệ tử Phi Linh Môn thực lực mạnh nhất đã sẵn sàng xuất phát. Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng có mặt trong đó. Kính chào trưởng môn. Các đệ tử biết lần này cùng trưởng môn đi trấn Hoa Môn, bọn họ vô cùng hưng phấn. Xuất phát đi. Lục Lâm Thiên ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư bay trên cao theo đoàn người, hắn thì cưỡi ngựa. Tiểu Long nghỉnh đầu nhỏ theo bên cạnh Lục Lâm Thiên, thiết kỵ rầm dập bốc lên bụi mù lao nhanh đi trấn Hoa Môn. 200 người rầm rộ đi hấp dẫn nhiều chú ý. Giờ roi dục ngựa chạy đến trấn Hoa Môn đã gần ban trưa, tiếng động rầm rộ khiến nhiều người tụ tập ở cửa trấn xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên giơ roi quát. Giá! Lục Lâm Thiên chạy thẳng tới tụ bảo môn, hắn không xa lạ gì đường đến tụ bảo môn vì lần trước đã đi qua. Lục Lâm Thiên sẽ tính luôn nợ cũ và mới. 200 người rầm rộ dừng lại trước tụ bảo môn, vây kín con đường. Trưởng môn, đây chính là tụ bảo môn. Đám người đang đi lại xung quanh kinh hoàng vội lùi ra xa. Trong tụ bảo môn có một vài khách đang mua đồ thấy người Phi Linh Môn rầm rộ kéo đến thì chạy ra ngoài. Trong tụ bảo môn truyền ra tiếng hét to. Có chuyện gì, làm gì, ai kiếm chuyện với tụ bảo môn ta? Người tụ bảo môn đã sớm chạy vào báo cáo tình hình. Lục Lâm Thiên nói với mấy trưởng lão Phi Linh Môn. Xuống dưới đi. Lục Lâm Thiên nhảy xuống ngựa, mặt lạnh băng nhìn đoàn người tụ bảo môn đi ra. Khoảng 30 người, đi đầu là nam nhân mặc áo trắng khoảng 40 tuổi, hơi mập mạp. Nam nhân áo trắng mắt bắn ra tia sáng lạnh. Đi bên cạnh nam nhân áo trắng là thanh niên khoảng 28-9 tuổi, trường bào hoa phục, tóc dài buộc sau gáy. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế từ thanh niên mặc hoa phục, hắn nhướng mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh giả, chắc là linh sư tứ trọng trong tụ bảo môn. Trong một thị trấn nhỏ thì linh sư tứ trọng là động vật hy hữu, đến đại môn đại phái cũng có chỗ đứng. Bên cạnh nam nhân áo trắng, thanh niên mặc hoa phục có một lão nhân khoảng 50 tuổi. Lục Lâm Thiên không quên người này, lúc hắn đi tụ bảo môn mua đồ chính là quản sự kia tiếp đãi hắn, thực lực chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Trừ ba người này ra Lục Lâm Thiên nhìn 30 người có 6 là vũ sư, những người khác là tu vi vũ sĩ, vũ đồ. Tổng thể thế lực của tụ bảo môn không tầm thường, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên thầm nghi ngờ. Tụ bảo môn là cửa hàng bán dược liệu lớn nhất trấn Hoa Môn, thực lực của chủ tiệm tuy là vũ phách vũ sư nhị trọng nhưng tụ bảo môn ở trong cổ vực hỗn loạn. Giá trị tụ bảo môn ít nhất cũng cỡ 500 vạn kim tệ hoặc nhiều hơn nữa. Một tu vi vũ phách nhị trọng làm sao trấn thủ được. Thật khiến người bất ngờ. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ sau lưng tụ bảo môn có thế lực nào? Lục Lâm Thiên đang suy tư, nam nhân áo trắng tụ bảo môn dẫn người đi ra, thấy đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh thì cơ mặt co giật. Ô, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là mấy vị trưởng lão Phi Linh Môn. Sao đến đây hết vậy, mời vào trong. Hồ Nam Sinh nói. Tề Bàn Tử, đây là trưởng môn Phi Linh Môn chúng ta, cố ý đến vì ngươi. Nam nhân áo trắng ngay từ đầu đã liếc trộm Lục Lâm Thiên, nghe Hồ Nam Sinh giới thiệu lập tức tiến lên nồng nhiệt chào hỏi. Thì ra là Lục trưởng môn đích thân đến. Sớm nghe nói Lục trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ta luôn muốn tự mình đến bái phỏng nhưng cứ bận công chuyện không đi được, xin thứ lỗi. Tề Bàn Tử thân thiết như thể bằng hữu lâu năm không gặp. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc qua Tề Bàn Tử, hắn phất lờ làm gã lúng túng. Lục Lâm Thiên đi thẳng tới trước mặt lão nhân 50 tuổi. Quản sự còn nhớ ta không? Lão nhân 50 tuổi ngay từ đầu đã chú ý Lục Lâm Thiên. Ngươi là một thiếu niên mua hàng hóa giá 10 vạn kim tệ từ tay lão, phái mấy người theo đuôi đến nay bặt vô âm tín, nên lão có ấn tượng sâu sắc với Lục Lâm Thiên. Lão nhân nhớ ra Lục Lâm Thiên ngay, biểu tình ngạc nhiên. Lão nhân cứ tưởng mấy người lão phái đi sau khi trấn lột đồ vật của thiếu niên thì bỏ trốn, nay xem ra bọn họ đều gặp bất trắc. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. Đã nhớ ra rồi sao?
ta mua vài món đồ ở chỗ quản sự nhưng quản sự phái người chặn giết, tụ bảo môn làm ăn là thu vào không thu ra sao? Biểu tình Lục Lâm Thiên lạnh băng nhìn quản sự chằm chằm. Tiểu Long cảm nhận khí lạnh từ người Lục Lâm Thiên, nó co rũi lưỡi theo dõi lão nhân. Xèo xèo. Không phải, Lục trưởng môn hiểu lầm. Xoẹt. Lão nhân ngừng ngang, cơ mặt cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu. Nam chỉ ấn xuyên thủng ngực lão nhân. Lục Lâm Thiên thu chân khí về, lạnh nhạt nói. Hiểu lầm, giải thích gì đó đều là nhảm nhí. Tề bàn tử biến sắc mặt trừng Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, tại sao giết người? Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Giết người rồi sao? Tụ bảo môn ở trấn Hoa Môn mặt ngoài buôn bán đàng hoàng ngầm thì chặn giết thương nhân, làm chuyện xấu xa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt tụ bảo môn để những người khác nhớ lâu chút, hiện tại trấn Hoa Môn thuộc về Phi Linh Môn ta, không phải các ngươi muốn làm gì thì làm. Lục Lâm Thiên nói với đám người Phi Linh Môn. Ra tay, không chừa một người. Lục Lâm Thiên dứt lời, chân khí bộc phát, khí thế hùng hồn cuồng bạo tuôn ra từ thân thể hắn. Không khí bị đè ép giạt ra. Giết! Năm vị trưởng lão sớm nhận lệnh Lục Lâm Thiên cùng xông lên đánh, không chừa người sống. Mục tiêu hôm nay là tiêu diệt tụ bảo môn, giết một người răn trăm người, răn đe. Tề bàn tử cao giọng quát. Các người muốn gì, tại sao đánh người, có gì từ từ nói. Tề bàn tử biết không đối kháng lại thực lực Phi Linh Môn hiện tại được. Hồ Nam Sinh là người thứ nhất lao lên. Muốn gì sao, muốn diệt tụ bảo môn nhà ngươi. Chân khí bộc phát, Hồ Nam Sinh rút ra trường kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao trùm Tề bàn tử. Vù vù vù, sắc mặt Tề bàn tử xa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Tề bàn tử không chống lại Hồ Nam Sinh mà thụt lùi ra sau. Chợt vang tiếng hét to. Muốn trốn hả, đã muộn rồi. Trịnh Anh giơ trường kiếm quét khí nóng bao phủ sau lưng Tề bàn tử. Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu đánh ra công kích bao vây Tề bàn tử. Năm trưởng lão vây công một mình Tề bàn tử. Đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên xông lên. Giết! 200 đệ tử Phi Linh Môn lao vào 30 người tụ bảo môn, bọn họ đánh hội đồng mà không thấy xấu hổ ngược lại rất là hưng phấn. Lục Lâm Thiên liếc thấy Linh Sư Tứ Trọng mặc trường bào định thừa dịp loạn trốn vào tụ bảo môn. Muốn trốn sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, mắt lóe tia sáng lạnh lặng lẽ đi theo thanh niên mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên xuyên qua tụ bảo môn đi ra phía sau là một đại viện rộng rãi. Không thấy bóng dáng Linh Sư mặc trường bào hoa phục đâu. Lục Lâm Thiên đứng trong đại viện, quan sát bốn phía, tập trung xem xét. Lục Lâm Thiên nhướng mày lao hướng gian phòng thứ nhất. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên vừa lao vào phòng thì có linh hỏa nóng cháy phun ra. Cộp cộp cộp. Lục Lâm Thiên buộc lòng phải nhanh chóng thụt lùi ra đại viện, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thanh niên mặc hoa phục đã xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc hoa phục cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Hừ, thì ra chỉ là Vũ Sư Tứ Trọng, muốn đấu với ta. Thanh niên mặc hoa phục phát ra linh lực, Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế từ người thanh niên mặc hoa phục, hắn nhíu mày. Thanh niên mặc hoa phục là Linh Sư Tứ Trọng, linh lực không yếu, linh hồn lực mạnh hơn Vũ Sư nhiều. Linh Sư Tứ Trọng hét to một tiếng. Linh lực thúc phược. Linh Sư Tứ Trọng kết thủ ấn, từng tia linh lực trắng vô hình như suối phun ra từ thân thể gã. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành gợn sóng khí lưu khuếch tán không gian, phô thiên cái địa chút xuống. Những khí lưu gợn sóng dường như không có lực lượng gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí lưu xẹt qua thì không gian hư vô hẳn dấu rất nhạt. Sóng gợn khí lưu rậm rạp từ trên trời giáng xuống bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng gợn sóc linh lực vô hình này xé gió hiện ra, khí thế sắc bén trực tiếp công kích linh hồn. Linh sư khó nhằn nhất là trong lực công kích chứa lực lượng. Kỳ dị, khiến vũ giả rất e ngại. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười lười biếng. Khi những linh lực hóa thành sóng gợn đến gần Lục Lâm Thiên thì không khí như có vách tường năng lượng vô hình chặn lại sóng gợn không thể đến gần hơn. Linh sư Tứ Trọng, tiếc rằng linh hồn lực của ngươi quá yếu. Môi Lục Lâm Thiên ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng nói. Đao hồn chảm. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, linh lực cực kỳ cường đại bộc phát. Trán Lục Lâm Thiên có lực lượng linh hồn vô hình dâng trào. Lực lượng dao động, không gian run rẩy, chợt vang tiếng nổ khuếch tán giữa không trung. Linh lực bốn phía tụ tập lại, làn gió khủng bố đè ép không gian biến hình.
khí thế cường đại, thanh linh đao đỏ rực ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên. Xung quanh linh đao đỏ gợn sóng không gian, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Vù vù vù, linh đao đỏ xé rách dòng không khí, xẹt qua khí lưu, cắt vỡ hư không. Nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, đao quang lóe tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra. Linh đao khủng bố đỡ upsilon.ng vào sóng linh lực vô hình của linh sư tứ trọng trực tiếp xuyên thấu khiến không gian trong một thoáng vặn vẹo, dao động năng lượng bạo động. Tiếng cắt năng lượng khẽ khàng vang lên, sóng linh lực của linh sư tứ trọng vỡ ra, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng khuếch tán. Ngươi cũng là linh. Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì linh đao đỏ xuyên qua không gian bắn thẳng vào trán gã. Cơ thể linh sư tứ trọng run bần bật, linh hồn đau nhức. Trong não linh sư tứ trọng bị lực lượng đối phương bẻ gãy nghiền nát linh hồn, gã mất đi chi giác. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta chưa cắn nuốt linh giả bao giờ, ngươi là người thứ nhất. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên, nắm ngón chụp xuống đầu linh sư tứ trọng. Một lát sau, linh sư tứ trọng bị linh hỏa đốt thành tro. Giết linh sư tứ trọng làm Lục Lâm Thiên bất ngờ. Có lẽ đến tận lúc chết linh sư tứ trọng cũng không ngờ Lục Lâm Thiên là linh sư. Trở tay không kịp trước đao hồn chảm, nháy mắt linh hồn bị thương nặng. Nếu linh sư tứ trọng cảnh giác trước thì Lục Lâm Thiên sẽ rất khó khăn mới giết được gã. Cắn nuốt linh sư tứ trọng làm Lục Lâm Thiên vô tình phát hiện một điều. Lục Lâm Thiên vốn e ngại linh sư tứ trọng, tu vi hiện tại của hắn mới là linh sư nhất trọng, không thể nuốt linh sư tứ trọng. Sau khi nuốt thanh niên mặc hoa phục mới biết linh lực, linh hồn lực của linh sư tứ trọng yếu hơn hắn nhiều. Đặc biệt là linh hồn lực. Đối phương có tu vi linh sư tứ trọng nhưng linh hồn lực thua xa Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cho rằng tất cả nguyên nhân là nhờ vào linh ngọc sàng, sử dụng hồn thần dịch. Mới rồi Lục Lâm Thiên vừa cắn nuốt linh sư tứ trọng thuận tiện thi triển siêu linh thuật. Linh sư tứ trọng có một vài tin tức làm Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, hắn nhíu chặt mày. Lục Lâm Thiên dọn dẹp xong trở ra ngoài, cả con đường từ đầu đường đến cuối ngõ đông nghẹt người. Đám người tụ bảo môn đã bị vây công giết hết. Phía xa, Tề Bàn Tử bị năm trưởng lão Hồ Nam Sinh vây công vẫn đang ngoan cường chống cự, nhưng người gã đầy vết thương, khóe môi dính đầy máu. Tề Bàn Tử, chết đi. Chu Ngọc Hậu đánh ra trường ấn vàng đất xuyên thấu không gian hóa thành tia chớp vàng, kinh khí sắc bén đột phá phòng ngự của Tề Bàn Tử đánh trúng ngực gã. Kinh phong sắc bén nổ tung trước ngực Tề Bàn Tử, gã hộc máu. Phụt. Tề Bàn Tử lảo đảo thụt lùi. Ngay khi đó Trịnh Anh hét to một tiếng. Liệt diễm toàn đao. Chân khí thuộc tính hỏa biến thành đao quang bắn ra, lửa đao quang rít gào cắt vỡ không gian chém mạnh vào Tề Bàn Tử. Tề Bàn Tử biến sắc mặt, vội vàng bày ra hộ thân cương khí. Đao quang chém mạnh vào hộ thân cương khí của Tề Bàn Tử, thế tới phá núi đoạn sông. Tiếng nổ vang điếc tai, hộ thân cương khí tan vỡ, kinh khí quét không gian, hỏa hoa tung tóe. Kinh khí cuồng bạo xới nền đất, phương xa mặt đất nứt nẻ, khe nứt lan tràn, bụi bay mù mịt. Bùm! Trịnh Anh ngưng tụ liệt diễm toàn đao vỗ vào ngực Tề Bàn Tử, gã nát vụn ra. Năm trưởng lão phi linh môn tu vi vũ phách vây công dư sức giết Tề Bàn Tử, tất cả nằm trong kế hoạch của Lục Lâm Thiên. Tụ bảo môn giã bị tiêu diệt, phi linh môn ác thật, còn ác hơn La Sát môn. Nghe nói tụ bảo môn dẫn đầu xúi cửa hàng khác đòi giảm bớt tiến cống nên mới bị Lục Lâm Thiên tiêu diệt, tụ bảo môn mất nhiều hơn được. Hồ Nam Sinh đến gần Lục Lâm Thiên, lên tiếng. Trưởng môn, đã giết hết. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. Ừm. Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn đám người trên đường, nói. Tất cả cửa hàng trong Trấn Hoa Môn nghe kỹ đây. Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Môn, không phải các ngươi muốn sao là được. Nếu ai định làm trò gì xúi dục người khác thì đừng trách phi linh môn không khách sáo. Chân khí xen lẫn trong thanh âm chấn động màng tai. Lục Lâm Thiên nói xong lạnh lùng nhìn cả con đường, giây lát sau hắn thu về khí lạnh, mỉm cười hét to. Đương nhiên nếu người thành thật làm ăn thì phi linh môn ta rất hoan nghênh, cũng bảo vệ các ngươi thật tốt, cho các ngươi yên ổn buôn bán. Lục Lâm Thiên nói với năm trưởng lão. Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão. Thường trưởng lão lập tức đi tiệm dược liệu khác thu tiến cống. Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão sắp xếp đệ tử cùng với ta dọn đồ trong tụ bảo môn về phi linh môn. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Hồ Nam Sinh đứng trong tụ bảo môn cao giọng quát. Mau lên, thu gom hết đồ đáng giá,
không được bỏ qua một món nào. Hồ Nam Sinh dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp càn quét trong tụ bảo môn. Đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, cái gì đáng giá là bị dọn sạch. Lục Lâm Thiên đứng một bên can sát, giao cho mấy đệ tử thật nhiều túi không gian dọn hết đồ đạc, suýt bưng luôn cái quầy. Đệ tử Phi Linh Môn rất hưng phấn, theo trưởng môn đi ra ngoài có thịt ăn. Lục Lâm Thiên quan sát tụ bảo môn, hắn ước chừng toàn bộ đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí vân vân, cộng thêm Lục Lâm Thiên từ ký ức linh sư tứ trọng lúc đi ra tìm thấy mật thất đằng sau tụ bảo môn, bên trong có nhiều đan dược tam phẩm, tứ phẩm, một số dược liệu cao phẩm, tài liệu thượng đẳng, cộng lại khoảng 600 vạn kim tệ. Linh sư tứ trọng, tề bàn tử đeo chữ vật giới chỉ, bên trong chữ vật giới chỉ có đồ đạc giá trị 200 vạn vạn kim tệ. Trong chữ vật giới chỉ của linh sư tứ trọng có một bộ linh kỹ. Tổng thể giá trị đồ đạc của tụ bảo môn là 800 vạn kim tệ. Hai canh giờ sau, Hồ Nam Sinh hưng phấn đến gần Lục Lâm Thiên, tay cầm 6 túi không gian căng phòng. Trưởng môn, đã thu dọn xong. Lục Lâm Thiên cầm túi không gian, mở miệng hỏi. Các người có lấy cho mình chưa? Chu Ngọc Hậu chạy tới, cười tâu toét. Năm trưởng lão chúng ta làm theo trưởng môn dặn, mỗi người lấy một viên đan dược tứ phẩm, 10 vạn kim tệ, một binh khí. Các đệ tử đi theo thì đẳng cấp phủ sư mỗi người 5.000 kim tệ cộng một viên đan dược tam phẩm. Đẳng cấp phủ sĩ mỗi người 1.000 kim tệ cộng hai viên đan dược nhị phẩm. Mới rồi bọn họ đã lựa chọn xong, cũng chừa phần cho ba người Trịnh Anh Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt. Ba Trịnh Anh chạy vào tụ bảo môn, cười nói. Trưởng môn, đã thu đủ. Trịnh Anh giao một thẻ ngọc tinh, một túi không gian cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhận lấy hai thứ, nhìn trong túi không gian có nhiều đan dược, trong thẻ ngọc tinh có mấy chục vạn kim tệ, là số lượng tiến cống một tháng của 30 mấy cửa tiệm dược liệu. Thế nào rồi, có ai nói thêm gì không? Hàng tiến cống không chỉ nộp kim tệ còn có đan dược, dược liệu. Thường Lỗi cười nói. Không, mọi người đều nói không dính dáng gì đến tụ bảo môn. Sau này mỗi tháng bọn họ giao tiến cống đúng thời hạn, họ đã bị trưởng môn hù sợ rồi. Lục Lâm Thiên nói. Tạm giữ lại tụ bảo môn đi, phái hai đệ tử tổng trừng, sau này chúng ta còn cần dùng. Những người còn lại theo ta về Phi Linh Môn. Giết một người dân trăm người, chiêu này rất có hiệu quả đối với những cửa tiệm. Buôn bán dược liệu đan dược lời to, bọn họ tiếc không nỡ rời khỏi Trấn Hoa Môn. Dọn dẹp xong đệ tử Phi Linh Môn rầm rộ rời đi. Giá! Tụ bảo môn to lớn đã là người chết lầu trống, người nguyên con phố thầm cảm thán. Phi Linh Môn không dễ chọc, tâm ngoan thủ lạt hơn La Sát Môn trước kia nhiều. Người vừa rồi là trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Nhìn còn khá trẻ nha. Đúng là trẻ thật, không ngờ tâm ngoan thủ lạt vậy, thực lực cũng mạnh. Bây giờ Phi Linh Môn càng lúc càng tốt hơn, chúng ta xem thử Phi Linh Môn có nhận đệ tử mới không? Nếu vào Phi Linh Môn chắc không tệ. Trong đám người, một bóng dáng mảnh khảnh biểu tình giật mình sau đó hưng phấn, mắt hí tràn đầy ý cười. Là hắn, đúng là hắn. Ta được cứu rồi, cảm tạ trời đất. Nếu Lục Lâm Thiên có mặt ở đây sẽ nhận ra người này chính là Lưu Nhất Thủ đã lừa hắn trong Hiên Tinh Trấn. Nhưng cũng phải cảm ơn Lưu Nhất Thủ, không nhờ gã thì Lục Lâm Thiên không lấy được Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lưu Nhất Thủ lấm la lấm lét lấy đâu ra một con ngựa theo đuôi đoàn người Phi Linh Môn từ xa. Đoàn người lao nhanh trở về, khi Lục Lâm Thiên quay lại Phi Linh Môn trời đã hoàng hôn. Về nơi ở, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hỏi. Như thế nào, thuận lợi không? Lục Lâm Thiên trả lời. Đã giết hết người tụ bảo môn, những thứ khác đều ổn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cười gằn. Sát phạt dứt khoát, xem như tâm ngoan thủ lạt, ta thích. Lục Lâm Thiên nói. Không ngờ sau lưng tụ bảo môn là Cửu Hoa Môn. Tụ bảo môn do Cửu Hoa Môn âm thầm quản lý. Cửu Hoa Môn đã sớm thò chân vào Trấn Hoa Môn. Lục Lâm Thiên đọc ký ức trong đầu Linh Sư Tứ Trọng mới biết chủ nhân của tụ bảo môn là Cửu Hoa Môn, Tề Bàn Tử và Linh Sư Tứ Trọng đều là đệ tử Cửu Hoa Môn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh bất ngờ ồ lên. À, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười. Sắp đến Đại hội Tông Môn Quỷ Vũ Tông rồi. Chờ đại hội tông môn qua đi lại tính sổ với Cửu Hoa Môn. Hiện tại tụ bảo môn bị nhổ đủ làm bọn họ nhức đầu một thời gian.
Lục Lâm Thiên thu được đồ đạc giá trị 800 vạn kim tệ trong tụ bảo môn, đối với cửu hoa môn là một lần đổ máu ròng rã. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Đi quỷ vũ tông nhớ cẩn thận chút, dù sao là địa bàn của bọn họ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chính vì đi quỷ vũ tông nên ta càng không cần sợ gì. Nguyễn Đông lão còn thì trong quỷ vũ tông bọn họ không dám làm gì ta, cùng lắm khó xử một chút. Ban đêm, Lục Lâm Thiên đi vào mật thất trong sơn động sau núi. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, kết thủ ấn chậm rãi tu luyện. Linh lực bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt đang chờ hắn luyện hóa. Linh lực bị cắn nuốt cực kỳ khổng lồ, hơn xa một phần linh hồn thần dịch. Nhưng linh lực bị cắn nuốt không cuồng bạo như linh hồn thần dịch. Bản thân linh lực bị cắn nuốt đã là linh lực, Lục Lâm Thiên luyện hóa trừ tạp chất trở lại tinh thuần là có thể dùng. Cho nên nuốt linh lực linh sư tứ trọng mạnh hơn năng lượng một phần linh hồn thần dịch nhưng trong người Lục Lâm Thiên không có hiện tượng khó chịu. Lục Lâm Thiên luyện hóa sơ mớ linh lực này chảy vào không gian khí hải trong não hắn, thấm nhuần linh hồn lực sâu trong óc. Một lát sau Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Ánh sáng trong suốt bao phủ quanh thân hắn, khí thế chậm rãi tăng lên. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, mau đến khó tin. Linh lực bị cắn nuốt một khi luyện hóa sẽ trở thành linh lực của mình, tốc độ kinh người. Lục Lâm Thiên thầm tính toán luyện hóa linh lực cắn nuốt xong cũng là lúc hắn lên đường đi quỷ vũ tông. Đêm khuya, bên ngoài phi linh môn, một bóng người thập thò tìm kiếm cái gì. Người đó nhìn vào trong phi linh môn, nhỏ giọng nói. Chờ tìm tiểu cô nãi nãi cùng đến vậy, rốt cuộc tìm ra hắn. Ai đó? Chợt có mấy bóng người xuất hiện bên cạnh người đó, gã chưa kịp phản ứng đã bị mấy đệ tử phi linh môn bắt giữ. Hôm sau, trên quảng trường trước đại điện phi linh môn, một người mảnh khảnh bị cột trên gốc cây. Người này là Lưu Nhất Thủ đáng thương. Hoàng Bác Nhiên cao giọng quát. Người lén lút trước phi linh môn, còn bảo là đi lạc đường. Cho rằng ta ngốc sao, ta trói người 10 ngày. Nửa tháng coi ngươi có nói thật không? Các đệ tử phi linh môn tụ tập lại xem. Lưu Nhất Thủ mếu máo. Các vị huynh đệ, ta thật sự đi lầm đường, các ngươi mau thả ta đi. Tối hôm qua Lưu Nhất Thủ bị bắt đã ăn nhiều đau khổ, không ngờ hôm nay còn bị trói. Hiện trời cuối đông, gần sang năm mới, không khí lạnh kinh khủng. Người phi linh môn tạt bồn nước lạnh làm Lưu Nhất Thủ run cầm cập, gã chỉ có tu vi vũ đồ, không thể chống nóng lạnh. Lưu Nhất Thủ hắt xì liên tục, uất ức hét to. Ta nói thật, các ngươi mau thả ta ra, ta tìm trưởng môn của các ngươi, ta thật sự tìm hắn. Hoàng Bác Nhiên vặc lại. Ngươi tìm trưởng môn, biết trưởng môn chúng ta tên gì không? Lưu Nhất Thủ ngây người. Ta, Lưu Nhất Thủ thật tình không biết. Hoàng Bác Nhiên tức giận quát. Còn dám kéo trưởng môn ra lấy cớ, các huynh đệ, cho hắn bài học đi. Để coi hắn còn dám nói xạo không. Bùm bùm bốp binh. Lưu Nhất Thủ đáng thương thân gầy ăn bao nhiêu là quyền đấm cước đá, vang tiếng răng rắc, không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương. 6 ngày sau, trong sơn động sau núi, khí thế tràn ngập toàn thân Lục Lâm Thiên, màn sáng trong suốt bao phủ nguyên sơn động. Trong đầu Lục Lâm Thiên, không gian khí hải tràn đầy, linh lực hùng hồn nhanh chóng tuôn ra xoay quanh bên ngoài không gian khí hải linh lực. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Áp xúc, linh lực rồi rào áp xúc rút vào trong không gian linh lực. Bùm, không gian trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, lực lượng cường đại tràn ngập. Không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên áp xúc rồi tràn đầy, không gian linh lực khuếch tán, lặp đi lặp lại mấy lần. Khí thế tăng vọt, trong thiên địa có năng lượng khổng lồ chui vào người Lục Lâm Thiên. Vù vù vù, trên linh ngọc sàng lóe vầng sáng nhạt thấm vào người Lục Lâm Thiên. Khoảnh khắc này không gian linh hồn trong đầu Lục Lâm Thiên nhận được ích lợi lớn, năng lượng tinh thuần thẩm thâu ra từ không gian linh lực đang tẩm bổ linh hồn của hắn. Linh hồn ngưng tụ hơn nhiều. Thật lâu sau khí thế từ người Lục Lâm Thiên bình ổn lại, hắn đã là linh sư tam trọng. 4 ngày trước Lục Lâm Thiên khoảng linh sư nhất trọng trung kỳ, luyện hóa một phần linh lực hắn đã thôn phệ, trong vòng 2 ngày hắn đột phá đến linh sư nhị trọng. Hiện tại Lục Lâm Thiên luyện hóa hết số linh lực thôn vệ đột phá đến linh sư tam trọng. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù. Lục Lâm Thiên cảm nhận linh lực tràn đầy trong người, hắn nhếch môi cười. 6 ngày đột phá 2 tầng linh lực, tốc độ làm Lục Lâm Thiên thấy hưng phấn. Dọn dẹp xong Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất sơn động.
Tính thời gian thì Đại hội Tông Môn Quỷ Vũ Tông chỉ còn nửa tháng là bắt đầu, Lục Lâm Thiên dự định soạn hành lý rồi xuất phát. Lục Lâm Thiên đi ra ngoài, sau núi có mấy con yêu thú khổng lồ đang chơi đùa, là Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo. Trong đám yêu thú thì Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang thần phục Thiên Sí Tuyết Sư, mà Thiên Sí Tuyết Sư lại thần phục Tiểu Long. Vù vù vù. Tiểu Long vặn vẹo vài cái bò lên vai Lục Lâm Thiên, co duỗi lưỡi rất là hưng phấn. Bốn yêu thú Thiên Sí Tuyết Sư ngoan ngoãn đến cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói với lũ yêu thú. Các ngươi có thể đi sơn mạch xung quanh kiếm ăn nhưng không được đi quá xa. Lục Lâm Thiên thầm tính toán bên cạnh hắn có mấy con yêu thú, chờ Đại hội Tông Môn Quỷ Vũ Tông qua đi hắn phải luyện chế một số đan dược dành cho yêu thú dùng, để đám yêu thú nhanh chóng đột phá. Trong Thiên Linh Lục có ghi chép về điều này, trợ giúp yêu thú đột phá nhanh hơn Vạn Thú Tông. Trong Vạn Thú Tông không có nhiều người có năng lực khống chế yêu thú, khống thú thuật trong Thiên Linh Lục có thể điều khiển nhiều yêu thú. Quan trọng nhất là vừa khống chế yêu thú vừa trợ giúp yêu thú đột phá nhanh, Vạn Thú Tông không thể sánh bằng. Nhưng cái giá trợ giúp yêu thú rất kinh khủng, nếu là trước kia Lục Lâm Thiên không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ Lục Lâm Thiên có thể miễn cưỡng gánh nổi, nhưng miệng ăn núi lở. Trên danh nghĩa Lục Lâm Thiên có địa bàn trăm dặm, có hai thị trấn, nhưng để chống đỡ cả Phi Linh Môn phát triển thì không đủ. Dù có Âm Dương Linh Vũ Quyết, sau này Lục Lâm Thiên tìm cách chuyên môn nuốt vũ giả, linh giả nhưng không đủ cho hắn bồi dưỡng yêu thú. Tiêu hao chi phí cho việc bồi dưỡng yêu thú, nếu nuôi nhiều yêu thú thì nó tiêu hao đáng sợ hơn Âm Dương Linh Vũ Quyết. Mấy con yêu thú gầm gừ. Growl. Chúng nó chậm rãi đi vào sơn mạch gần đó. Tiểu Long theo sau Thiên Sí Tuyết Sư. Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư ở sơn mạch xung quanh, Lục Lâm Thiên không mấy lo lắng. Gần đây không có cường giả nào, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh ở đây, cường giả nào đến gần là lão biết ngay. Hơn nữa Thiên Sí Tuyết Sư, Tiểu Long không dễ chọc. Lục Lâm Thiên rời khỏi sau núi đang định về chỗ ở thì thấy Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ đang đi ra ngoài. Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ nhanh chóng hành lễ. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên thấy vẻ mặt hai người sốt ruột, thuận miệng hỏi. Các ngươi vội vàng có chuyện gì? Phương Tân Kỳ trả lời. Trưởng môn, mấy ngày trước chúng ta bắt được một gian tế, ban đầu nói là đi lạc đường, sau lại bảo muốn tìm trưởng môn nhưng không biết tên của trưởng môn. Chúng ta thẩm vấn mấy ngày nhưng hắn không nói được ai phái đến, chúng ta định đi thẩm vấn lần nữa. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Mang ta đi xem. Lục Lâm Thiên đi cùng Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ. Đằng trước đại điện Phi Linh Môn, một thân hình mảnh khảnh bị trói vào cái cây to, tóc rối che nửa bên mặt, quần áo tả tơi, hơi thở suy yếu. Lục Lâm Thiên đến, các đệ tử tôn kính hành lễ. Kính chào trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên đang quất roi vào Lưu Nhất Thủ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lưu Nhất Thủ bị trói. Là hắn sao? Lục Lâm Thiên không nhận ra là ai nhưng mơ hồ thấy quen mặt. Lưu Nhất Thủ mắt sáng rỡ như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Đại nhân cứu mạng, cứu mạng. 6 ngày qua Lưu Nhất Thủ sống không bằng chết, trời mới biết gã đã phải chịu bao đau khổ. Đám người Phi Linh Môn dùng hết mọi cách hại người áp dụng vào gã, Lưu Nhất Thủ muốn chết cũng không được. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Ngươi là... Nghe thanh âm hơi quen. Lưu Nhất Thủ lắc mạnh đầu hất tóc rối lộ ra khuôn mặt gầy gò, tiều tụy. Đại nhân... Là ta đây. Đại nhân nhìn kỹ đi, là ta. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Lưu, Nhất Thủ, ngươi là Lưu Nhất Thủ. Lục Lâm Thiên không nhận ra Lưu Nhất Thủ ngay, bộ dạng của gã lấm la lấm lét giờ như kẻ nghiện lên cơn, mắt hõm sâu như bị nhúng trong nước. Lưu Nhất Thủ kích động nói. Vâng đại nhân, là ta. Đại nhân nhận ra ta thì tốt rồi, mau thả ta ra. Lần đầu tiên Lưu Nhất Thủ phát hiện được người nhận ra là chuyện đáng để kích động như vậy. Vù vù vù. Một cơn gió thổi qua, đám đệ tử Phi Linh Môn vây xem thoáng chốc chạy mất dép. Trưởng môn thật sự quen biết người này, có vẻ đúng là người ta tìm trưởng môn, bọn họ đã hành hạ gã rất nhiều. Nghĩ đến đây các đệ tử toát mồ hôi lạnh ròng ròng, rắc rối to, trói bằng hữu của trưởng môn 6 ngày. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ. Hoàng Bác Nhiên toát mồ hôi lạnh run cầm cập. Lục Lâm Thiên hỏi ba người. Các ngươi làm gì vậy? Sao sợ như thế? Hoàng Bác Nhiên quỳ xuống.
Trưởng môn, chúng ta không cố ý. Chúng ta thấy hắn lén lút tưởng là gian tế nên trói hắn lại, không biết đây là bằng hữu của trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên thầm nghĩ gã đã gây họa lớn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, ai nói với người hắn là bằng hữu của ta. Lần trước trong thiên tinh trấn tiểu tử này đã lừa ta, tiếp tục chiêu đãi hắn đi. Đám Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào, đệ tử Phi Linh Môn thở phào nhẹ nhõm. Cái gì, không phải bằng hữu cu ẻ trưởng môn, là lừa đảo, còn lừa trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên quát to. Dám lừa đảo trưởng môn của chúng ta, quất chết ngươi. Hoàng Bác Nhiên đứng dậy, không biết lấy đâu ra cây roi dơ cao định quất vào Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ mếu méo. Đại nhân tha mạng, ta không cố ý. Lục Lâm Thiên chợt nhớ điều gì. Khoan. Lục Lâm Thiên hỏi. Lưu Nhất Thủ, người tìm ta có chuyện gì? Hoàng Bác Nhiên nghe lời lui xuống, biết người này không phải bằng hữu của trưởng môn thì yên bụng. Lưu Nhất Thủ cầu xin. Đại nhân, ta tìm đến người xin cứu mạng, đại nhân thả ta ra trước đi. Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Bác Nhiên. Thả hắn ra. Một lát sau Lưu Nhất Thủ uể oải đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, bộ dạng nửa chết nửa sống, xem ra 6 ngày qua gã chịu hành hạ không tầm thường. Lục Lâm Thiên hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Sao ngươi biết ta ở Phi Linh Môn? Lưu Nhất Thủ nói. Đại nhân, chuyện này nói rất dài dòng, giờ ta không có sức nói. Đại nhân có thể cho ta chút đồ ăn được không? Đợi ăn no rồi ta nói. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Không nói thì thôi, băm hắn ra cho yêu thú ăn. Hoàng Bác Nhiên kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Không, ta nói ngay đây. Lưu Nhất Thủ sốt ruột nói. Có người cho ta ăn độc đan, bắt ta tìm đại nhân nếu không ta sẽ chết. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Ai kêu ngươi tìm ta? Lục Lâm Thiên nhớ đến Lữ Tiểu Linh, e rằng chỉ có nàng mới bắt Lưu Nhất Thủ tìm hắn được. Lưu Nhất Thủ lấm lét nhìn Lục Lâm Thiên. Cái này. Lưu Nhất Thủ ấp úng. Ta cũng không quen nàng, đại nhân đi liền biết. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Không chịu nói thật, ngươi rất muốn cho yêu thú ăn phải không? Lưu Nhất Thủ thấy mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng thì dùng mình, vội nói. Ta nói ngay, là một nữ nhân muốn tìm đại nhân, ta không biết tên nàng là gì. Nàng nói đại nhân cướp đồ của nàng, chỉ cần đại nhân trả đồ lại là được. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Đúng ra nàng nói tìm thấy ta sẽ chém chết ta mới đúng. Tính tình của Lữ Tiểu Linh sẽ không tha cho hắn dễ dàng. Lưu Nhất Thủ nghi hoặc hỏi. Sao đại nhân biết? Lục Lâm Thiên hỏi. Đương nhiên ta biết, nhưng sao ngươi tìm được ta? Lưu Nhất Thủ ủ rũ nói. Ta ăn độc đan, tìm đại nhân mấy tháng mà không thấy. Dù sao cũng chết, ta đi dạo lang thang, ai ngờ mấy hôm trước gặp đại nhân trong trấn Hoa Môn nên đi theo tới đây. Lục Lâm Thiên xoay tròn mắt. Vậy sao? Lục Lâm Thiên nói với Lưu Nhất Thủ. Nghĩ tình ngươi vô tình từng giúp ta, sẽ cho ngươi ăn một bữa no nên rồi mới giết chết. Lục Lâm Thiên nháy mắt với Hoàng Bác Nhiên, ra hiệu gã hành động. Lục Lâm Thiên không định giết Lưu Nhất Thủ, nhưng nếu người này kêu Lữ Tiểu Linh đến thì rắc rối cho Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên buộc lòng phải giết gã. Lưu Nhất Thủ toát mồ hôi lạnh kêu lên. Đại nhân tha mạng, ta sẽ không nói cho nữ nhân kia biết. Lưu Nhất Thủ cảm nhận rõ ràng sát ý từ người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mặc kệ Lưu Nhất Thủ, vì không để Phi Linh Môn gặp rắc rối, hắn phải giết người. Lục Lâm Thiên không phải loại người hiếu sát nhưng đành bất đắc dĩ. Hoàng Bác Nhiên kéo Lưu Nhất Thủ. Đi đi, cho ngươi ăn bữa ngon. Lưu Nhất Thủ lớn tiếng cầu xin. Đại nhân tha mạng, ta không muốn chết. Đại nhân thả ta đi, ta có thể làm việc cho đại nhân. Ta tham gia Phi Linh Môn, đại nhân kêu ta làm gì cũng được. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn do dự một lúc, nói. Cho hắn ăn no rồi đưa tới chỗ của ta. Hoàng Bác Nhiên lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Hai canh giờ sau, trong phòng Lục Lâm Thiên, Lưu Nhất Thủ tắm rửa ăn uống nô nê, khép lép đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, lo lắng tùy thời sẽ mất mạng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là tham gia Phi Linh Môn, hai là chết ngay tại chỗ. Lưu Nhất Thủ nói nhanh. Đại nhân, ta đồng ý tham gia Phi Linh Môn, nhưng ta chỉ sống được 3 tháng. Sau 3 tháng độc đan kia sẽ phát tác. Lục Lâm Thiên nói.
độc đan của ngươi không thành vấn đề, ta có cách giải độc cho ngươi. Lưu Nhất Thủ kích động quỳ xuống. Thật không, đa tạ trưởng môn, sau này ta xin làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Nếu có thể trừ độc đan thì Lưu Nhất Thủ rất mừng. Lục Lâm Thiên cười cười, có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở, độc đan trong người Lưu Nhất Thủ không là gì. Để Lưu Nhất Thủ sống có tác dụng, thiên phú của gã không tốt nhưng người thông minh, lại lấm lét. Loại người này tu hành không ra gì nhưng làm ăn thì rất giỏi. Chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông qua đi, Lục Lâm Thiên có việc cần dùng Lưu Nhất Thủ. Trong phi linh môn không có nhiều nhân tài cho Lục Lâm Thiên sử dụng. Lục Lâm Thiên giao Lưu Nhất Thủ cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, việc giải độc lão làm dễ như chơi. Nhưng sau này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho Lưu Nhất Thủ ăn viên độc đan mới, là phệ huyết hóa cốt đan mà Lục Lâm Thiên từng ăn. Một năm sau nếu không có thuốc giải Lưu Nhất Thủ sẽ chết, độc tính mạnh hơn độc đan cũ của gã gấp chục lần. Lưu Nhất Thủ muốn khóc, vừa thoát ổ sói lại ào hang cọp. Là Lục Lâm Thiên kêu thôi hồn độc xuất đông vô mệnh làm như vậy, hắn chưa tin tưởng Lưu Nhất Thủ, phải đề phòng gã. Lục Lâm Thiên dặn dò thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vài điều sau đó bế quan tiếp. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay một ngày là đến Quỷ Vũ Tông, giờ còn khoảng 10 ngày, Lục Lâm Thiên không gấp. Lục Lâm Thiên kêu Trương Minh Đào đưa Lưu Nhất Thủ đi trấn Hoa Môn, cho gã ở bên kia một thời gian. Lục Lâm Thiên không nói lý do tại sao. Trong mật thất ở sơn động sau núi, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng. Lục Lâm Thiên lấy Hỏa Long đỉnh ra, bày nhiều tài liệu luyện khí trước mặt. Trong đoạn thời gian này Lục Lâm Thiên định luyện chế thêm một khôi lỗi, hắn lấy được nhiều tài liệu luyện khí trong tụ bảo môn. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, linh lực rót vào Hỏa Long đỉnh, lửa bùng cháy, không gian nóng rực. Lục Lâm Thiên lần lượt bỏ tài liệu vào Hỏa Long đỉnh, bắt đầu luyện chế. Lần trước luyện chế lang nhân khôi lỗi chỉ lén thử dùng một lần trong sơn mạch Vũ Đô, hiệu quả không tệ. Nhưng lang nhân khôi lỗi chỉ là đẳng cấp nhị cấp hậu giai, nay thực lực của Lục Lâm Thiên đã lên cao, hắn định luyện chế khôi lỗi tam cấp sơ giai, thực lực ngang ngửa vũ sư tam trọng. Về mặt nào đó thì khôi lỗi tam cấp sơ giai mạnh hơn vũ sư tam trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế khôi lỗi tam cấp tiêu hao lớn rất nhiều. 6 ngày sau, trong mật thất, Lục Lâm Thiên rót linh lực vào Hỏa Long đỉnh. Ngọn lửa bập bùng cháy trong Hỏa Long đỉnh, qua mấy ngày luyện chế, Lục Lâm Thiên đã luyện hết tài liệu thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng thiêu hủy luyện chế, phải trừ bỏ hết tạp chất trong dung dịch mới luyện chế ra khôi lỗi hoàn mỹ nhất được. Thân thể khôi lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lại qua một ngày, Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Khôi lỗi thuật, ngưng. Các thủ ấn kỳ dị ngưng kết, các tia sáng rót vào Hỏa Long đỉnh. Xèo xèo. Một đoàn dung dịch to lao ra khỏi Hỏa Long đỉnh, bị linh hỏa bao lại lơ lửng giữa hư không. Hơi nóng làm mật thất mơ hồ biến thành màu đỏ rực. Lục Lâm Thiên không ngừng đánh ra thủ ấn, các tia sáng chui vào dung dịch, lửa bùng cháy cao hơn. Sắc mặt Lục Lâm Thiên dần tái xanh. Kéo dài mấy canh giờ sau đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao hai thước, các giọt chất lỏng nóng cháy chậm rãi nhỏ xuống, xoay tròn, biến đổi theo quy tắc Lục Lâm Thiên khống chế. Một lát sau, đoàn dung dịch nóng cháy bắt đầu ngưng tụ thành thân hình thực chất. Linh hỏa bao bọc con chim khổng lồ cao một thước, rộng ba thước, màu đỏ rực. Nếu con chim to lớn nữa sẽ nhét đầy cả sơn động. Chim khổng lồ có hai cánh, mỏ nhọn vuốt bén. Con chim tựa như vật sống, linh hỏa rèn tạo thân thể nó lấp lánh ánh sáng, sắc màu kim loại và thực chất. Lục Lâm Thiên quát to. Thu. Con chim khổng lồ từ màu đỏ biến thành màu kim loại xanh sậm, khí thế sắc bén khuếch tán. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Khôi lỗi bí pháp. Các tia sáng thần dị chui vào người chim khổng lồ, con chim chợt mở mắt ra. Đôi mắt trống rỗng không có tròng nhưng bắn ra ánh sáng, con chim như vật sống tự vỗ cánh, thân hình không còn cứng ngắc. Một lát sau Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, mặt trắng bệch, hắn đã tiêu hao quá lớn. Có kinh nghiệm luyện chế khôi lỗi lần trước nên lần này tất nhiên thuận lợi thành công. Lục Lâm Thiên nhếch môi. Thành công. Lục Lâm Thiên nhìn khôi lỗi chim khổng lồ trước mắt. Hắn cực kỳ vừa lòng. Đây là khôi lỗi phi hành hiếm gặp, tên là Thiết Thứ, thực lực cường đại cộng với khả năng bay, rất khó đối phó. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng. Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên đi Quỷ Vũ Tông, có hai khôi lỗi, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang thì hắn cũng yên bụng.
Dọn dẹp xong, Lục Lâm Thiên lại điều tức một ngày rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Lục Lâm Thiên từ biệt đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, Lục Tâm Đồng, hắn mang theo Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang đi Quỷ Vũ Tông. Chỉ còn 3 ngày là đến đại hội tông môn mà Đỗ Vân Sơn nhắc. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì bám trên vai hắn. Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo bị Lục Lâm Thiên thu vào không gian thú nang.